Dẫn cho đi một khúc luôn. Đi từ giờ, đi về miền vô cực. Chắc em phải lấy cái này quá. Nhớ nhẹ nhẹ nha. Dạ được rồi chú. Còn cái gái không luôn. Ê reset chiến dịch, tạo chiến dịch cho. Hello mấy chị. Trời ơi, có lô bữa nay đẹp quá chị ơi. Nắng này giờ sao trời. Chá sao đó. Nó chá nè. Tỉnh tỉnh nghe, từ từ, đừng có chốt em cầm từ từ mấy chị, em phải di chuyển mới được mấy chị. Chỗ này nó nắng nôi lắm. Thấy không, thấy rõ không mấy chị? Rõ không? Rõ chưa Khoa ơi? Hello anh trưởng, chào anh ruột. Khoan nghe, bình tĩnh nha mấy chị. Chị có thấy rõ không? Ừ trời, mát xuống gì đi mấy chị. Thấy người trên sáng sủa một chút đi. Khoa em tạo chiến dịch cái. Nay ngày mấy vậy ta? 18 tháng 7 ha. Chọn cái ngày 18 tháng 7 nghe, đừng có ghi ngày là cái chiến dịch Lai Thái nha. Ok. Chị ơi. Từ từ chú ơi. Chú khoan nói chú sưng, từ từ chú sưng. Trời ơi, chút lên chú, cây này đặc biệt lắm nè mấy chị. Giờ hôm nay tặng cái chớp này cho mấy chị kỳ quá. Giờ tặng cây này kỳ lắm luôn á. Cây tặng cây này VIP lắm luôn, đừng chơi nó nhỏ nha. Thấy cái sờ cái em có đăng lên không nè, cây này mà gì mà có vỏ đó mấy chị, lá nó sọc hết trơn rồi. Cái này nè, cây này là chớp luôn á, trời đó, rồi rõ đúng không chị ơi? Em đăng lên cho mấy chị một cái lô vàng tiên. Cái cây này vậy chứ nó ngầm ngầm mà nó xuân vương mấy chị. Ủa nó đẹp thiệt giờ mặt trời luôn. Trời ơi, còn cây nào như cái đó anh ơi, cây nào như cái đó à, nó đi vòi từ ở dưới làm bề bông lên. Nó đi vòi từ dưới làm bề bông lên. Tại cái cây này vòi cao cao cho mấy chị thấy chứ. Ồ nó ngon dữ lắm mấy chị ơi. Cái lô này ngon dữ lắm luôn. Cây của anh nữa. À có chốt chưa mà cây của anh. Cái cây này nè em cho coi sao nè. Nè thấy gì không mấy chị? Thay vì cái này là nó sọc đỏ luôn rồi đó. Mấy chị thấy nó tia chưa? Đây mấy chị thấy nó sẹt chớp chưa? Đây chị thấy chưa? Bởi vì cái lô này em nói thiệt với chị, cái lô này là hết nước chấm luôn á. Hết nước chấm. Cái lô này cây đẹp lắm. Từ từ đi. Em đăng lên cho mấy chị. Chia sẻ cho em hai quên đó. Sao tôi thui chậm thấy được chân chân. Mấy chị chia sẻ giùm em hai lần. Ở chế độ công khai. Giùm em và một lần trên trang hội nhóm chia sẻ đi, tặng cho 4 cây siêu bông. Rồi cho 4 cây nhiều vòi tặng cái đây. Em tặng cho mấy chị 4 cây. Nè, anh chị coi cái cây ngày hôm nay nè mấy chị. Nó quá chi là đẹp luôn. Em nói với mấy chị nè, nó quá là đẹp luôn nè mấy chị coi nè. Cái này á là cái chậu 3 cây thôi. 3 cây thôi vô một chậu đó mấy chị. Nó nở nè. Anh chị coi giùm em cái gốc nha, không phải là cây to cây bự đâu. Không phải là cái cây này đâu mấy chị. Cái cây này nó bự, nó cao, nó bự, làm vào bông nhiều không nói. Mà cái cây này chỉ cần 3 cây vô chậu thôi. 3 cây vô chậu thôi mấy chị thấy được sự lợi hại của nó luôn. Em nói nha mấy chị ơi, vàng lưỡi đỏ bây giờ mấy chị thấy không? Ít có người chơi, nhưng mà khi một khi có cây vàng tia đỏ là người ta lại mua, có cây vàng tia đỏ là người ta lại mua. Lý do tại sao? Nó đi vào bông rất chi là nhiều mà cái màu sắc nó vô cùng rực rỡ. Em nói mấy chị cái lô này là cái lô đẹp nhất trong tất cả các lô vàng tia đỏ. Em đi nhiều nhà vườn, bò vàng có luôn anh ơi, bò vàng có luôn. Có luôn bò vàng, bò tím. Bò vàng, bò tím, bà liễu cái gì cũng có. Cái gì cũng có mấy chị, nhưng mà muốn lên trước cái lô này
Đây anh chị thấy không? Cái lô này nó xưng vương từ hôm giờ mà giá không hề hạ nhiệt. Thôi em nói với chị, mỗi nít lá của nó là mỗi vò hoa. Cái cây này em bữa em chụp ở cửa hàng nè mấy chị. Cái chậu này là ghép 3 cây vô chậu chứ không phải là 4 cây luôn đó. Nó chỉ có 3 cây thôi đó mấy chị. Nó chỉ có 3 cây thôi đó. Mà 1 cây nó 2-3 vòi, 1 cây nó 2-3 vòi. 3-4 vòi bông là vô một cái chậu cho mấy chị mình. Nở ra một cái là xuất sắc luôn. Đây, cái cây này nè, em nói hổm giờ rồi. Em nói mấy chị ơi, mua giùm em một cái chậu này đi. Về mấy chị ghép chậu, chơi một cái nha. Tết nghe em nói thật với chị là khỏi mua cây mai về chơi luôn. Khỏi mua cây mai luôn đó mấy chị. Người ta ghép vô cái chậu thiết kế, chị coi nè. Nè, đây, cái chậu thiết kế này mấy chị nhìn quá quen thuộc rồi đúng không? Nhìn quá quen rồi đúng không mấy chị? Quá quen đúng không? Em muốn mấy chị về ghép cái chậu thứ này. Ghép cái chậu thứ này thôi thì nhìn đơn giản giống cái chậu của em đi. Đây, cái hình này là hình của khách trồng. Đây là hình của khách trồng người ta bữa giờ mấy chị thấy không? Còn hình cái nhìn cái hình này của em đi. Nhìn cái hình này của em đi mấy chị. Rồi mấy chị sẽ thấy được cái gì đó rất là rực rỡ, rất là đẹp luôn. Chia sẻ giùm em 2 lần ở chế độ công khai và 1 lần trên trang hội nhóm giùm em nghe khách ơi. Tặng cho anh chị mình 4 cây bằng tiền. Em làm giá cực rẻ đầu like luôn nè. Đảm bảo mấy chị mua cái đầu like này giá cực rẻ. Thiệt luôn á. Vanda đỏ thì từ từ chị Hoài ơi, cái đó từ từ. Nó chưa có về tới đâu, về tới rồi bán cho. Đây anh chị coi nè. Cái này là chỉ cần có 3 cây thôi đó mấy chị. Mình ghép vô một chậu một cái nhìn nó xuất sắc luôn. Nó xuất sắc luôn. Nè, tặng cho 4 cây nha. Em tặng cho 4 cây nha mấy chị. Chị mới mua một chậu bữa nay ra 7 bờ bông luôn á chị Hoàng Lê. U là trời. U là trời, nó đẹp nghe. Từ từ đi, mấy cây chớp đó chút lên bán cho. Cái gì móc quế sầu riêng à. Trời ơi, nó đẹp lắm chị ơi. Bán nhà chốt hả? Trời ơi, anh làm sao bán nhà được? Làm sao bán nhà được anh trưởng? Em nói mấy chị ơi, nó như thế này nè chị. Nó như thế này không nè. Mấy cây này mấy chị thấy rõ không mấy chị? Tại trời nó sập tối xuống rồi nè. Mấy chị có thấy rõ không? Anh chị có thấy rõ không mấy chị? Không rõ nói em nghe mấy chị ơi. Từ từ chị Thi, em báo giá cho chị Thi chốt liền luôn nè. Anh chị có rõ không rõ thì nói em nghe mấy chị. Hay có nhìn không rõ trái trái gì đó. Mấy chị nói Yến ơi, chỗ nhà em rõ anh không biết nha. Tại vì nó chát cái mắt em không có thấy đường. Đây mấy chị coi nè, nó đi vòi về đây không nè mấy chị. Đi vòi về đây không nè. Đi vòi về đây không nè. Đây anh chị coi nè. Anh chị coi mấy cây nè mấy chị. Nó đi vòi về đây không nè. Cầm em nha. Mấy cây này giờ 4 cây mình ghép vô chậu cái này sao ta? 4 cây cái mình ghép vô chậu coi mấy chị. Đẹp tuyệt vời mặt trời. Mà lô này là cây lớn, cây cao đang vòi luôn chúng mới bán cái lá. Chia sẻ cho em đi. Anh chị chia sẻ cho em xem 60 người đó mấy chị. Bò vàng có chị mến, nhưng mà mến ơi mua cái này đi mến. Chị Lan Vũ, mua 4 cây này ghép chơi là đẹp hơn cây mai luôn chị Lan Vũ. Mua 4 cây này ghép vô chậu là hơn kể cả đẹp hơn cả cây mai em nói thật á. Đi vòi nè. Đi vòi nè mấy chị. Đi vòi nè. Đi vòi nè. Đi vòi nè. Cái dòng này gọi là nó siêu vào bông luôn á. Nè anh chị coi nè. Đây cái này là vòi cao mấy chị. Nè nói chị coi nó đi vòi cỡ này nè, một cây vậy thôi đó mấy chị. Một cây thôi đó. Nè. Anh chị coi nè. Nó đi vòi nè. Chỉ có một cây thôi đó mấy chị. Nè, vậy thôi đó mấy chị. Ok không? Tặng 4 cây nè, chia sẻ cho em nè. Dạ cô Hệ Bùi, cái cây này là cái cây vàng ti đỏ cô. Nè, đen rô nắng vàng ti đỏ. Cây vàng ti đỏ em cho chị mình vào sau cơ lật bông. Nhớ là chia sẻ cho em 2 lần nha. Em tặng cho 4 cây về chơi. Chia sẻ cho em 2 lần em tặng cho cô chú chị mình 4 cây về chơi. Mở cái điện thoại bên kia coi thấy hình rõ không? Đây sao không thấy đường hết trơn rồi. Em cho anh chị mình coi mặt bông của cây vàng ti đỏ nè. Đây là cái chậu mà của tụi em đó mấy chị. Em chỉ có ghép có 3 cây vô chậu thôi à. Em ghép có 3 cây vô chậu đó. Anh chị mà ghép 4 cây rồi sao mấy chị. Anh chị coi nè. Thằng này lực đi bông của nó vô cùng khiếp luôn. Liên tục bông cho mấy chị. Nó được mệnh danh là một cái máy siêu đẻ vào bông. Nó làm bông nhiều hơn kể cả thằng Xê Sa Bangkok của mình. Xê Sa Bangkok của mình được mệnh danh là một cái máy siêu đẻ về bông. Nhưng mà màu sắc của thằng Xê Sa Bangkok lại không nổi bật phần vàng ti đỏ. Tại vàng ti đỏ này nó phối hai tông màu cho chị mình, vừa vàng và vừa đỏ. Anh chị coi cấu trúc cánh hoa của nó nè mấy chị. Nhìn đẹp bê lê không? Mấy chị coi nè, thấy ghê không mấy chị? Trời ơi, cái cây càng cao thì đi bông càng nhiều. Em nói với mấy chị cái lô này là cái lô mà thật sự với mấy chị nó đẹp nhất trong tất cả các lô vàng ti đỏ. Từ hôm bữa vào bán cho mấy chị. Trước là bán cho mấy chị một cái cây lá là 70.000, cây vòi cũng 70.000. Mà bữa nay em làm giá cho mấy chị đầu lai vui vẻ nè. Em combo, đi combo cho mấy chị 4 cây. 4 cây vàng ti đỏ mà gọi là nhiều vào bông cho anh chị mình. Nói chung là nhiều vào bông lắm. Anh chị chơi cái lô này là em đảm bảo với mấy chị là hết mình hết mẩy luôn. Nó đẹp nhất trong tất cả các lô vàng ti đỏ. Em bán cho mấy chị mình, khi mà em cầm cái cây gì em nói cho mấy chị, cái lô nó phải đẹp lắm thì em mới nói nhiều. Chứ còn bình thường là em có nói nhiều như vậy đâu mấy chị.
Đây chị coi cái coi cây của nó nè, đi vào bông liên tục tính lá thấy mê không? Đây nè, bản thân của cái dòng này là vòi bông nó như thế này, vòi bông nó như thế này cho mấy chị mình. Có thể một thân của nó đi một chục vòi bông là cái chuyện hết sức bình thường. Đây cái chậu này nè, gần đây nhất cho mấy chị đó. Ba cây vô chậu tôi đó. Ba cây tôi đó mấy chị. Ba cây vô chậu tôi đó mà như vậy đó mấy chị. Em chờ chánh ngày mai nha. Bán combo 4 cây. Combo 4 cây hai gì mọi mà ngày em bán cho mấy chị mình 70 ngàn một cây. 3 cây 200 ngàn. Thì ngày hôm nay em bán cho mấy chị combo 4 cây 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn. Không có nói điêu không nói đùa nha mấy chị. Đi 4 cây 200 ngàn. Chị Trang Thùy ơi, em bán 4 cây 200 ngàn chị Trang Thùy. Bán 4 cây 200 ngàn. Game là tặng cho cô chú chị mình 4 cây luôn nha. Game là tặng cho mấy chị combo toàn bộ 100% là cây đang vò bông cho cô chú chị mình hết. Bán cho chị mình là 4 cây với mức giá là 200 ngàn. Cây này là lô cây cao. Lô cây cao và đi nhiều vòi bông nha mấy chị. Anh Quang Hà 4 cây ok từ từ. À anh chị ơi, chia sẻ cho em đi em vui game tặng cho mình 4 cây. 4 cây là 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn. Mỗi bữa anh chị mình mua 4 cây với mức giá 280 ngàn. Thì bữa nay em bán với chị 4 cây 200 ngàn. Người không phải là bán lá luôn mà là bán bông. Bán có vòi cho mấy chị luôn. Quá rẻ anh chị ơi. Em nói thằng này á, anh chị miền Bắc mình chơi cũng được, miền Trung, miền Nam mình chơi dòng này cũng được. Nó siêu vào bông, nó đi bông gọi là nó như một cái máy đẻ vào bông vậy đó mấy chị. Nó đẹp hơn thằng xe xa băng cấp của mình rất là nhiều. Xe xa băng cấp của mình cũng được mệnh danh. Em cho mấy chị coi nè, em bóc là đại ngẫu nhiên cây mấy chị coi nè. Nè nó đi vòi thế này nè mấy chị. Nó đi vòi theo thân như thế này nè. Mà bông của vàng tiên nó rất là dài nha, không có ngắn bông. Bông vàng tiên nó cực kỳ dài nên là người ta chơi cái dòng này cực kỳ thích mấy chị. Màu của nó phối hai tông rõ rệt cho mấy chị là vừa vàng và vừa đỏ. Vừa vàng và vừa đỏ nên là nhìn cái màu hoa nó, em nói mấy chị thử cảm giác như là dạ mình lớn tuổi mình cũng không kén, mình nhỏ tuổi mình cũng không kén. 4 cây 200 ngàn nhiều vòi nha. 4 cây 200 ngàn. Trời ơi chị Huyền, bữa nay chị Huyền chốt combo 4 cây vàng tới đỏ là một lựa chọn sáng suốt của chị Huyền luôn. Em bắt đầu chốt nha mấy chị. Có được ít combo à. Có được ít combo. Trời ơi nó đi vòi nhiều lắm mấy chị ơi. Chào chị. Đây em cho mấy chị coi nè. Nó đi vòi theo nách lá thế này nè mấy chị. Như vậy đây nè. Mấy cái mắt u nước này là đi vòi của nó hết trơn rồi mấy chị. Vậy đây thôi đó. Dòng này nó vậy đi thôi đó. Vậy chốt nha. 4 cây 200 ngàn. Game em tặng cô chú chị mình 4 cây. Nhớ là chia sẻ cho em 2 lần ở chế độ công khai trên dòng thời gian và một lần ở chế độ và một lần trao nhóm giùm em. Giờ chốt đơn kèm số điện chỉ nghe code à, không có nhiều đâu. Code. Đa phần vòi nhú nhiều chứ nụ to cũng ít mấy chị, nụ to cũng ít. Cái lô này em nói thật với chị, nó đẹp nhất trong tất cả các lô em đi ở nhiều vườn. Đẹp nhất trong tất cả các lô mà cái giá này em làm giá cho mấy chị mình không ai làm giá được. Em nói thật với chị, cây nhiều vòi này nè, không bao giờ dưới mức giá 70 ngàn đâu. Cây hàng lá là người ta đã bán mấy chị 70 ngàn rồi. Nếu có vòi chăng cho mấy chị mình là cây nó cũng có nhú vòi cho mấy chị, người ta cũng bán 70 ngàn. Chứ không thể nào cây cao mà cây nhiều vòi này người ta bán cho mấy chị với mức giá 50 ngàn một cây đâu. Là cái điều không thể. Lâu lâu lướt qua livestream của em thấy được cái lô cây đẹp, cây nhiều vòi mà giá rất là rẻ thì mấy chị nên hốt đi. Em nói mấy chị, ở một nơi có được một cái ưu điểm riêng, ở một nơi có được một cái loại cây đẹp riêng, chứ không phải là vườn nào cũng có được cây đẹp như thế này cho chị mình. Có thể vườn kia nó có vàng tia nhưng mà không được đẹp thế này. Có thể vườn nọ nó có cây khác, có cũng có vàng tia nhưng mà không xuất sắc bằng cây này. Em nói mấy chị, cái lô này là cái lô đẹp nhất từ trước đến giờ em bán cho cô chú chị mình. Mà phải nói với mấy chị nè, hồi nãy giờ tụi em đó mấy chị, tụi em là người bán lan cô chú chị mình nha. Tụi em lựa là cỡ mười mấy cây ấy là chơi rồi đó mấy chị. Mỗi đứa bốn cây, mỗi đứa bốn cây đó. Cũng biết là bán bốn cây 100 ngàn. Mấy chị mua em cũng mua nha, chứ không phải không mua đâu. Mấy chị mua em cũng mua đó chợ đó. Em cũng chơi đó mấy chị. Tại vì em nói thật, cái lương thằng em nó nói mấy chị, thằng lương em nó nói nè, giờ không lẽ mình kìm lỏng đâu. Sao lương? Mua. Nói vậy đó mấy chị. Thường là đi nhiều nhà vườn là gặp nhiều cây lan đẹp lắm mấy chị. Kìm lòng lại mình không mua. Nhưng mà cái lô cây ngày hôm nay là chỉ có một cụm từ thôi mấy chị, là phải mua. Cụm từ là phải mua đó. Rồi em chốt cho mấy chị nha. Em nói ít gì chứ, em nói gì cho mấy chị nói chị hiểu. 4 cây có 200 ngàn thôi, chốt nha. Chốt nha. Anh chị chốt đơn kèm số người địa chỉ giùm em nha mấy chị ơi. À 4 cây là 200 ngàn giùm em. Bà Liễu có luôn. Trời ơi mấy chị comment nhiều quá em chốt được mấy chị ơi. Từ từ nha. Ai chốt trước đây. Đây chốt cho anh nè. Anh Quang Hòa 4 cây nè. Quang Hà 4 cây vàng tia cho anh Quang Hà nè. Quang Hà 4 cây vàng tia cho mình. Nè anh chị coi nè.
4 cây 200 ngàn nha, không nói nhiều. Đây vòi nè, nó đi vòi trên đây mấy chị nè, 4 cây vàng tia 200 ngàn, 4 cây vàng tia 200 ngàn nè. Nó đi vào bông liên tục tới đất lá. Mà lô cây này đẹp lắm bà con ơi, thực sự luôn. 4 cây vàng tia 200 ngàn. Anh Quang Hà 4 cây, Quang Hà 4 cây vàng tia, Quang Hà 4 cây nha. Cho chị Trần Mỹ Tuyên 4 cây, có 200 ngàn thôi đó mấy chị, 50 ngàn một cây đó. Người ta làm giá cho mấy chị rẻ lắm là cũng 60 ngàn một cây. Đi 4 cây cho chị mình là 240 cây lá rồi. Em bán cho mấy chị 4 cây 200 ngàn mà cây vòi nó mới ghê. Nè mấy chị coi nè, nó đi vòi như thế này sẽ rớt lá nè mấy chị. Em thì không có điếm vòi, nhưng mà em đảm bảo mấy chị cây của mình là nhiều vòi. Đây trời ơi, anh chị coi nè, anh chị thấy cái vòi đó thấy mê chưa? Nó đi vào bông như thế này không đó mấy chị. Bởi vì ta nói cái dòng này nó ngầm ngầm vậy chứ, nó xương vương lúc nào không hay. Nó bay cái thằng vàng tia đỏ này nè, nó đánh bật bỏ luôn kể cả thằng vàng lưỡi đỏ, bỏ luôn xa luôn đó mấy chị. Chốt 4 cây này cho chị Tuyên nè, 4 cây vàng này cho chị Tuyên 200 nè. Trần Mỹ Tuyên 4 cây 200, Trần Mỹ Tuyên 4 cây 200 nha. Em chốt cho chị, chị mua 7 cây vàng tia ghép một chậu tuyệt vời luôn. Chị Minh Sơn, đúng rồi chính xác, cái này là mấy chị ghép vô giùm em đi, nó đẹp cực kỳ luôn. À, cho chị Hoàng Lê, Hoàng Lê, Hoàng Lê 4 cây vàng tia chị Hoàng Lê nè. Hoàng Lê 4 cây vàng tia chị Hoàng Lê nè. Trời ơi cái cây này mấy chị ơi, coi nè, nè Hoàng Lê số 4, Hoàng Lê 4 cây vàng tia cho mình nè, 200, nhiều vòi nha. Hoàng Lê số 4, 4 cây 200, 4 cây mình vô một chậu đúng chính xác chị. Được, 4 cây mình vô một chậu xuất sắc luôn chứ nói gì. Rồi 4 cây chốt cho chị Cẩm Hương Phùng 4 cây, Cẩm Hương Phùng số 5 4 cây nè. Nó đi nhiều vòi lắm mấy chị ơi, nè, nè anh chị coi nè, 4 cây 200 ngàn, không nói nhiều. Không nói nhiều, chốt đi mấy chị. Bữa nay là phải mua đó mấy chị. Tụi em mua mấy chị không mua sao được. Cái cây này quá đẹp, lan đẹp, đi nhiều nhà vườn mình kìm làm không đậu đâu mấy chị. Nó kìm ở cái mức độ mà mình nó đẹp rồi. Bữa nay em mua thôi. Nhưng mà cái cây này nó đẹp ngoài sức tưởng tượng. Phải comment một cái nói với mấy chị và bà phải mua đó mấy chị. 4 cây 200 ngàn nha. À, 4 cây 200 ngàn. Anh chị chốt kèm số và địa chỉ giùm em nha mấy chị. Trang Thị ơi lấy 4 cây đi Trang Thị ơi. Cho chị Trang Thị 4 cây nụ to nè. Trang Thị 4 cây nụ to. Nụ to đúng không? Trang Thị 4 cây nụ to. Bóc nụ to đây. Trang Thị 4 cây nụ to. Nè trời ơi, nó đẹp lắm chị Thị. Mấy chị lấy giùm em 4 cây đi. Trời ơi, nở đồng nào bán 50 ngàn một cây mà lấy có 2 cây sao được. 2 cây em làm giá khác cán chịu nha. Nè anh chị coi nè. Trời ơi, nó đi vòi nè mấy chị coi nè. Xuất sắc mấy chị ơi nè. Anh chị nhìn kỹ trong mít lá giùm em đi. Nè chị Trang Thị 4 cây 200. Trang Thị 4 cây 200 chị Trang Thị số 3. Combo 4 cây 200 ngàn. Không có bao ship cô ơi. Ngọc Nguyễn 4 cây trộn cái giá này. Người ta bán 70 ngàn một cây hàng lá, người ta còn không bao chip ship. Người ta bán 4 cây 280 cho mấy chị, người ta còn không bao ship. Em bán có nhiêu tiền? 50 ngàn một cây. 4 cây có 200 ngàn bao ship gì nổi. Trời ơi nè chị coi nè. Nó đi vòi gì theo nó lá nè mấy chị. Có cây nào mà nó đi vào bông khủng như thế cây này không mấy chị? Trừ cái cây nắng đen hôm qua em bán mấy chị, trừ cây nhện đen. Mà cái màu này nó đẹp dữ lắm luôn. Cái màu này là không bao giờ chán. Chơi là một cái, nó rất là dễ lên hàng thiết kế, cực kỳ dễ luôn. Mà mấy chị khi mà ghép vô cái chậu cảm giác như trời ơi, nó nở bông ra mấy chị sẽ cảm giác như rất là thích. Có rồi muốn mua nữa. Chốt cái này Ngọc Nguyễn 4 cây 200. Ngọc Nguyễn 4 cây 200 6. Combo 4 cây 200 ngàn nha. Mua đi mấy chị ơi. Cho chị Hải Thảo 6 cây nè. Chốt đơn lên giùm em số người địa chỉ nha. Hải Thảo 6 cây. Hải Thảo 6 cây vàng tia cho mình nè. Đi vào bông liên tục rồi. Mấy chị coi nó nứt nứt thế này không mấy chị? Hải Thảo 6 cây. 4 cây chị Hải Thảo nè. 5 cây chị Hải Thảo nè. Nó đi vào bông dài lắm nha mấy chị. 5 cây nè. 6 cây chị Hải Thảo nha. Hải Thảo 6 cây vàng tia cho mình. 4 cây là 200 ngàn. Chị Trang Thùy có 4 cây rồi. Anh chị chốt đơn kèm xuống địa chỉ của em Nguyễn Thị Huyền 4 cây nha. Ok chị Huyền. 4 cây đẹp chị Huyền nè. Nguyễn Thị Huyền 4 cây vàng tia chị Huyền. Nè nó đi vào bông như thế này nè mấy chị. Nguyễn Thị Huyền 4 cây cho chị Huyền nha. Số 8 đang đi vòi nhiều nha chị Huyền. 4 cây 200, lô này cây đẹp lắm. Nè anh chị vào sao không biết mặt bông của cây này. Em cho mấy chị coi để có động lực. Cái chậu này là chỉ có 3 cây thôi đó. Cái chậu này tụi em chỉ có ghép 3 cây thôi đó mấy chị. Không ghép nhiều hơn luôn đó. Mà bây giờ của anh chị 4 cây vô chậu là xuất sắc cỡ nào. Anh chị coi cái lực làm bông của thằng này khiếp lắm mấy chị ơi. Trời cái gì chứ, cái gì cái chứ. Lai ngoài nắng là nó muốn tắt thở luôn mấy chị. Mở cái khỏi giùm cái nó. Mở giùm nó. Cái gì cái chứ. Cái gì cái chứ, like ngoài nắng là một cái gì đó. Thay vì mỗi bữa like trong mát cho mấy chị nha mấy chị. Tốn chỉ có 50% calo thôi. Mà giờ mà like ngoài nắng cho mấy chị là nó tốn 100% calo.
Trời ơi, mỗi lần mà lai ngoài nắng về em nói thật với chị nha, em mệt gấp nhiều lần so với em lai ở nhà mấy chị. Hai. Con lòng mi là khỏe liền hả? Dễ gì khỏe được cưng ơi. Cho chị Lân trần 4 cây vàng tia nè. Trời ơi, nó đi vào bông nè. Trời ơi, chị ơi. Anh chị coi nè, ở trên đỉnh sinh trưởng tất nhiên là có rồi rồi nha. Nè, chị Lân ơi, chị Lân coi này Lân. 4 cây vàng tia 200 ngàn, chị Lân trần nè. Lân trần số 9, 4 cây. 4 cây 200 người ta bán 70 ngàn. 4 cây 280 ngàn. Em bán mấy chị 4 cây 200 ngàn. Đây là cái lô vàng tia đi rất là nhiều nhà vườn. Đây là nhà vườn cái lô vàng tia đẹp nhất trong tất cả các nhà vườn. Em bán cho chị mình vào với mức giá rẻ nhất. Cây đẹp nhất với mức giá rẻ nhất cho chị mình. Trời ơi, 4 cây 200 ngàn đẹp quá luôn. 200 ngàn cho chị Thấm Ngô 4 cây. Thấm Ngô ơi, chị coi nè Thấm Ngô. Này chị coi nè. Đẹp lắm luôn á chị Thấm Ngô ơi. Lô này nhận hàng 100% là cô chú chị mình hài lòng. Em nói mình không phải là 90% hay là 99% hài lòng, mà 100% anh chị hài lòng. Thấm Ngô 4 cây 200 nè. Thấm Ngô 4 cây số 10 200. Quang Hà có rồi, Diệu Quý 4 cây. Diệu Quý 4 cây vàng tia 200. Diệu Quý 4 cây 200 ngàn Diệu Quý nè. Rồi lô cây nó đẹp quá chị ơi. Nè, 3 cây Diệu Quý nè. Nè, 4 cây Diệu Quý nha. 4 cây vàng tia 200 ngàn Diệu Quý. 4 cây 200 ngàn. Chị nè, chị Hoa Kim chốt đơn cọc thì em mới chốt đơn chị Hoa Kim nha. Còn không cọc là bên em có chốt đơn. Hương Sơn 4 cây nè. Chú Hương Sơn 4 cây bằng tia chú Hương Sơn nè. Trời ơi chú ơi. Nó đẹp thế này là chú Hương Sơn ơi. Cây này quá chi là nhiều vòi luôn mấy chị ạ. Nè đi vòi liên tục luôn mấy chị. Chú Hương Sơn 4 cây nè, quá đẹp chú ơi. Hương Sơn 4 cây 200 ngàn và màu bông nó dài chú bộ mấy chị thấy không? Bông của cây vàng tia rất là dài. Màu nó phối hai tông cho mấy chị là vàng và đỏ. Nên cấu trúc cánh hoa nhìn rực rỡ luôn mấy chị ạ. Tranh công trường 6 cây vàng tia lấy cao nha em. Ok được, cái chuyện đó nhỏ luôn anh công trường, không có gì có luôn nè. Nhiều vòi nha, nhiều vòi là điều tất nhiên rồi. Đây 3 cây tranh công trường nè, công trường 13, 4 cây tranh công trường nha, 4 cây 6 cây 4 cây nè, 4 cây nè, đây 6 cây tranh công trường đi vào bông liên tục, có nó lá thế này nè mấy chị. 6 cây tranh công trường. Công trường 6 cây bằng tia đỏ cho mình. 4 cây 200 ngàn thôi khách ơi. Đây Trang Thị có rồi nha. 4 cây là 200 ngàn. Cho chị Mai Cô 4 cây nhiều vòi cho mình nè. Ok chị. Nó như thế này không nè, mà 50 ngàn một cây đó mấy chị. Đi nhiều vòi lắm nghe khách ơi. Cái lô này mấy chị mua giùm em đi. Cái lô này cây đẹp vô lắm luôn á. Mai Cô 4 cây 200 ngàn, 50 ngàn một cây. Mỗi bữa bán 70 ngàn. Chốt không liền tay. Bây giờ 50 ngàn mà còn suy nghĩ sao được mấy chị. Mai Cô 16. Cho Mạnh Hồng Trương 4 cây đẹp. Mạnh Hồng Trương 4 cây. Mạnh Hồng Trương 4 cây nè. Mạnh Hồng Trương 4 cây cho mình số 17. Trời ơi anh Mạnh ơi. Anh coi nè anh Mạnh. Quá đẹp luôn nè. Nó đi vòi từ ở dưới đây đi lên nè. Mạnh Hồng Trương số 17 4 cây 200. 4 cây 200 ngàn cho mình nè. Tiền ship công ký tính tiền nha mấy chị ạ. Cho anh Dũng Đặng 4 cây có vòi bông dài. Ok thích bông dài đúng không? Vòi dài đúng không? Ok được. Được Dũng Đặng thích 4 cây vòi dài được. Dũng Đặng số 18. Đây nè, cái này là cái chậu tem ghép 3 cây vô đó mấy chị. Mới đăng tắt thì luôn cho mấy chị mình luôn nè. Cái màu anh chị coi nè. Thật sự luôn á, cái này là mới ghép luôn á chị coi nè. 3 cây thôi đó. Nó nở bông ra một cái xuất sắc luôn. Còn cái này mấy chị trồng lâu coi nè. Cái lực đi bông của nó khiếp không mấy chị. Sai dữ lắm mấy chị ơi, thằng này nó sai bông cực kỳ là sai bông. Em nói mấy chị chơi cái dòng này là phải thích liền. Chơi cái dòng này rất là thích. Em mà mấy chị em ở đây nói vô lửa cái lô cây này đẹp quá, mới nói là bây giờ chỉ có một cái cụm từ là phải mua về chơi. Anh chị mua là bình thường, còn tụi em nói là tụi em phải mua về chơi luôn đó mấy chị. Anh Dũng Đặng số 18 4 cây nè, nó đi vòi khiếp không mấy chị. Dũng Đặng vòi dài nè, 4 cây trên vũng Dũng Đặng nha. 4 cây nè anh Dũng Đặng, 4 cây xuất sắc luôn. 200 ngàn Dũng Đặng 4 cây 200. Anh chị chốt đơn kèm số người địa chỉ em nha. Nguyễn Phương 4 cây có nụ đúng không? Trời, cây nào có nụ hết trơn chị. Người ta bán lá cho mấy chị 70 ngàn. Em bán mấy chị 100% vòi 50 ngàn. Vậy đó. Đây 4 cây này cho Nguyễn Phương số 19. Nguyễn Phương 4 cây 200. Nguyễn Phương 4 cây 200 ngàn cho Nguyễn Phương số 19. 4 cây là 200 ngàn mấy chị ạ. Chị Tiên có rồi. Cho chị Long Nguyễn 4 cây nhiều vòi. Ok chị. Long Nguyễn 4 cây nhiều vòi số 20. Đây nè. Trời ơi, cây này không nhiều vòi là lấy cái gì nhiều vòi mấy chị. Nói chị đây không nè mấy chị ơi. Coi ưng cái bụng không mấy chị. Nè,
chốt cho chị Long Nguyễn nè. Nó đi vòng liên tục cái lá này. Long Nguyễn số 20. Long Nguyễn số 20, 4 cây 200. 4 cây là 200 ngàn. Chị Hoài Bùi ơi, mua chậu đi. Saka Trương Tiền 4 cây. Saka Trương Tiền 4 cây nè. Số 21. Đi nhiều vòi nghe chị Trương Tiền ơi. Trời ơi, cái cây nè. 4 cây 200 ngàn. Trời 50 ngàn một cây. Chị ơi, còn suy nghĩ nữa. Vậy chị Thu ơi, cái lô này đẹp lắm chị Thu. Cái lô này mà em nói chị Thu á, mấy cây lan kia em đâu có mua đâu. Mà cái lô này tụi em là mua đó mấy chị. Ở đây đi ba đứa, đi bốn đứa chứ ba đứa là mua rồi đó. Rồi mua thêm cho người thân. Mua thêm cho người thân, mua cho ông anh nữa đó mấy chị. Chứ không phải là mua mình chơi luôn á. Nó đẹp lắm chị Thu ơi. Cho chị Hồng Nguyễn 4 cây thích vòi dài đúng không? Hồng Nguyễn 4 cây. Trời ơi chị Hồng ơi. Coi nè chị Hồng. Nè. Hồng Nguyễn 4 cây. Hồng Nguyễn 4 cây. 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn. Hồng Nguyễn 4 cây chị Hồng Nguyễn nè. Hồng Nguyễn 4 cây 200 ngàn chị Hồng Nguyễn nha. Hồng Nguyễn 4 cây vàng tiên 200. Hồng Nguyễn 4 cây vàng tiên 200 số 22. Cho chị Anh Nguyễn 4 cây vàng tiên đẹp chị Anh Nguyễn. Anh Nguyễn 4 cây vàng tiên số 23. Trời ơi đẹp quá chú anh ơi. Nè. Đi vòi khiếp luôn chú anh ơi. Đấy, cái này chơi chống cỏ luôn chắc ngay chỗ này luôn nè. Đây nè. Nè nó nhú vòi chị anh ơi. 4 cây này cho chị Anh Nguyễn nghe số 23. 23 4 cây. 4 cây là 200 ngàn thôi mấy chị ơi. Đẹp lắm. Vàng tia là dòng hội tụ đủ các yếu tố thân thủ, dễ lên tác phẩm vòi nhiều và vòi dài rất đáng sưu tầm nhé anh chị em. Cảm ơn Duy Nguyễn nhiều. Cảm ơn Duy Nguyễn nhiều nha. Ok Quang Hà nhận số điện thoại. À, chị Long Trần có rồi. Cho Huy Lê Bảo 4 cây à. Huy Lê Bảo 4 cây vàng tia nè. Trời ơi anh chị ơi. Nó đi vòi dưới này nè mấy chị, vòi nè, vòi nè, vòi nè, vòi nè. 4 cây vàng tia cho Huy Lê Bảo 200. Huy Lê Bảo số 15. 15 Huy Lê Bảo 4 cây 100. Trời xuất sắc luôn. Đang đi vòi cho mình nè. Huy Lê Bảo số 15 4 cây 200. Huy Lê Bảo 4 cây. Cho chị Mai Thảo 6 cây đều. Mai Thảo số 14 6 cây. Mai Thảo số 14 6 cây. Lô này cây đẹp lắm chị Thảo ơi. Em nói thích dữ lắm chị Thảo. Cây cao đều chị. Đây. Nhú vòi nè. Mai Thảo nè. Mai Thảo 6 cây chị Mai Thảo. Nhú vòi nhiều lắm nghe chị Thảo ơi. 3 cây chị Mai Thảo nè. 4 cây nè. 5 cây chị Mai Thảo. Trời ơi, cho cây này luôn. Trời ơi nè, Thảo ơi. Coi nè Thảo. Quá đẹp luôn chị Thảo. 6 cây chị Mai Thảo nè, nó đi vòi vậy đó mấy chị. Tại mấy chị thấy vòi ngắn đó chứ. Thật sự ra, em nói với mấy chị nó đi vòi bông như thế này không nè. Mà tại vì vòi của mình nó sẽ nhú từ từ, từ từ. Nó sẽ cong lên đồng loạt thế này. Anh chị coi nè, quá đẹp luôn. Nè, Mai Thảo nè. Mai Thảo số 14, 6 cây. Anh Đức Nguyễn. Anh Đức Nguyễn số 24, 4 cây. 24, anh Đức Nguyễn 4 cây vàng tiên 200. Giá này 50 ngàn, không chốt thì tìm đâu chốt mấy chị. Đây là cái lô vàng tia mà cái vườn này đẹp nhất trong tất cả các lô. Em đi cho mấy chị mình. 24. Anh Đức Nguyễn. Combo 4 cây là 200 ngàn. Cho chị kẹo đắng 5 cây. Ok kẹo đắng 5 cây. Số 25. Nè đẹp lắm chị kẹo ơi. Kẹo đắng ơi. Nè 5 cây cho chị nè. Kẹo đắng 5 cây số 25. Nè trời ơi. Trời ơi, nó vòi nhiều khiếp luôn mấy chị ạ. Kẹo đắng 5 cây, kẹo đắng nè. 4 cây chị kẹo đắng nè. Trời ơi, nó đi vòi thế này không nè. Mấy chị coi ưng luôn mấy chị. Kẹo đắng 5 cây. Kẹo đắng 5 cây chị kẹo đắng nè. 4 cây có 200 ngàn thôi. Nguyễn Hải 4 cây cao. Nguyễn Hải 4 cây cao, Nguyễn Hải số 26 nè. Ok chị. Nè trời ơi, cái cây nè mấy chị ạ. Nguyễn Hải 4 cây cao. Đây, 2 cây cho mình ạ. Cây cho Nguyễn Hải. Cao phải lựa đều. 4 cây cho Nguyễn Hải. Nguyễn Hải 4 cây cho Nguyễn Hải. Nguyễn Hải số 26 4 cây. Có bán chậu chứ sao bán chậu chị Phương Phụng? Bán chứ. Nguyễn Ngọc Huệ 4 cây cho chị Ngọc Huệ nè. Lấy nụ to. Nguyễn Ngọc Huệ số 27 lấy nụ to. 4 cây cho chị Huệ nè. Đây tinh vàng nè, tinh vàng nè. Này là cái rêu màu nè. Đây, còn ít tôi mới chờ đi bắt luôn. 4 cây 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn kìa. Đây. Đây 4 cây chị Huệ 200 ngàn nè. Chị Huệ 4 cây 200. Huệ 4 cây 200 ngàn chị Huệ. Cho chị Nguyễn Minh Anh là chị Phương 4 cây nụ to người yêu nữa hả? Trời ơi người yêu ơi người yêu. Nụ to giờ này. Nè nụ to giờ này. Lấy giờ có nhú vòi nụ to giờ này cho chị được combo nè.
Trời ơi, quá đẹp luôn chị Oanh ơi. Chị Phương nè, xuất sắc không? Trời ơi, cây mới nhú còn nhiều vòi hơn cái cây nụ to luôn á. Minh Anh bốn cây nè. Minh Anh bốn cây số 28. Bốn cây số 28, anh già này bóc giùm em đi. Cho chị Nguyễn Tòng 12 cây. Nguyễn Tòng số 29, 12 cây. Ngoài xe của này, để chị đứng đó đi. Nguyễn Tòng 12 cây. Chị nè, Nguyễn Tòng 12 cây em được. Nguyễn Tòng cây cao, chị Tòng ơi. Nè, Nguyễn Tòng nè, trời ơi, cái cây nó như thế này nè chị Tòng. Đây nè chị Tòng. 2, 4, 5 cho chị Tòng nè. Nguyễn Tòng 12 cây. Nguyễn Tòng số 29. 2, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây chị Nguyễn Tòng. 12 cây nhút rồi chị Tòng ơi, em được cao chị công đó chị Tòng. 12 cây chị Nguyễn Tòng đủ không? Tiếng là đủ không? 2 nè. Tiếng mình đã nếm đủ 12 cây chị Nguyễn Tòng 69. 29. Chị Thi Nguyễn 4 cây cao. Thi Nguyễn nè số 31 4 cây. Trời ơi cây nó đi vòi mấy chị. Thi Nguyễn 4 cây, nó đi vòi liên tục nó lá thế này nè mấy chị. Nè. Anh chị nhìn coi nó yếu vòi nè. Thi Nguyễn số 31. 31 4 cây 200. Lô này quá đẹp á chị ơi, chốt giùm em cái. Nó quá xuất sắc đẹp luôn. Lâm Thúy 4 cây nè. Lâm Thúy 4 cây 200. Lâm Thúy 32. Lâm Thúy 4 cây 200 ngàn Lâm Thúy. Lâm Thúy 4 cây. Số 32. 32. Cho Nguyễn Khoa 4 cây vòi nhỏ. Được chị nhỏ. Nguyễn Khoa 4 cây vòi nhỏ. Chị đây nha, nó nhú gì đây nha. Nguyễn Khoa 4 cây nè. Đây. Nguyễn Khoa số 33 4 cây vòi nhỏ. Trời ơi. Trời ơi. Anh chị nhìn nè anh chị ơi. Chốt không mấy chị? Chị đây có chốt không? 4 cây cho Nguyễn Khoa nè. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy chị ơi. Nó cao luôn á, đúng không phải là cây lùng đâu mấy chị. Nguyễn Khoa số 33 4 cây. 33 4 cây 200. Hải Thảo có 6 cây rồi. Phẩm Nhung Phùng có rồi. Cho chị Ngọc Vũ 4 cây nè. Ngọc Vũ 4 cây. Mua đi. Em nói mấy chị cái lô này là mấy chị mua giùm em, cái mấy chị nó quá đẹp luôn mà có 50.000 một cây đó. Ngọc Vũ 34 4 cây. 3 cây nè. 4 cây chị Ngọc Vũ nha. 4 cây 34 4 cây. 34 4 cây. Cho cô Bảy Trần 4 cây số 35. Bảy Trần 4 cây đẹp cô Bảy Trần nè. Cô ơi nó đẹp lắm cô. Con nói cô ơi, nó đẹp lắm cô Bảy Trần ơi. Nó đi vòi liên tục nó lá. Bảy Trần 4 cây. Bảy Trần 4 cây cho Bảy Trần. À, số 35. Chốt 4 cây đi. Em chốt 4 cây vàng tiên cho Nguyễn Thanh An. Nguyễn Thanh An là số 36 4 cây. Lâu này mấy chị phải chốt giùm em 4 cây đi mấy chị. Lên một cái chậu rất là dễ lên hàng thực phẩm. Nè nó đi vòi thì nó lá thế này nè mấy chị. Cái này Nguyễn Thanh An 36 4 cây. 4 cây 200 ngàn khách ơi. 4 cây 200. Cho Kim Dung Trần 6 cây đều về ghép. Được cho chị Kim Dung Trần ơi. Kim Dung Trần 37 6 cây. Này chị Dung. Từ từ em đi lựa bóc cây cho mấy chị đẹp nha. Nó như thế này không nè mấy chị. Nó như thế này không nè. Kim Dung Trần 37 6 cây. Kim Dung Trần. Chị bên kia cho nó trống chỗ chị. 37 6 cây. Nó đi nó. Nó vòi ngắn nhưng mà nó đi vậy đây không nè mấy chị. Kim Dung Trần 6 cây nè. Đây. Kim Dung Trần 6 cây. 6 cây chị Kim Dung Trần số 37. 4 cây 200 ngàn khách ơi. Cho trưởng Phạm 4 cây 200. Trưởng Phạm 39. Trưởng Phạm 4 cây nè. Ồ nó đi vào nhiều lắm mấy chị ơi nè. Đây. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Xuất sắc cái lô này. Đi vòi tư ở dưới vòi ông lên. Lô này đẹp. Đẹp không kể cả những về màu hoa. Đẹp về cấu trúc bông. Giá thành rất là rẻ, làm giá rẻ. Em tại em làm giá rẻ chứ tao không làm giá rẻ đâu nha. Xuyên hoa. Dễ làm bông. Dễ lên hàng tác phẩm. Cho hoa quanh năm. Ưu điểm gì nó cũng có hết thì với mức giá 50 ngàn bỏ ra vô cùng xứng đáng. Phạm Trưởng 39 4 cây. 39 4 cây. Cho Hải Đăng 4 cây. Hello Thu. Thu ơi cái lô vàng tiên này đẹp nhất nhớ con tim Thu ơi. Lô vàng tiên này đẹp nhất nhớ con tim Thu ơi. 4 cây này 200 ngàn cho Hải Đăng. Hải Đăng 4 cây. Số 40. 40 4 cây. Cho chị Su Su Trinh Sưng 8 cây. 41 8 cây. 41 8 cây. Trên kia kinh qua hết chưa? Đây. Nè trời ơi. 3 cây là Su Su Trinh Sưng nè. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Su Su Trinh Sưng nhiều vòi lắm nghe chị ơi. Su Su Trinh Sưng 8 cây cho mình. Su Su Trinh Sưng 8 cây. Số 41 8 cây. 41 8 cây. Phạm Quân 4 cây. Phạm Quân 4 cây cho Phạm Quân số 42. Nè quá trời xuất sắc luôn mấy chị ạ. Phạm Quân 4 cây.
Phạm Quân số 42 4 cây nè. Nè nè coi nè. Phạm Quân số 42 4 cây. 42 4 cây. Cây đẹp lắm luôn nha. Hàng thì hạ cọc thì bên em mới chốt đơn nha. Anh chị nào đã từng bơm hàng, đã từng nói chung là dân sức nguyện á thì cọc em mới chốt đơn. Ok thì mới chốt đơn nha chị Hạ ơi. Cho chị Hồng Thắm 4 cây đẹp, chị Hồng Thắm nè. Hồng Thắm 4 cây. Hồng Thắm số 43 4 cây. Hồng Thắm số 43 4 cây chị Thắm nè. Thắm 4 cây chị Thắm nè. Số 43. 43 Hồng Thắm 4 cây. Cho chị Tô Huyền Trân. Tô Huyền Trân 4 cây, số 44. Tô Huyền Trân 4 cây. Bốn cây 200 ngàn nha mấy chị ạ. Bốn cây 200 ngàn. Chị kia chị mấy cây bên đây. Đây, cho chị Tô Huyền Trân nè. Tô Huyền Trân nè. Tô Huyền Trân nha, bốn cây chị Tô Huyền Trân. Tô Huyền Trân số 44. 44, bốn cây. Vàng tia đỏ, màu này đẹp quá mấy chị ơi. Số 44, bốn cây. Nguyễn Thị Huệ, bốn cây. Lên em địa chỉ cho Huệ ơi. Nguyễn Thị Huệ, số 45, bốn cây. Trời ơi cái cây. Chị coi nè. Đây. Đang gọi hết nha mấy chị ạ. Đang nhú gọi mấy chị nè. Nguyễn Thị Huệ số 45 4 cây. Số 44 này 45. 45 4 cây. Cho chị Thu Hằng 4 cây 200. Thu Hằng 4 cây 200 chị Thu Hằng. Cây này đẹp lắm mấy chị ơi. Thu Hằng 4 cây 200 ngàn chị Thu Hằng. Thu Hằng 4 cây 200. Số 46 4 cây 200. Ngọc Vũ có rồi. Cho chị Ngọc Chi Lâm 4 cây đều. Ok Ngọc Chi Lâm. Ngọc Chi Lâm 4 cây vàng tia đều đẹp nè. Đi vào nhiều luôn nha chị Chi ơi. Chị Chi nè, Ngọc Chi Lâm 4 cây vàng tia chị 200 ngàn. 4 cây 200 Ngọc Chi Lâm số 47. 47 4 cây. Anh chị chốt đơn kèm số và địa chỉ cho em mấy chị ơi. Cho Võ Thị Tiết Nhung 5 cây. Nhung ơi nụ to. Chị lấy nhú vòi cao giùm em chị Nhung nha, nụ to hết rồi. Đây. Chị Nhung 5 cây nè. Còn mà vòi nhiều chị Nhung nha. Đây cho chị có cây nụ to trong đây nữa nè. Chị Nhung là số số 48. 48 nè. 48 5 cây. 48 5 cây vàng tia đỏ. Cho Đỗ Ngọc Dũng 4 cây đẹp cho Đỗ Ngọc Dũng. Vòi hết nha mấy chị. Đỗ Ngọc Dũng 4 cây. Chắc ở dưới đó đi em bóc được. Em bóc cây cho em đi. Đỗ Ngọc Dũng 49 4 cây. Đỗ Ngọc Dũng 49 4 cây. Cho Hệ Bồi 4 cây nè. Cô Hệ Bồi 4 cây, cô Hệ Bồi. Lô này cây đẹp lắm cô Hệ Bồi ơi. Hệ Bồi nè. Hệ Bồi 4 cây, cô Hệ Bồi nha. Hệ Bồi 4 cây 200 ngàn cô Hệ Bồi. Tiếng cô dâu không có hàng anh chị ơi. Cho chị Ba Mai Thị 4 cây. Ba Mai Thị 4 cây, chị Ma Ba Mai Thị nè. Nhanh vàng ơi, số 50 từ từ. Anh chị vào sau em cho mấy chị coi bông của cây này nè. Lô này phải nói mấy chị là đẹp xuất sắc luôn. Rất là đẹp anh chị ơi. Đang vòi hết toàn bộ. Cây này nó đi vòi cực kỳ. Đây là cái chậu 3 cây em ghép vô chậu tác phẩm mấy chị coi nè. Cái lô có cây này có vòi. Lô này cây rất là đẹp nha. 4 cây là có 200 ngàn thôi. 4 cây 200, 4 cây chỉ 200 ngàn. Vàng tia đỏ. 4 cây 200 ngàn. Đi vòi rất chi là nhiều mấy chị ạ. Đi vòi rất chi là nhiều. 4 cây 200 ngàn nè, chị coi lên cái bông nè. Cái này ghép 3 cây đó mấy chị. Đây nè, anh chị trồng mà coi chậu tác phẩm cái cây nè. Xuất sắc luôn. Không đương nhiên mà có được cây thế này cho mấy chị coi đâu. Một tân có nó như thế này nè. Nè coi nè mấy chị. Quá đẹp. Rất là đẹp luôn. Lô này xuất sắc lắm. 4 cây 200 ngàn. Vàng tia đỏ. Vàng tia đỏ 4 cây 200. Em chốt cho Ba Mai Thị số 50 nè. 4 cây 200 ngàn. Đây Ba Mai Thị 4 cây. Ba Mai Thị 4 cây cho Ba Mai Thị 200 nha. Đang vòi hết nè. 4 cây 200 ngàn Ba Mai Thị số 50. Chị Bích Ngọc Hoàng chốt đơn. Cho em số điện thoại chị ơi, không có số điện thoại không nhận đơn chị ơi. Không có số điện thoại em không nhận đơn. Chốt cho Sơn Tiến 4 cây nè. Anh Sơn Tiến 4 cây cho Sơn Tiến nè. Lấy cây vòi anh Vàng ơi. Sơn Tiến 4 cây. Sơn Tiến 4 cây. Từ từ em đi bóc cho mấy chị thêm nha. Nó ừ nó. Đâu. Đây, chị. Từ từ nghe mấy chị. Sơn Tiến 4 cây Sơn Tiến nè. Sơn Tiến 4 cây vàng tia cho Sơn Tiến nè. Sơn Tiến 4 cây vàng tia cho mình. Số 51 4 cây 200.
4 cây 200 ngàn trên Sơn Tiến. Hệ Bùi có rồi, chú Hương Sương có rồi. Em không có nhận đơn 2 cây 2 cây mà 50 ngàn em cũng nhận đơn được mấy chị ạ. Cho chị Kim Nhung Trần, cho chị Hồng Nụ 4 cây chị Hồng Nụ nè. Trời ơi nó đẹp chị ơi, chị Nụ. 4 cây vàng tia. 4 cây vàng tia cho chị Hồng Nụ nè. Số 52. Nè 4 cây vàng tia chị Hồng Nụ nè. Số 52. 4 cây 200 ngàn. 4 cây vàng tia 200 ngàn. Anh chị chốt đơn kèm xuống và địa chỉ giùm em nha. Tường Tâm 4 cây lên địa chỉ giùm em chị Tường Tâm ơi. Tường Tâm 4 cây 200 ngàn chị Tường Tâm nè. Để một tí nữa chị. Tường Tâm 4 cây 200 ngàn. Cây đẹp lắm từ từ. Tường Tâm ơi, em lựa cho mấy chị cây đẹp chứ nó không bụng. Tường Tâm 4 cây chị Tường Tâm nè. Tường Tâm số 53 4 cây. Tường Tâm 4 cây chị Tường Tâm nè. Trời ơi nó đẹp chị ơi. Tường Tâm 4 cây nè. 4 cây 200 ngàn chị Tường Tâm nha. Cho chị ơi, Phương Võ 5 cây để ra chỗ lớn hả? Nãy giờ bỗng chốt của Phương Võ nè. Đẹp quá luôn chị Phương Võ ơi. Đây Phương Võ nè, 5 cây chị Phương Võ. Đây, bóc nó cho em nè. Bên nhóm kia. Đây chị Phương Võ, 5 cây chị Phương Võ nè. Trời ơi, nó đẹp quá chị ạ. Phương Võ 5 cây vàng tia 200 ngàn chị Phương Võ. Phương Võ 5 cây 200. Ê, 4 cây 200 nha. Phương Võ 5 cây chị Phương Võ. Anh chị chốt đơn cô cây tre 4 cây nè. Cô cây tre 4 cây số 55 4 cây. Nè cô ơi, nó như thế này nè cô. Cô cây tre nè. Nó nhú mà như thế này không nè cô ơi. Cô cây tre 4 cây, cô cây tre à. Cô cây tre 4 cây 200 ngàn cô. Số 55 4 cây. 55 4 cây. Cho chị Thị Lon, Thị Hồng Lon đổ 4 cây nè. Lon này cây đẹp lắm chị ơi. Lon này cây đẹp lắm. Thị Hồng Lon đổ 4 cây cho mình à. Nè, Thị Hồng Lon đổ 4 cây. Thị Hồng Lon đổ số 56 4 cây. 4 cây 200 ngàn mấy chị ạ. 4 cây 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn. Anh chị chốt đơn kèm số và địa chỉ giùm em nha mấy chị ạ. Thanh An có rồi nha. Bên em chị, cái vàng tia này chỉ có một màu thôi, đâu có 4 màu đâu anh Xuân Tiến. Cho chị Hương Nhị nè. Hương Nhị là 4 cây vàng tia số 5. Hương Nhị. Hương Nhị 4 cây vàng tia số 57. Hương Nhị 4 cây vàng tia. 4 cây vàng tia cho Hương Nhị nè. 3 cây vàng tia cho mình. 3 cây vàng tia từ từ nha mấy chị, em đi lấy cây cho. Tao kia bóc luôn luôn. Em lên chị Hương Nhị 4 cây vàng tia nè. 4 cây với chị nha Hương Nhị. 4 cây. Trời nó đẹp chị ơi. 4 cây cho chị Hương Nhị 200 nè. Đang vòi hết nha. Đang vòi hết nha. 3 cây nè. 4 cây vàng tia chị Hương Nhị nè. 4 cây 200 ngàn. Hương Nhị. Số 57. Cho chị Hương Nhị 4 cây vàng tia. 3 Mai Thị số 50 thêm 2 cây nữa. 3 Mai Thị số 50 thêm 2 cây nữa. 3 Mai Thị số 50 thêm 2 cây. 4 cây vàng tia 200 ngàn khách nha. Combo 4 cây là 200 ngàn. Cho chị Kim Xuân Si 4 cây vàng tia đẹp. Kim Xuân Si nè. Kim Xuân Si số 58. Đi vội nè mấy chị coi nè. Kim Xuân Si 4 cây vàng tia cây đẹp nha.
Này coi này chị coi Kim Jun Ji ơi. Bốn tay vàng tia kìa Kim Jun Ji. Bốn tay 200 ngàn. Mày bấm số đi. Cái số 50 tôi mang cây đúng không? Nè cái này Kim Jun Ji nè, số 58 bốn cây. Chị Ngọc Vũ này mấy cây à? Số 34 á. 34 mấy cây? 34 8 cây hay 4 cây? Chị Ngọc Vũ thêm 4 cây nữa, tổng 8 cây chị Ngọc Vũ nha. Ngọc Vũ thêm 4 cây là tổng 8. Trời ơi nó đẹp chị Vũ ơi. Ngọc Vũ số 34. 34 thêm 4 cây là tổng 8 cây nè. Này chị coi này Vũ. Quá xuất sắc chị Vũ ơi. Ngọc Vũ. Ngọc Vũ số 34 thêm 4 cây là tổng 8 cây. 4 cây là 200 ngàn. Em không có đi lẻ đâu mấy chị ạ. Chị Minh Anh có rồi. Mẫn Nhi 4 cây, chị Mẫn Nhi số 59. Mẫn Nhi số 59 4 cây. Nè đi vòi thêm nước lá thế này nè mấy chị. Mẫn Nhi 4 cây. Mẫn Nhi số 59 4 cây. 4 cây 200 ngàn. Combo 4 cây là 200 ngàn. Em chốt cho chị Thảo Bích 4 cây. Thảo Bích số 60 4 cây. Nè nó đi vòi nhiều lắm nha. Thảo Bích nè. Thảo Bích. Thảo Bích số 60 4 cây. Này chị coi nè, nó cao mà đi vòi khiếp luôn chị ơi. Thảo Bích. 4 cây chị Thảo Bích. Số 60. 4 cây là 200 ngàn mấy chị ạ. Combo 4 cây là 200 ngàn. Chị Nguyệt Thu 4 cây đẹp, chị Nguyệt Thu nè. Số 61. Lô này nhiều vòi lắm chị Thu ơi. Lô này cây nhiều vòi lắm chị Thu. 3 cây chị Nguyệt Thu nha. 3 cây chị Nguyệt Thu nha. 4 cây chị Nguyệt Thu. Nguyệt Thu 4 cây bằng tiêu 200. 61. Cho chị Cẩm Linh 4 cây vàng tia Cẩm Linh. Cẩm Linh số 62 4 cây. Cẩm Linh số 62 4 cây vàng tia. 62 4 cây. Ok, Hiếu Nguyễn Minh 4 cây vàng tia một chậu luôn. Và ngắn đúng không? Đây là chút rồi đúng không? Chị ra đây dắt đi ta. Và ngắn đại tí nha chị Hiếu Nguyễn Minh này. 4 cây 200 ngàn mấy chị ạ. 4 cây là 200 ngàn, anh chị vào sau coi chị mà con học bông nè. Cái dãy bên đây nè, đi thẳng qua kia luôn. Ừ, đi vô, ừ đúng xác. Nè, từ từ nha. Anh chị cho em 3 phút đi mấy chị. 3 phút đi. Đây là cái chậu vàng tia mà 3 cây ghép lại nè mấy chị. Vàng tia 3 cây ghép lại nè. 4 cây chỉ có giá cho mấy chị mình 200 ngàn thôi. Rất là rẻ, người ta bán 70 ngàn một cây. Em bán mấy chị 4 cây 200 ngàn. Đang có vòi hết toàn bộ. Lô này cây đẹp lắm mấy chị ơi. Phải nói lô cây này lên cây rất là đẹp cho mình. 4 cây vàng tia có 200 ngàn. Em đi dốc cây lựa cây đẹp cho mấy chị ngoài này nè. Mấy chị đợi một tí. Chồng này nó đi vào bông liên tục, nó lá nhìn thấy mê lắm. Cây nó đi liên tục vòi. Chồng này dễ chơi dữ lắm nghe mấy chị. Nó rất là dễ chơi là dễ lên hàng thiết kế. Nhày bông, thằng này xuyên bông cực kỳ, dễ làm hoa. 4 cây với mức giá cho chị mình. Chồng đây cho em. 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn. Rồi. Lên cho Hiếu Nguyễn Minh số 63 4 cây. Đây. 4 cây Hiếu Nguyễn Minh nè. Đang gọi hết cây đẹp nha. 4 cây đang nhú gọi cho mình nè, để đảm bảo an toàn nha. Hiếu Nguyễn Minh 4 cây 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn. 4 cây cho anh Nguyễn Trung. Nguyễn Trung 4 cây. Em lựa cho anh Nguyễn Trung 4 cây nè. Lên địa chỉ cho em luôn anh Trung ơi, đang gọi. Nguyễn Trung 4 cây vàng tia đang gọi cho anh Nguyễn Trung. 64. 4 cây 200. Cho chị Nguyễn Bích 4 cây nụ to hả? Ok. Nguyễn Bích 4 cây nụ to là số 65 4 cây nụ to. Trời ơi nó đi bông mà chị Bích ơi. Nguyễn Bích 65 4 cây. 65 4 cây chị Nguyễn Bích. Lương Ngọc Diệp 4 cây số 66. Vòi cao giúp em đi chị Diệp ơi. Nụ to cũng hết rồi chị ạ. Lấy vòi cao giúp em nè. Chị Diệp nè, 4 cây chị Diệp nè. Diệp 66 4 cây. Diệp 66 4 cây chị Diệp. 4 cây. Cho anh Dũng Đặng số 18 thêm 2 cây. Dũng Đặng 18 thêm 2 cây. Trời ơi. Dũng Đặng số 18 thêm 2 cây. 18 2 cây. Hợp đơn. 4 cây 200 ngàn. 4 cây 200 ngàn khách ơi, 4 cây 200 ngàn. Cho anh Kim Bắp 4 cây nè. Kim Bắp 4 cây vàng tia Kim Bắp nè. Cây này đẹp lắm luôn, cây này đẹp lắm Kim Bắp ơi. Nó đi vòi gọi là xuất sắc lắm luôn.
Cái lá này không sao, cái lá cây cao mà nhiều vòi. Anh Kim bắp 4 cây vàng tươi cho anh Kim bắp 200. Kim bắp 4 cây 67. Cho chị Nguyễn Trương tướng kè 6 cây đẹp, ok chị. Lâu này chốt đi chị tướng kè coi. Em nói chị nó đi vào khiếp lắm chị tướng kè. Đây nè. Rồi ơi chị coi là chị tướng kè coi xuất sắc luôn nè. Tướng kè 68 6 cây. Đây. Tướng kè 68 6 cây. 68 6 cây. Đinh năng 4 cây cho chị Đinh năng. Đinh năng nè. Đinh năng 4 cây chị Đinh năng. Đinh năng 69. Đinh năng 69 4 cây. 69 4 cây đi năng. Ngô Hạnh ơi lấy vòi nhũ vòi giùm em nha. Đủ to hết rồi. Có cây nào đủ to không? Ngô Hạnh 4 cây số 70. 70 Ngô Hạnh vòi cao giùm em nha. Ngô Hạnh nè 4 cây nè. Ngô Hạnh 4 cây cho Ngô Hạnh vòi cao nha. Ngô Hạnh số 70 4 cây. Cho anh Nguyễn Văn Dũng 4 cây vàng tươi đẹp Nguyễn Dũng. Em đang đọc comment 22 phút trước nha mấy chị. Nguyễn Văn Dũng số 71. Nguyễn Văn Dũng số 71 4 cây vàng tiên. 71 4 cây vàng tiên. Chị Thanh An có chị Thanh An rồi. Em đang đọc comment 421 trước mấy chị. Cho chị Nguyễn Thiệt 4 cây nhiều vòi chị Nguyễn Thiệt nè, số 72. 72 4 cây vàng tiên. 3 cây nè. 4 cây cho chị nè. 4 cây chị nè. 72 4 cây. Cây vàng tiên đỏ chị ơi, cây đẹp lắm luôn. Cho Hoàng Lê số 44 thêm 2 cây gặp đơn. Hoàng Lê số 44 thêm 2 cây gặp đơn. 44 thêm 2 cây. 44 2 cây. Em đang chốt từ trên xuống dưới cho mấy chị mình nha mấy chị ơi. Chị Thu ơi lấy 4 cây chị Thu ơi. 3 cây là 180 chị Thu. Chị Trần Thị Bích Thu lấy 3 cây là 180 nha. Còn 20 ngàn tôi lấy 4 cây đi chị. Em chốt trước chị 3 cây nè. Trần Thị Bích Thu 3 cây 180. Số 73. Chơi chị Lê Nguyễn số 74 4 cây. 38. 73 3 cây 180 ngàn. Chốt cho chị Lê Nguyễn 4 cây. Lê Nguyễn 4 cây chị Lê Nguyễn. Số 74 4 cây nè. Lê Nguyễn 4 cây số 74. 4 cây có 200 ngàn thôi. Cho chị Nguyễn Hạnh 4 cây nè. Số 75. Nguyễn Hạnh 4 cây 75 nè. Chị Hạnh để tiếp chị Hạnh ơi. Lâu cây này đẹp lắm chị Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh 4 cây chị Hạnh nè. Vào nước bắt cắt. Không có ai nữa. Đúng rồi. Chị Nguyễn Hạnh số 75. Hãy vô cho em à. Trời ơi cây này nhú vòi quá trời luôn. Ôi đẹp quá. Nhú trên đây hai bà vòi nữa. Chị Nguyễn Hạnh 75 4 cây. 75 4 cây. 75 4 cây nè. Chị Xí Nguyễn 2 cây 120 ngàn. Xí Nguyễn chốt thêm đơn của em ơi, chị Xí Nguyễn ơi đang vòi. Xí Nguyễn 2 cây 76. Chốt thêm đơn của em nha. Xí Nguyễn 2 cây. Yến Ori. Yến Ori 77 4 cây. Yến Ori 77 4 cây. Đang nhú vòi nhiều mấy chị chứ vòi cao hết. 76 2 cây 77 4 cây. Yến Ori 4 cây chị Yến Ori nè. Combo 4 cây là 200 ngàn. Em đang đọc comment từ trên xuống dưới bây giờ. Từ từ nghe, đang đọc comment của hai mươi mấy phút trước là mấy chị ạ. Cho chị Phương Nguyễn 4 cây cao nè. Phương Nguyễn 4 cây cao 78. 78 4 cây cao. 78 4 cây cao chị 78 Phương Nguyễn. 78 Nguyễn Nhất 4 cây, Nguyễn Nhất số 79. Nguyễn Nhất. Nguyễn Nhất 79 4 cây. Nguyễn Nhất đang vòi đẹp cho mình luôn. Nguyễn Nhất 79 4 cây. Cho chị Nguyễn Tòng thêm 8 cây, số 29 thêm 8 cây. Lựa cây đẹp cho chị Tòng giùm em ơi. Lựa cây đẹp chị Tòng ơi. Từ từ chị Tòng nha. Chị Tòng đợi em ma. Một phút cho chị Tòng để em một phút.
Chị Nguyễn Tòng số 29. Nguyễn Tòng số 29, 8 cây. 3 cây Nguyễn Tòng. 4 cây. Số 29 em 8 cây á luôn. Trời ơi chị Tòng ơi. Em bóc cây cao đẹp chị không nè. Nè nó đi vòi như thế này thì nó lá nè mấy chị. Thêm 4 cây nữa cho chị Nguyễn Tòng là tổng 8 cây. Nguyễn Tòng thêm 8 cây. Số 29. Ma Nga 4 cây cao đều ok. Ma Nga 4 cây cao đều cho Ma Nga. Ma Nga 4 cây. Ma Nga số 80. 80. Đi tới đâu rồi? Đi ra vô ra đi ra. Mặt bông của nó nè mấy chị ạ. Cây này đẹp quá trời đẹp luôn. Em giúp cái lô này là hết cây đẹp luôn cho mấy chị luôn rồi đó. Nguyễn Tòng 29, 8 cây. Đi vô đây rồi. Nè 3 cây vô dòng thiết kế này thôi đó mấy chị. Nè anh chị coi nè, cây này đẹp không? 29 thêm 8 cây, Ma Nga số 84 cây đúng chưa? Số 22 chưa? Cho chị Phúc Nguyễn 4 cây đẹp, chị Phúc Nguyễn nè. Lâu này cây đẹp lắm chị Phúc Nguyễn ơi. Phúc Nguyễn 81 4 cây. Phúc Nguyễn 81 4 cây chị Phúc Nguyễn. 200. 4 cây Phúc Nguyễn. Combo 4 cây 200 ngàn nha mấy chị ơi. Cho chị cô Lon Lon, cô Lon 4 cây nè. Cô Lon ơi, cái lô này cây đẹp khiếp luôn cô Lon, cô lựa cô Lon nha. Cô Lon 6 cây cao đều là số 82. 82 6 cây. 4 cây nè. 6 cây cô Lon. Lon Lon nè, số 82 6 cây. 4 cây 200 ngàn nha mấy chị. Đức Di Phan. 4 cây 83. Đức Di Phan, 4 cây trên Đức Di Phan 200. Số 83. Anh Nguyễn Văn Mát. 84 4 cây. Nguyễn Văn Mát 84 4 cây. Nguyễn Văn Mát vòi nhiều lắm nha mấy chị. Nguyễn Văn Mát 84 4 cây. 4 cây 200 ngàn khách nha. Của tôi hiện trong có 4 cây rồi, Nguyễn Trung có rồi. À, anh Nguyễn có rồi, Nguyễn Ngô Ri có rồi. Cho chị Đoàn Bảy Lê 4 cây cao 85. Ok chị Đoàn Bảy Lê. Đồng Bảy Lê 4 cây. Đồng Bảy Lê 4 cây 200. 85. Nguyễn Thiệt 75. 72 mấy cây à? 72 mấy cây. Nó đi không biết. 72 à. 5 cây, mở hoặc cho 5 cây. Đi vô 72 5 cây đi. Phải có rồi. Nguyễn Cô Trúc 2 cây nè, chút em đơn nha. Nguyễn Cô Trúc 86 2 cây. Nguyễn Cô Trúc 86 2 cây. Em làm mấy tiền? 854. Nhật Long 4 cây cho anh Nhật Long 87. Không có cây lá gì rồi. Nhật Long 4 cây cho Nhật Long 200. Nhật Long 4 cây số 87. Cô Long có 6 cây rồi, không ảnh hưởng ai đâu chị ạ. Cây này đẹp mà. Cho chị Phan Anh 88 4 cây. Chị Phan Anh 88 4 cây, chị Phan Anh 88 4 cây. 4 cây 200 ngàn mấy chị ạ. Lô cây này mấy chị đẹp mấy chị chốt đi. Hương Nhị có 4 cây rồi. Chị Rô Sa Nguyễn 4 cây. Rô Sa Nguyễn 89 4 cây. Rô Sa Nguyễn 89 4 cây, chị Rô Sa Nguyễn 89 4 cây. Cho chị Nguyễn về số 90 4 cây. Nguyễn về. Nguyễn về 90 4 cây. 90 4 cây chị Nguyễn về. Hiếu Nguyễn 4 cây. Hiếu Nguyễn 4 cây số 91.
Hiếu Nguyễn số 91 4 cây. 91 4 cây Hiếu Nguyễn. Bốn cây có 200.000 mấy chị ơi. Cho chị Ruby Thơ. Ruby Thơ 5 cây. Số 92 5 cây Ruby Thơ. Ruby Thơ để em một tí chị Ruby Thơ ơi. Nè nó đi vòi nè chị ạ. Cái giải em đây á, bà kia. Ruby Thơ số 92. Từ từ chị Ruby Thơ ơi. 5 cây chị từ từ. Em đi lựa cây đẹp chứ. Thêm cây nữa. Nè anh chị vào sau cho mấy chị coi lại mặt bông của cây này. Mà em nói thật sự với mấy chị nó đẹp quá trời luôn. Chúc em có cái lô này đẹp quá trời đẹp nữa nè mấy chị. Nó đi vào bông liên tục, nó lá dòng này nó dễ chơi dữ dằn. Lên hàng thiết kế một cái em nói thật với chị nhức nhói luôn. Thằng này lên hàng thiết kế một cái là đẹp, rất là đẹp luôn. Nè nhìn cái chậu này thôi mấy chị, 3 cây thôi đó. Chỉ có 3 cây thôi đó mấy chị. Cây này mà đi mấy chị ghép một chầu khủng 4-5 cây một cái nhìn mê mướt luôn. 4 cây có 200.000 thôi nha mấy chị ơi. Tranh thủ lâu luôn ơi, khách đợi nè. Nãy chị cũng đâm xuống sành luôn. Nè đâm xuống sành luôn. Chảy rồi đó. Hả? Chảy rồi đó. Chị Ruby Thơ 3 cây với 2 cây nữa 5 cây. Chị Ruby Thơ cảm ơn. Ruby Thơ 5 cây số 92. 92 5 cây. 4 cây có 200 ngàn thôi khách ơi. Phan Anh có rồi. Nguyễn Nhất Nguyễn Về có rồi. Tu có rồi. Ruby Thơ có rồi. 4 cây 200 ngàn mấy chị ạ. Cho anh Mảnh Tiến 4 cây nè. 93. Mảnh Tiến 4 cây trên Mảnh Tiến đang vòi. Đang gọi đẹp cho Mảnh Tiến nha, 4 cây 200. Mảnh Tiến 4 cây. Số 93 4 cây 200 cho em địa chỉ luôn nghe khách ơi. Khách mới chốt đơn cho em xin địa chỉ luôn mấy chị ạ. 4 cây 200 ngàn mấy chị ạ. 4 cây 200 ngàn nha. Cô Long Trần, chị Long Trần có rồi, Nguyễn Nhất Cô Bây Tơ có rồi. Rồi sao Nguyễn có rồi. Chị Nguyễn Linh 4 cây. Nguyễn Linh lấy nhú vòi cao đẹp cũng được, nhiều vòi chị Nguyễn Linh nha. Nguyễn Linh 94 4 cây. Trời ơi mấy chị ơi. Nguyễn Linh 4 cây nè. Nguyễn Linh 4 cây. 94 4 cây. 4 cây có 200 ngàn thôi mấy chị ạ. Lâu này cây đẹp quá trời đẹp luôn. 4 cây có 200 ngàn thôi. 4 cây 200 ngàn khách ơi. Cho em cái địa chỉ. Dạ cây vàng tia đỏ đó chị Thí Anh Ken ơi. Lâu Trần có rồi ạ. Chị Long Trần có rồi, cho chị Hương Võ 4 cây nè. Hương Võ 4 cây, chị Hương Võ nè. Đang vòi cho chị Hương Võ ơi. Nè chị coi nè. Đi vòi. Đi vòi, đi vòi cho rất lá. Đi vòi cho mấy chị nè. Hương Võ 4 cây 200. Hương Võ 4 cây vàng tươi đỏ 200 ngàn. Số 95. 95 4 cây 200 ngàn. Nè anh chị vào sau chị thấy cây nổi em nè. Em chưa cho kịp cho chị. Số gì? Được rồi đó. Chưa kịp cho kỳ thí anh đi Ken coi. Ghi phạm nãy ha. Ghi phạm lên số mấy tạo đơn ở luôn nè. Đây mặt bông của nó mấy chị, cái này là 3 cây tem ghép vô chậu á. 3 cây ghép vô chậu á, còn được có khoảng 3 combo nữa hết mấy chị nha. 3 combo nữa. Khoảng mấy cây à? À lấy 8 cây lần đó. Ghi phạm lấy 8 cây lần đó. Đi vi phạm đây coi anh lấy mấy cây ta. 24 cây à. 4 cây. Cái này chị lên nào thiết kế giùm em. Khoan để em đổi wifi mấy chị ơi, cái điện thoại của em nó chậm quá rồi. Có
lên cái đó mà cho trống chỗ luôn đi luôn. Cái này chị ghép vào thiết kế giùm em. Chờ chị lon trần em xuống làm có coi lại cây chị. Coi lại cây vô tin nhắn cho kêu nhân viên chụp hình cho coi lại cây. Tại vì phường xuống là tao đóng liền mấy chị. Chứ đâu có thời gian đâu coi lại cây, mấy chị còn nhiều hàng lắm. Chứ tao thể nào mà xuống cây cho coi lại cây liền không mấy chị. Muốn coi lại cây em bóc messenger nha. Nè cái này ba cây ghép vô chậu luôn á chị. Phương 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 mua đi, ba cây ghép vô chậu là đẹp lắm chị Phương. Vàng tia đỏ 4 cây 200 ngàn. Người ta bán mấy chị 70 ngàn một cây. 4 cây 28 em bán mấy chị 4 cây 100 ngàn. Cái lô cây này xuất sắc lắm luôn đó mấy chị. Cho chun vỏ 4 cây cho mình nè. Anh chị cắt mới lên luôn tin giùm em nha. Em lựa 4 cây cho đều có vòi đẹp chun vỏ nè. Chun vỏ 4 cây nha. Trời ơi cái lô này cây. Trời ơi anh chun vỏ ơi. 4 cây chun vỏ có vòi hết 300. Chun vỏ Ngọc Lan Trần 4 cây đẹp. Ngọc Lan Trần nè. Ngọc Lan Trần 4 cây số 97. Có vòi hết nha chị Ngọc Lan ơi. Ngọc Lan Trần 4 cây Ngọc Lan Trần 200. Nãy em xuống với chị rồi. Không có nhớ cây đâu chị ơi. Khách trường không có nhớ cây đâu. Trời trời ơi nó đẹp quá chị ơi. Cứ rút cái chậu này ra. Không mất sức đâu mà sợ. Tại vì vòi mới đúng mà. Cái an toàn tuyệt đối luôn. Nè 4 cây vàng tia đỏ này 200 ngàn. Còn được 2 combo mấy chị ạ. 2 combo vàng tia nữa. Xong rồi có cái lô này cây chớp. Mà em nói nãy giờ em nói em lên mấy chị nè. Nãy giờ có lô cây chớp mà nãy giờ em nói em lên nè. Rồi cho em 4 cây quà tặng tại khách hàng nha. Nè 4 cây này cho chị hải sản tổng em là cây cao nha chị. 4 cây 200 cho chị Diễm Phương 4 cây Diễm Phương nè. Lô cây này trời ơi. Nó không đi vào bông thì thôi nè mấy chị coi nè. Diễm Phương 4 cây 200 chị Diễm Phương. Lô cao đều Diễm Phương nha. 4 cây chị Diễm Phương 200 ngàn. 4 cây cao Diễm Phương 200 98. 4 cây 200 ngàn chị Diễm Phương. Nãy đâu ra ta. Nó như thế này nè mấy chị. Ồ cây này nó cao nè. Đang vòi nha. Đang vòi hết nha mấy chị à. Cây đẹp lắm. Đây, hai combo cuối nữa. Hai combo nữa mấy chị, 4 cây 200 ngàn. Vàng tia đỏ. Lâu này không chơi chơi gì mấy chị, cây đẹp lắm. Thầy bồi mình rút cái chậu nhựa ra. Rút cái chậu nhựa ra thế này thôi. Rồi mình ghép vô chậu lớn mình tiêm tan quả thông như thôi chị ngại bồi. Đơn giản lắm. Mua cái chậu lớn bỏ vô. Nè chị coi nè, rút ra. Về á mình ghép với chị. Rút cái chậu ra thôi. Rồi mình ghép vô. Đơn giản với chị, không có gì khó khăn hết trơn. À dạ anh Mảnh Tiến có 4 cây rồi anh ạ. Có 4 cây rồi anh ơi, chốt anh lâu rồi. Anh Mảnh Tiến có 4 cây này là 3 cây thì em ghép vô đó với chị. 3 cây thôi đó. Con lô cây này hết nước chấm luôn mấy chị. Hello cháu cưới Tường Vy. Con cho chú Hương Xuân hai cây cao đều gạt gạt chú Hương Xuân nha. Con cảm ơn chú. Hương Xuân thứ hai cây gạt con. 12. Chị hãy bồi một chậu một móc gặp đơn. Chị lấy chậu phi 35 nha. Cho ghép cho đẹp. Hãy bồi lấy chậu phi 50 đi. Cho nó bự. Diễm Phương thêm 2 cây nữa là 6 cây. Ghép vô chậu lớn này nè chị Phương ơi.
cây này chỉ có 3 cây thôi nè, chậu này chỉ có 3 cây đó. Anh chị vô đầu tư chậu lớn là chậu thế này đi mấy chị. Chậu này nè, chậu này 6 cây được nè. Trồng vô cái chậu xứ chơi, hội nó sai bông khiếp luôn chị Phương ơi. Em nói với chị vàng tia đỏ nó rất giá, chứ còn thằng vàng tia đỏ này à, em nói thiệt chứ mấy chị giá nó rất là cao. Nó là cái cây nó lặng lẽ mà nó xưng vương cho mình. Thằng này đi vào bông rất là nhiều. Thôi, nó ngầm ngầm vậy đó mấy chị. Mấy chị ghép vô cái chậu coi này, nhìn thấy mê không? Chị Phương mới xuống tìm hai cây á. Nắng quá bây giờ. Nắng quá thở dốc không. Nó rát tay luôn á trời. Nắng nó rát tay luôn á chị. Cứ nhân lên 50 ngàn. Em có bán chậu á chị Tòng? Có. Chậu có chị. Em có đó giờ mà. Có bán đó giờ chị. Còn nhiều lắm anh Tiến ơi. Anh chị ơi, anh chị vô đông đi. Em lên cho mấy chị một cái vòng lan là rất đẹp. Anh Vàng dốc cho em cái lô tím sọc đẹp không Vàng? Đúng không? À, cho chị Ngô Hạnh một cây gập đơn nè. Ok. Đây nè, nhú nè. Nhú nè Ngô Hạnh thêm một cây gập đơn. Còn được đúng 4 cây cuối cùng. 4 cây đang vòi đẹp cuối cùng luôn. 4 cây vàng tia đỏ cuối cùng 200. Cho cây này xuất sắc vòi luôn nè. 4 cây cuối cùng 200. Ừ. Em có một lô bông mà đẹp lắm mấy chị mẫu nổi bật. Chị em mình có size 50 đúng không? Có đúng vậy? Có chị, em có size 50 á chị đi tàu. Có. Chậu cứng lắm, chậu em là chậu xịn nha, chứ không phải là chậu mà để ra ngoài nắng 1 năm 2 năm mà mục đâu. Chậu xịn, chậu thành cứng, chậu xịn. Còn đục đúng 4 cây vàng tia cuối cùng 200. Đúng rồi. Nắng ở trong mặt quá chị. Em có lô này cho mấy chị nè. Bông đẹp lắm. Cô Trúc có 2 cây rồi. Cô Trúc có 2 cây rồi, lấy cho đủ đơn nha. Cô Trúc có 2 cây rồi, lấy cho đủ đơn. Còn được 4 cây cuối cùng 200. Đây. Cái combo này có 1 cây nè. Lấy hết combo mới cho cây nhiều vòi này vô. Ôi. Thôi chứ chơi. Thôi người ta chưa. Cha mẹ kêu cho tiền đi học không chịu. Nhà nó ngoan hết luôn. Thua. Xưa cha mẹ cho tiền học không chịu. Giờ đi dân nắng mới lan. Thôi. Đợi cho xin 5 phút xả tì với chị. Xả tì 5 phút nha. Giờ hết nổi ra đứng lên chút rồi té cái vặt liền. Thôi. Thấy chưa, xưa cha mẹ cho tiền đi học cãi nha. Cãi cha cãi mẹ nghe chưa không? Cãi cha cãi mẹ nha. Cây gì của ai? Cây này nó 7 cây rồi, thiếu 1 cây rồi. Bán ra rồi. Ở trong mấy cái sọt xanh này nè. Con. Lấy rồi. Con sọt của... Nãy đạp chúng xịn luôn á. Tính ra đi xuống bóc răng đạp chúng xịn luôn. Thôi. Xả tì 5 phút quá chị ơi, chứ sức mệt quá.
xin lỗi mấy chị nha, xin lỗi chút mấy chị, xin lỗi chút nó nắng quá mấy chị à. À đây chanh đá gì đâu, ở đây nước lọc thôi chứ chanh đá ở đâu chị ạ. Ôi mà chóng mặt quá mấy chị à. Thôi trà sữa giờ uống cô cho cổ muốn nữa. Thì trà sữa giờ cho cổ muốn nữa. Dành đen hả cô Trúc? Cô Trúc chút dư đi trên cửa hàng á. Trên cửa hàng á 60 ngàn cây lấy 4 cây 100 ngàn. Cô Trúc lấy mấy cây thì em lựa cho anh chị. Lên có lô này bíp bíp đưa cho em cái này anh chị. Lô này bông đẹp lắm, có mấy cây à. Cái này thì 50 cành. 50 cành 4 cây thì 200 cành. Nhưng mà cái lô này khoan lên. Em sẽ lên cho mấy chị một cái loại lan cực kỳ thơm. Nếu cô chú anh chị mình đã có vàng đỏ chơi. Anh chị muốn cho cái khu vườn của mình 20 m, 30 m mà thơm ngào ngạt từ trước ra sau. Thì chơi cái dòng này. Em nhận địa chỉ của chị Huệ, em cảm ơn chị Huệ nha. Cái cây này đứng 30 mét vẫn thơm. Thơm hơn Besoda. Thơm hơn bà liễu xưa. Rất là nhiều. Đưa gom cái lô này cho em. Lấy cái mặt bông ngoài kia lên cho em dặn. Em quánh cái lô này cho anh chị mình. Mà 150 mấy chị ở đây mà không mua cái lô này. Với mức giá này là không tìm đâu nhà vườn bán được giá này. Lô này đứng cách 30 mét vẫn còn rất là thơm. Em bán cái giá này cho anh chị mà cảm giác như là mình suy nghĩ là ngõ này nó bán khùng bán điên nè. Mà thiệt bữa nay trưa nắng đó mấy chị. Dốc hết lô đó luôn. Cái lô này là anh chị phải chốt liền, nó cực kỳ là thơm mấy chị. Hồi đó giờ nha, em bán rất là nhiều dòng cho mấy chị. Ừ lấy nguyên cây vậy đó. Nó thơm gọi là thơm cực kỳ đỉnh. Thơm mà thơm em nói mấy chị là cực kỳ đỉnh. Kể cả những dòng Besoda xưa của mình chưa có dòng nào thơm như cái này. Cái giọng của em quá tốt cho nên em mới like được nhiều hả anh công trường ơi. Khỏi ngửi cũng thơm. Cái cây này là chị Phương ơi, chị Phương không có cần ngửi chị Phương. Thiệt, bây giờ chóng mặt dữ lắm mấy chị. Giờ thật sự là chóng mặt dữ dằn lắm rồi. Nên là trời độ mấy chị. Trời độ cho đừng té ra cái đặt giờ này mấy chị. Chứ giờ này té kỳ quá. Trời độ cho đừng té lên giờ lúc này. Cái lô này là cái lô bà liễu lá tre xanh đổi màu. Xin 500 review của cô chú chị mình đi rồi em bán cái giá này cho mấy chị mình. Đây mặt bông của nó nha mấy chị. Đây là bà liễu lá tre xanh đổi màu. Một cái dòng đen rô nắng được like trực tiếp từ cây bà liễu xưa. Cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm. Người ta bán cho cô chú chị mình 3 cây 220 ngàn. Tức 75 ngàn một cây. Bây giờ em bán cho mấy chị nè. Em bán cái này tại vì em bán cho mấy chị là đánh số lượng. Em đánh số lượng và anh chị mua từ từ đó giờ. Em nói là cái giá này là cô chú chị mình chưa mua được cây giống. Em khẳng định 100%. Bỏ tiền ra chưa mua được cây giống. Anh chị nào chơi cái dòng bà liễu lá tre xanh đổi màu này cho em xin một phút review đi mấy chị. Xin đi, xin thiệt luôn đó. Nhiều khi em nói với chị nè. Một cái lời quảng cáo của cô chú chị mình bằng không bằng 10 cái lời nói của em. Anh chị nào đã chơi cái dòng bà liễu lá tre xanh đổi màu này cho em xin 500 review mấy chị. Nó thơm, gọi là nó thơm cực kỳ đỉnh. Bà liễu lá tre xanh đổi màu, hoa của nó là màu trắng nó chuyển sang màu xanh tím, tông tím của lưỡi tím của nó là màu tím dạ quang, cực kỳ thơm. Vì em sẽ đánh nguyên lô cho mấy chị mình nên là em sẽ đi cho mấy chị giá cực là rẻ luôn, cực là rẻ nha mấy chị. Bà liễu lá tre xanh đổi màu cực kỳ thơm. Cực kỳ là thơm. Cái này không cần cây mũi ngửi đâu. Xin 500 review ơi. Cây khỏe đẻ con nhanh. Thơm ngào ngạt. 4 cây vàng tia chốt cho anh Ngọc là Phụng Đinh nè. Ngọc Phụng Đinh chốt 4 cây vàng tia 200 nha. 99. Cây khỏe đẻ con nhanh thơm ngào ngạt trời. Thơm mắt ngát đúng không? Cảm ơn chị.
chị Lê Ngọc Diệp có bằng tiền đốt quốc gia xanh. À, một vườn lan quá trời luôn. Em xin 500 review của cô chú chị mình, anh chị nào có chơi bà liễu nó trên xanh nở màu này cho xin 500 review đó mấy chị, em bán. Em nói với chị, anh chị bỏ tiền ra, không chưa mua được trái cây giống. Bà liễu lá tre xanh đổi màu và hoa của nó màu trắng xanh. Hôm chị mua của chị Phượng một cây thanh lý, bán có hoa sẵn, về mở bịch ra thơm quá trời luôn. Nay rau hoa lứa khác nữa rồi, cảm ơn chị. Xin review của mấy chị coi nó thơm hay không thôi. Em hỏi thật với chị, cái thằng bà liễu lá tre xanh đổi màu á, anh chị em bán cái giá này nè. Từ từ chứ không thầy. Cực kỳ là thơm đỉnh, thơm. Em bán quốc cho mấy chị combo 10 cây nha. Thơm thơm lắm, nghe hoa tàn rồi mà vẫn mùi thơm chính xác cô Trúc. Cái này anh chị có thấy là cái bà liễu đó tre xanh. Tre xanh này nó thơm ngày thơm đêm không mấy chị? Tre xanh này có thơm ngày không đêm không? Em hỏi mấy chị á. Theo riêng bản thân em, cái cây bà liễu lá tre xanh này là nó thơm ngày thơm đêm. Nó gọi là cực kỳ là thơm luôn mấy chị. Nó rất rất là thơm. Cái này là em kiểu như em bán cho mấy chị mà về em chị chia cho hàng xóm nè. Bà liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm. Em báo cái giá mấy chị nói trời ơi, nhỏ này sao nó bán giá này luôn nè mấy chị. Lấy cho em cái khay để lên kìa. Ừ, lấy cái khay để lên. Em bán cái giá này cho mấy chị là cảm giác như thật sự mấy chị. Là anh chị mình mua lần mười mấy, 20 cây, 30 cây luôn á. Em bán cho mấy chị combo 10 cây. Cái giá này từ hồi trước tới giờ, trong sự nghiệp bán lan của em 4-5 năm nay, chưa bao giờ em bán cho mấy chị với mức giá này. Chưa bao giờ em bán cho cô chú anh chị mình mới mức giá này. Combo 10 cây bà liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm, bán cô chú chị mình 200 ngàn. 200 ngàn 10 cây, 200 ngàn 10 cây nha anh chị, chứ không phải là 200 ngàn 3 cây hay là 200 ngàn 4 cây. Anh có một chậu bà liễu lá tre nó thơm lắm, hoa gần tàn rồi vẫn còn thơm. Nó thơm lắm, cánh hoa dày leo tàn. Cảm ơn chị. Thơm lắm nghe, thơm thơm lắm nghe, hoa tàn rồi vẫn còn thơm. Thật sự rất là thơm mấy chị. Em cho mấy chị coi 10 cây thôi nè. Thơm một cây lắm đúng không? 10 cây. Em đi là bơi 10 cây, không có đi lẻ. 10 cây 200 ngàn. Bà liễu lá tre xanh đổi màu, bán cô chú chị mình 10 cây 200 ngàn. 20 ngàn một cây chưa mua được cây giống. 20 ngàn một cây chưa mua được cây giống. 10 cây 200 ngàn. Dòng này em nói thật với chị, cái lô này là có lô bà liễu lá tre xanh cuối cùng, sót lại cuối cùng của nhà vườn, bán cho mấy chị giá thanh lý 20 ngàn một cây là có lô sót lại. Đi tất cả, hầu hết tất cả nhà vườn khác không bao giờ có giá này. Bà liễu lá tre trước giờ người ta bán rẻ lắm cho chị mình, là 3 cây 220, 3 cây 200 ngàn, rẻ lắm là 70 ngàn một cây. Cũng ít khi nào nhà vườn bán 50 ngàn một cây luôn. Em bán cô chú chị mình 10 cây 200. Một combo 10 cây. Cái giá này u là trời, lúc trước mua chị mua 3 cây 220. Bây giờ em bán cái giá này, cô chú chị mình tắp tin. Tắp tin bà con cô bác vô, không có gặp đơn tối được. Chào lên ơi, lên đâu mới em. Tắp bà con cô bác vô giùm em. 10 cây 200 ngàn, không nói đùa, không nói điêu. Không đùa, không điêu mấy chị. Không đùa, không điêu. 10 cây 200 ngàn, chốt hốt lẹ giùm em. Em nói nha, em nói cái mức giá này nè, cô chú tìm đâu ra 20 ngàn, 20 ngàn chưa mua được cái cây bót này nữa nè. Cây bót này vận chuyển tới Việt Nam của mình 25 ngàn một cây đó mấy chị. Một cái cây bót thế này nè. Đây, huống chi là một cái dòng cực kỳ là thơm đỉnh thế này. Trên nguyên vậy 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 vậy. Em bán là bán 10 cây. Trời, cây này mà còn tơ tiết gì nữa chị ơi. Cây là cây trưởng thành chuẩn bị làm bông của người ta là còn tơ tiết gì nữa. Giờ này mà tơ rồi đó chị ơi. Giờ này còn tơ gì nữa. Thơm cực đỉnh. Tre xanh này thơm rồi, là thơm cực đỉnh nha mấy chị. Bông nó nở gần tàn rồi nè. Nó ra màu trắng rồi nè mấy chị. Cây này nè, 10 cây 200 ngàn, không nói nhiều. Không, không có lấy 5 cây, không có bán 5 cây. Anh chị nào lấy 5 cây, anh chị nào lấy 5 cây bà liễu lá tre xanh đổi màu gộp đơn. Gộp đơn nha. 5 cây bà liễu lá tre xanh đổi màu gộp đơn 130. 5 cây 130. 5 cây 130 lấy 5 cây gộp đơn. Lên số điện thoại địa chỉ cho em nghe mấy chị. Trời ơi, lên giùm em số điện thoại đi. Cho nè, bây giờ em nói hết thôi nha, em nói với chị, đây là cái lô bà liễu lá tre xanh còn tại em mấy chị, em mua hết lô mấy chị ạ. Nó cũng không có nhiều đâu. Cỡ 20 30 combo bay. Có 20 30 combo rồi đó. 30 30 40 combo rồi đó.
mà bán cho mấy chị với cái mức giá trời ơi luôn, trời ơi đất hỡi luôn nè. Đây là cái lô đi hết tất cả các nhà vườn, hiện tại bà liễu rất xanh đổi màu không bao giờ còn. Cái giá bà liễu rất xanh không bao giờ rẻ. Em nói mấy chị bán vui vẻ cho mấy chị cũng được 50.000. Cầm cây này em bán 50.000 một cây bình thường đó với em mấy chị. Tại nó đã rẻ hơn thị trường rất là nhiều rồi. Mà bây giờ em bán 20.000 một cây, không lấy 10 cây thì lấy cái gì? Không lấy 10 cây thì lấy cái gì mấy chị? 10 cây 200. Rẻ 5 cây gặp đơn là bao xếp hả? Trời ơi xăng bữa nay. Xăng bữa nay đắt lắm mấy chị ơi, xăng bữa nay đắt dữ lắm rồi, bán 20.000 cây à. Đây cho coi là bông bà liễu nó xanh xanh nha. Cái giá này là khốt mất luôn rồi em ạ. À. Em bốc cho mấy chị cái giá này là bốc lộn xộn mấy chị nha. 10 cây 200 có cây nó có vòi luôn bốc lộn xộn. 10 cây bà liễu đó trên xanh đổ màu 200, 10 cây về quất giùm em 2 chậu. Chia ra 5 cây chậu giùm em, quất giùm em 2 chậu. Em nói mấy chị đứng cách 30 mét vẫn ngửi được mùi thơm của nó. Thằng này nó thơm ngày thơm đêm nghe cho mấy chị, chứ không phải là thơm sương sương, thơm sơ sơ và thơm nhẹ nhẹ đâu nghe mấy chị. Thơm hay không thì khách chơi mấy chị trước đây mấy chị đã cảm nhận. Nó có đi nhiều vào bông hay không thì anh chị mình chơi mình cảm nhận. Nó có xuyên bông hay không anh chị mình chơi mình cảm nhận được. Khi anh chị chơi nhận được feedback hẳn hoi đàng hoàng, thơm thảo đàng hoàng, ok la đàng hoàng, dễ chăm, dễ chơi, dễ làm bông, thì cô chú anh chị mình mới quay lại mấy chị mua nữa. Còn nếu mà nó không thơm, nó không xiên bông, nó không dễ làm bông, chơi chán là không bao giờ bán một lần một, không ai quay lại mua lần thứ hai. Anh chị có thể công nhận với không? Mà cái giá này 20.000 một cây ok la không? Vậy chứ? 10 cây 200, cứ vậy làm tới giùm em. Em đi 10 cây đó nghe, còn đi lấy 5 cây là nhiêu tiền? 5 cây 130.000 nha. Thơm ok lắm luôn. Đây chốt nè. Chị Su Su trên sân 41 10 cây, 41 10 cây lấy cái gì à? Lấy cái gì đựng mới được thôi, lấy cái thùng đó, lấy cái thùng ngăn mà sao ta đụng cho chị Su Su trên sân 10 cây nè. Lấy cái rổ đựng đi mới được, từ từ nha. 10 cây 200.000. Lấy cái gì đựng á, mỗi cái rổ rồi, cái rổ cho chị chắc vô luôn. Cái rổ không đủ rồi. Hả? Cái là như vậy nè, cứ lấy một cái xe 10 cây thì cứ để thính á. Để vậy vậy đó. Chỉ 10 cây, chưa tới thôi. Đưa cái dĩ ra. Từ từ nha. Lấy cái sọt không để. Từ từ em để cho nó ngăn cách nhau cho nó dễ mấy chị, 10 cây 200.000 có thôi. Anh chị nhanh tay, còn có nhiều đâu mấy chị. Mà phải cái gì đó để lên, lấy cái ghế để lên nó luôn. Cái để lên nó chị để chắc lên đó nè. 10 cây 200 nha, từ từ. Chốt đi không có nhiều đâu. Em nói mấy chị tìm đâu ra được cái cây bà liễu đó trái xanh này 20.000. Tìm đâu ra? Đi tìm đâu ra mấy chị? Ok. Rồi 10 cây 200 chốt cho chị à. Su Su trên sân nha, số 41. 41 nè. 41 10 cây. Su Su trên sân nè, 4 cây nè. 4 cây chị. 8 cây để cho nằm luôn đi, tao làm miếng lấy nó mới vậy. 8 cây nè. Có cây nó có vòi luôn nha mấy chị ơi, mà tính lá. 10 cây chị Su Su sân. 10 cây số 41. Cho anh Dũng Đặng. Số 18, 10 cây. Dũng Đặng số 18, 10 cây Dũng Đặng. 3 4 4 7 cây cho anh Dũng Đặng. 7 cây cho anh Dũng Đặng nè. 10 cây. 10 cây bà liễu rất xanh bữa đó màu cho anh Dũng, bà liễu rất xanh đổi màu. Hoa thơm Dũng Đặng 10 cây. 10 cây. Dũng Đặng số 18. Cho chị Lý Ngọc 10 cây. 102 10 cây. Chị Lý Ngọc 10 cây, 3 cây chị Lý Ngọc nè. 3 cây, 10 cây 200 nha mấy chị. 3 cây nè. 3 với 5 là 8. 8 cây Lý Ngọc. 8 cây nè. 10 cây chị Lý Ngọc. 10 cây Lý Ngọc nè, 10 cây 200. Cho chị Túy Aniken 10 cây. Số 100 10 cây. 10 cây là 200.000 mấy chị. Túy Aniken 10 cây. 3 cây nè. 3. 3 với 5 là 8 cây. 8 cây thí anh kem. 8 cây thí anh kem nè. Nè có cây nó đang vòi luôn nha, 10 cây chị thí anh kem. 10 cây 200. 10 cây 200 chị thí anh kem. Chốt cho Mai Đoan 10 cây, 20.000 một cây không đơn giản nha mấy chị ơi. Mai Đoan. Mai Đoan số 101 10 cây. Mai Đoan 101 10 cây. 5 cây chị Mai Đoan. 5 cây chị Mai Đoan. 5 cây, 10 cây chị Mai Đoan. 10 cây 200. Mai Đoan 10 cây, số 101. Cho Hiền Nguyễn Văn, em nhận khách có thông tin đầy đủ nha. Khách không có thông tin em không nhận đơn nha mấy chị. Hiền Nguyễn Văn 103 10 cây. Có cây nó đang
bò luôn chứ bò mấy chị. 4 cây nè. 4 cây, 4 với 4 với 3 là 7. 7. 7 nè. 10 cây. 10 cây tre xanh đổi màu hoa tôm. Chốt cho 200 ngàn Huyền Nguyễn Văn 103 cho chị Sa Nguyễn 10 tôm. Sam ơi, mua đẩy Sam ơi. Ghép phân. Thấy cây đẹp lắm chị Sam ơi, Sam. 10 cây có 200 ngàn là Sam ơi. Đây. 4 cây chị Sam. 4 cây nè. 4 với 5 là 9. 9 10 cây chị Sam Nguyễn. 10 cây 200, 104. À, cho Hệ Bùi. Hệ Bùi ơi lấy. Hệ Bùi lấy mấy cây? Hệ Bùi lấy 5 cây là 130 nha. Hệ Bùi 5 cây có 38, 5 cây. 5 cây Hệ Bùi. 5 cây 130. 5 cây Hệ Bùi có 38. Chị Huệ số 45 10 cây. Chị Huệ số 45 10 cây. Huệ 45 10 cây nè. 4 cây chị Huệ nè. 5 cây chị Huệ. 5 cây cho mình. 5 cây. 5 cây 8 cây. 10 cây. 10 cây cho chị Huệ nè. 10 cây 200 số 45. À, chốt cho anh Lê Cường 10 cây số 105. Anh chị chốt đơn kèm số và địa chỉ cho em mấy chị ơi. Anh chị khách mới nhận thông tin, khách có thông tin nha. Cái này chốt cho Lê Cường 105 10 cây. 105 10 cây nè, 5 nè. Đây, anh Lê Cường 10 cây cho Lê Cường. 10 cây 105. 105 10 cây Lê Cường. Mạnh Tiến, Mạnh Tiến số 93 5 cây. 5 cây là 130 ngàn mấy chị nha. 5 cây là 130 ngàn. 5 cây là 130 ngàn mấy chị. Đây, Mạnh Tiến. Mạnh Tiến 5 cây cho Mạnh Tiến. Mạnh Tiến 5 cây số 93. 10 cây 200 lên xuống gọi địa chỉ cho em nha mấy chị ạ. À. Nguyễn Anh 10 cây. Nguyễn Anh số 106 10 cây. Nguyễn Anh 106 10 cây chị Nguyễn Anh. 5 cây chị Nguyễn Anh nè. 5 cây. Combo 10 cây 200 ngàn. Nguyễn Anh 10 cây. Bà Liễu lá cây xanh đổi màu 10 cây 200 ngàn. Em bán 20 ngàn một cây chưa được cây giống luôn nha mấy chị ơi. Nguyễn Hải số mấy? Hả? 26. Nguyễn Hải 10 cây cho Nguyễn Hải nè. Nguyễn Hải 5 cây chị Nguyễn Hải. 5 cây Nguyễn Hải nè. 10 cây 200, 10 cây 200 các ơi. 10 cây 200. Nguyễn Hải 10 cây cho Nguyễn Hải. Nguyễn Hải 10 cây 200. Em chốt cho chị Nguyễn Tu 10 cây 107. Nguyễn Tu 10 cây. Nguyễn Tu 10 cây 200. Nguyễn Tu 10 cây 200 cho chị Nguyễn Tu, có cây nó nhú vòi luôn nè mấy chị thấy không? Nè có cây nó nhú vòi thế này nè mấy chị. 3 cây nè. 5 cây chị Nguyễn Tu. 5 cây. 10 cây 200 ngàn các ơi. 10 cây 200, 10 cây chị Nguyễn Tu. 10 cây chị Nguyễn Tu 200 nè. 10 cây 200, ship con ký tính tiền mấy chị ạ. Cho chị Nguyễn Tiện 10 cây. Nguyễn Tiện 10 cây. Combo 10 cây 200 ngàn. Bà Liễu lá cây xanh đổi màu hoa thơm. Thằng này đứng 30 mét. Mấy chị cứ cần ghép 2 cây vô chậu thôi. Nè cỡ tầm như này là có bông rồi mấy chị ạ. Nguyễn Tiện 10 cây, Nguyễn Tiện nè. 5 cây cho Nguyễn Tiện. Giá này quá trời rẻ luôn mấy chị ơi. Quá trời rẻ luôn. 120 ngàn một cây xuất sắc luôn. Có cây nhú vòi luôn nè. Nguyễn Tiện 10 cây. Nguyễn Tiện 10 cây 200. Nguyễn Tiện. Cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng 112 5 cây. 5 cây 130 mấy chị ơi. 5 cây 130 nha. Đây. 5 cây cho mình. 5 cây cho mình nè. Chốt cho Ngọc Hoàng 112. Bưởi Tân Triều 10 cây số 111. Bưởi Tân Triều 10 cây. 5 cây cho Bưởi Tân Triều. 5 cây nè. 10 cây 200 ngàn mấy chị ạ. 10 cây 200 ngàn. Trời ơi, có lô cây này. Em hốt quách lô lên quấn quấn. Hốt quách lô quấn cho mấy chị 20 ngàn cây. Nè, 10 cây nha. Bưởi Tân Triều xuống chưa? Nè, thêm 5 cây nữa 10 cây. Nè, Bưởi Tân Triều 10 cây. Bưởi Tân Triều 10 cây. 10 cây 200 ngàn nha mấy chị ơi. Lê Cường có rồi. Cho Hậu lên 10 cây 110. Lên ăn mới chị ơi, em không gặp đơn cũ nha. Cái này là lên ăn mới toàn bộ mấy chị ạ. Trời ơi, cái hàng này, trời ơi. Chị Hậu Len em lên ăn mới, không có gặp đơn cũ được chị Hậu Len ơi. 10 cây chị Hậu Len nè, 245. Hậu Len 110. Đây, 4 cây nè.
5 cây chị Hảo Lan. 5 cây là 10 cây, Hảo Lan là 10 cây 200. Hảo Lan 10 cây, Bích Tuyền 1 con 9 10 cây. Cái giá mà nó là có gì, cái giá mà 20 ngàn một cây thật sự. Em nói chị mua chưa mua được cái giống luôn. 6 cây. 6 cây cho chị à. Bích Tuyền 6 cây. 10 cây có 200 ngàn thôi mấy chị ạ. Đây 10 cây chị Bích Tuyền nè. 10 cây, Bà Liễu lá cây xanh đỏ màu 200, 1 con 9. Nó thơm hơn Bà Liễu xưa rất là nhiều. Nó thơm hơn rất là nhiều mấy chị ơi. Văn Ngọc. Văn Ngọc 10 cây 118. Văn Ngọc 10 cây, chị Văn Ngọc 10 cây 200 nha. 3 cây. Đây có cây nó nhú bò luôn chứ mấy chị. 5 cây chị Văn Ngọc nè. 5 cây. 5 cây nha. 10 cây chị Văn Ngọc. 10 cây. Văn Ngọc 10 cây số 118. 10 cây 200 ngàn. Mười cây 200 ngàn. Nguyễn Đăng chốt đơn kèm số thợ giùm em Nguyễn Đăng ơi. Nguyễn Đăng 10 cây nè. Nguyễn Đăng 10 cây số 120. Nguyễn Đăng 120 nè. 5 cây trên nè. 10 cây 200 ngàn Nguyễn Đăng. 5 cây. 5 cây nè, Bà Liễu lá cây xanh đỏ màu mấy chị ạ. 5 cây. 10 cây cho mình 200 ngàn. Nguyễn Đăng 10 cây 200. Mẹ mập Tiger 20 cây ok cô. Thơm lắm cô ơi. Nè anh chị vào sau coi một bông của Bà Liễu lá cây xanh nè. Mấy chị ghép 5 cây vô chậu này dưới này giùm em mấy chị. Em nói chắc mịch cho mấy chị là thơm bát ngát của khu vườn. Nó thơm hơn Bà Liễu xưa mà. Cây này anh chị nào, em nói mấy chị nếu mà nó không thơm, nó không dễ làm bông, nó không dễ bông á, là người ta không có tiền mua nó đâu mấy chị. Người ta không bỏ ra 7, 8, 90 ngàn, người ta mua một cây 3 cây 120 ngàn đâu mấy chị ơi. Mười cây 200, 10 cây 200 nha mấy chị. Bà Liễu lá cây xanh đỏ màu. Em chốt cho mẹ mập Tiger 20 cây nè. Mẹ mập Tiger số 11320. Có cây nó đang vội luôn đó mấy chị. Nè Bà Liễu lá cây xanh đỏ màu nè. 5 cây cho mẹ mập Tiger. 5 cây. 10 cây. Nè có cây nó đang vội chứ bộ mấy chị. Em đi hốt hết lô cho mấy chị cái giá này chứ ai mà bán cái này cho mấy chị mình. Cây nhiêu rồi? 15 cây cho mẹ mập Tiger. 15 cây. 15 cây, 20 cây cho mẹ mập Tiger. 20 cây, 10 cây 200, 10 cây 200 mấy chị ạ. Thế anh đi kênh có 10 cây rồi. Phương Nguyễn 114 10 cây. Ồ cái cây Phương Nguyễn nè, Phương Nguyễn 6 cây chị Phương Nguyễn. 6 cây. Em nói rồi đó mấy chị. Nè có cây nhú vòi nè. Anh chị mình mua cây bóp thế này nè. 20 ngàn chưa có giá nữa đó mấy chị. Mấy cây đây? 6 cây đúng không? Nè, 10 cây là 200 ngàn mấy chị ạ. 10 cây là có 200 ngàn thôi. 6 với à? 6 với 4 là 10. 10 cây chị Phương Nguyễn 200. Cho chị Nguyễn Anh 10 cây. Anh chị chốt đơn kèm số và địa chỉ giúp em nha mấy chị. Bà Liễu lá cây xanh đỡ màu hoa thơm 200 ngàn, 10 cây 200. Nguyễn Anh 115 10 cây. 5 cây chị Nguyễn Anh. 5 cây. 10 cây chị Nguyễn Anh. 10 cây 200. Nguyễn Anh 10 cây có cây nó đang vội luôn. Hoa Trần 10 cây chị Hoa Trần. Đây nè rớt nè. Hoa Trần 121 10 cây. Nè. Hoa Trần 10 cây chị Hoa Trần. 5 cây chị Hoa Trần. 5 cây. Mười cây chị Hoa Trần. 10 cây 200. Hoa Trần 10 cây 200. Lên địa chỉ giùm em nha. Combo 10 cây 200 ngàn mấy chị ạ. Bà Liễu lá cây xanh đổi màu 200 ngàn. Mạnh Hồng 10 cây. Em nói mấy chị, cây giống chưa mua được 20 ngàn cây luôn á. Cây giống chưa mua được 20 ngàn cây luôn đó mấy chị. Em chốt cho Mạnh Hồng 10 cây nè. 3 nè. 5 cây cho Mạnh Hồng. 5 cây. 10 cây 200 cho Mạnh Hồng. 10 cây 200 ngàn, 20 ngàn một cây. 5 cây cứ 5 cây ra chậu, 1, 1, 6. Cứ 5 cây ra chậu, 2 cây thơm bát ngát vườn.
phó lại phó anh 10 cây mà 17. 20 ngàn một cây nha. 20 ngàn một cây. Phó lại phó anh 10 cây nè. Trời ơi, chị ơi nó đẹp chị phó anh ơi. Nè, 4 cây nè. Ôi, 5 cây. Có mấy cây nó đang nhú vòi luôn mấy chị. Bà liễu nó xanh nó không đi vòi thôi nè. Bởi vì người ta nói cái dòng này xuyên bông mấy chị. Đây cây này còn cáo đi bông dữ nữa. Nè đi vòi nè, đi vòi nè. Đi vòi nè, đi vòi nè, đi vòi nè. Cái dòng này á nghe em nói thật mấy chị á. Nó đi vòi bông rất nhiều. Mấy cây à? 5 cây đúng không? 10 cây 200 ngàn. Đây phố lại phố anh 10 cây 200. 10 cây 200 ngàn phố lại phố anh 17. Bên em con có miễn ship mấy chị ơi. Được thì em chốt anh Thắng ơi. Còn đòi miễn ship là bên em có miễn ship đâu chị ơi. Anh ơi, thanh tí mà 19 10 cây. Giá 20 ngàn cây đòi miễn ship sao được mấy chị. Em chốt em cho chị Thanh Thúy 10 cây nè. Thanh Thúy số 19 10 cây 5 cây nè. Năm cây, 10 cây chị Thanh Thúy. 10 cây 200, cho Diệu Quý số 11 10 cây. Diệu Quý số 11 10 cây. 5 cây cho Diệu Quý. 5 cây. Có cây nó đang vòi nữa chứ bộ mấy chị nè. Để ra vòi hoài nhóc luôn chứ gì, nãy giờ em bóc nhiều vào cây có vòi lắm. Diệu Quý 10 cây nè. Diệu Quý 10 cây 200. Diệu Quý số 11 10 cây. Combo 10 cây 200 ngàn. Ngọc Chi Lâm 47 10 cây. Từ từ Ngọc Chi Lâm ơi. 10 cây 200 ngàn. Siêu thơm. Bà liễu nó cho xanh đỏ màu lạc cực kỳ thơm. 10 cây 200 ngàn. Ngọc Chi Lâm số 47 10 cây. Nè nó đang vội với chị mấy hồi. Dòng này thơm bắt ngát luôn mấy chị ạ. 10 cây 200 ngàn. Ngọc Chi Lâm 10 cây. Ngọc Chi Lâm 10 cây bà liễu nó trên xanh đổi màu 200. Ngọc Chi Lâm số 47. Bên em còn có bao ship mấy chị ơi. Cho chị Phương Kim 10 cây. Phương Kim 10 cây nè. 20 ngàn cây còn bao ship mấy chị. Mua 3 cây 220 người ta có bao ship bao giờ đâu. Mà huống chi là có 20 ngàn 1 cây. 10 cây 200 ngàn bao ship mấy chị. Phương Kim 1 cây 2 10 cây nè. 5 cây nè. Em áo lá chứ có hoa biết gì đâu chị ơi. 20 ngàn cây được có hoa. Em ăn lá chứ không hoa biết. Bỏ ra 20 ngàn chưa mua được cây giống ở đó có hoa mấy chị. 10 cây 200 ngàn Phương Kim 10 cây 200. 1 cây 2. Vàng Hồng Kim nè. Hồng Kim 12, 10 cây 200 ngàn. Lên nhầm số gọi đi, lên địa chỉ luôn Hồng Kim ơi. 10 cây 200 ngàn bà liễu nó cho xanh đỡ màu. 5 cây. Cây cho chị 200. Combo 10 cây 200 ngàn Hồng Kim. 10 cây 200 ngàn bà liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm Hằng Trần. Bà liễu lá tre xanh đổi màu bán 10 cây 200 ngàn Hằng Trần 134 10 cây. Hằng Trần 134 10 cây. 5 cây chị cái gì? 5 cây. 10 cây chị 200 ngàn. 10 cây 200. 124. Tô Huyền Trân số 44 5 cây. 5 cây 130 chị Tô Huyền Trân. Tô Huyền Trân 5 cây. Tô Huyền Trân 5 cây chị Tô Huyền Trân. Mặt bông anh chị vào sau coi chưa có được bông. Số 44. Đây. Đây. Bà liễu lá tre xanh là một cái dòng rất là dễ chơi. Hoa cực kỳ thơm, xuyên bông. Siêu hoa, siêu thơm, dòng này dễ chơi cực kỳ, dễ làm bông. Em nói với mấy chị nó thơm bát ngát, bông quanh năm. Dòng này chịu nắng tốt, nó thơm hơn cả cây bà liễu xưa của mình. Thơm hơn cả cây Mesura của nó. Anh chị đứng cách nó 20-30 mét mấy chị vẫn ngửi được mùi thơm của nó. 10 cây bán với mức giá thanh lý cho mấy chị 200 ngàn. Tức là 20 ngàn một cây chưa mua được cái giống. Hài thơm lắm mấy chơi. Đây mặt bông hoa liễu nó xanh nở màu nè. Rồi chốt tiếp cho mấy chị mình nha. 10 cây 200 ngàn. 10 cây 200 ngàn. Cho Minh Nguyễn 10 cây lên địa chỉ giúp em Minh ơi. Anh chị khách mới lên mang số gọi địa chỉ mấy chị. Minh Nguyễn 10 cây cho Minh Nguyễn. 5 cây nè.
5 cây. 8 cây. 10 cây trên Minh Nguyễn. 10 cây Bà Rịa Rất Xanh đổi màu 200. Em bán giá gì đó chị Tiền ơi, bán mà em mua hết lô mà chị. Em mua hết lô em bán với chị 20 ngàn chưa mua được cái giống luôn. Nguyễn Trọng Diệp 126 10 cây. À chị thấy không, người ta bán 3 cây 10 cây, 3 cây 220 ngàn á. Đây 5 cây. 5 cây 126 nè, Nguyễn Trọng Diệp nè. Anh Diệp thêm 5 cây nữa là 10 cây nè. Có những cây đang bắt đầu nhú vòi chứ mới chịu. Nè 10 cây 200 ngàn. Nguyễn Trọng Diệp 10 cây. 126 10 cây. Chị ơi 10 cây mà đòi có vòi em có lựa chất. Chị đâu chị Hà Phúc ơi. Lấy lá được tìm chất cho. Cho Võ Hiển 10 cây nè. Em bán lá chứ mà 10 cây rồi có vòi ai mà chốt mấy chị. Bóc trúng ai có vòi xui. Bán 20 ngàn một cây mấy chị ơi. Người ta bán 3 cây 220 ngàn lẻ 80 ngàn một cây đó. Cho Võ Hiển 10 cây nè. 5 cây trên Võ Hiển. Võ Hiển nè. Trời ơi cái cây 20 ngàn mấy chị ơi. 20 ngàn. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Rồi giá tinh lý chứ mấy chị thấy không cái cây nè. Quá đẹp luôn. Đẹp 4 cây. 4 cây chanh nè. 9 cây nè. 10 cây trên Võ Hiển nè, 10 cây. Có cây nó như cây đó nhú vòi luôn đó. 10 cây 200 ngàn, mê mập Tiger có rồi. Em đang đọc comment từ trên xuống dưới nha mấy chị ơi. Cho Sơn Phan 10 cây. Em chỉ nhận khách có thông tin số người địa chỉ đầy đủ giùm em mấy chị ạ. Em bán 20 ngàn một cây à. 5 cây trên Sơn Phan. 5 cây cho mình nè. 10 cây 200 ngàn khách ơi. 10 cây 200 ngàn. Từ từ nha mấy chị. 10 cây 200, 10 cây 200. Nè. 6 cây Sơn Phan nè. 6 cây. Mười cây cho Sơn Phan. Mười cây 200. Mười cây 200 ngàn cho Sơn Phan. Cho chị Nguyễn Kiều 10 cây 200. Cái giá này thật sự nó rẻ dữ lắm luôn mấy chị ạ. Có cây nó có vòi luôn á chị Kiều. Nguyễn Kiều 10 cây 200. Nguyễn Kiều 10 cây. Lấy lẻ 5 cây là 130 ngàn. Nguyễn Kiều 5 cây nó là 10 cây chị Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều 10 cây. Xếp con ký tính tiền chơi. Nó cũng rẻ quá đắt đâu chị. Hoa Trần 1-2-1 có chưa ta? Có rồi đúng không? Cho Phạm Trúc 10 cây nè. Phạm Trúc 10 cây, 1-3-1, 10 cây. Nhiều dòng mấy chị em lên từ từ nha. Đây 5 cây cho chị Trúc, có cây nó có vòi đúng không? Dòng này vậy đó chị ơi, nó dễ làm bông lắm. Thơm bắt ngát luôn. Cái nó tơ mà lưỡi xương của mình mà. Cho chị Phạm Trúc 10 cây, chị Phạm Trúc nè. 10 cây 200 Phạm Trúc. Bà Liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm mấy chị ạ. Bà Liễu lấy cây xanh đổi màu hoa thơm 10 cây 200 ngàn. Cho anh Quang Lâm 10 cây. Anh chị em nhận khách có thông tin đầy đủ nha. Nên là lên thông tin giùm em mấy chị ạ. Nè nó ăn vòi mấy chị, có cây nhú bao vòi luôn á. Em bán lá cho mấy chị thôi. Giá 20 ngàn mà quá rẻ luôn. Cái này chốt cho Quang Lâm 133. 6 cây nè. Mười cây bà Liễu lấy xanh đổi màu cho anh Quang Lâm 10 cây 200 ngàn. Cây này thơm khiếp lắm mấy chị ạ. Tinh bích 130 10 cây. Nè mấy chị thơm. Tinh bích 130 10 cây. 5 cây trên tinh bích. 10 cây cho mình. 10 cây 200 ngàn. 10 cây 200. Mạnh Hùng có chốt rồi. Chốt đơn lên xuống gọi địa chỉ giùm em, cũng tin em cũng nhận hàng mấy chị ạ. Minh Nguyễn có rồi ạ. Mạnh Hùng có rồi nha. Mạnh Hùng có rồi mấy chị ạ. Thanh Tâm Trương 5 cây nè. 5 cây 130 ngàn. Anh chị chốt đơn có số gọi địa chỉ 132 Thanh Tâm Trương 5 cây. Chốt đơn kèm số gọi địa chỉ giùm em mấy chị ạ. Thanh Tâm Trương 5 cây cho mình 130 ngàn. 132. Chị Dương Ngọc Hạnh. Đơn Ngọc Hạnh có thôi. Lê Hương Tâm chị ơi. Chị Cao Chi 10 cây. Có số gọi địa chỉ mới nhận đơn được. Cao Chi 10 cây nè. Cao Chi 10 cây. Cao Chi 134. 5 cây chị Cao Chi. Mười cây chị Cao Chi. 10 cây chị Cao Chi 10 cây 200.
10 cây 200. Chị bán hay là bỏ xỉ cả làng hay sao mà 10 cây 200 vậy chàng? Chắc em bỏ xỉ cả làng luôn á. Khoa, chắc chị bỏ xỉ cả làng. Nè, em nói với chị, cái giá này trước giờ mấy chị có mua được giá mà anh chị có mua được 20 ngàn một cây chưa? Không thể nào mà mua được giá 20 ngàn một cây luôn mấy chị. Gọi là không thể nào luôn đó mấy chị. Chị bán hay là bỏ xỉ cả làng hay sao mà 10 cây 100 ngàn? Dễ mua được cái bà liễu lá tre mà với mức giá 20 ngàn đâu mấy chị. Lâu lâu lướt qua cái like này mấy chị mua giùm em đi. 10 cây 200 ngàn, 10 cây 200 ngàn. Cái giá này thật sự mấy chị rất là ok. Có mấy cây lẻ lẻ, dĩ 4 cây đây nè, lấy luôn đi. 10 cây 200 ngàn. Thật sự với mấy chị, nè coi bông đi. Coi bông đi mấy chị à. Thơm lắm, thơm lắm. Anh chị nói với ngồi 10 cây sao trồng hết. Cứ tách ra 5 cây ghép vô chậu giùm em. Em nói chị thơm ngầu ngạt bát ngát luôn. Trời, nó mấy chị biết sao nó đẹp không? Nó là cái màu trắng xanh. Nó chuyển màu cho mấy chị. Nổi bật biết sao cái gì không? Cái lử. Lử của nó là lử tím dạ quang. Lử tím dạ quang rất là thơm. 10 cây 200 ngàn. 10 cây 200 ngàn. Rên mấy cái cây 4 cây chỗ này vô luôn đi Lương ơi. 10 cây 200 ngàn. Nó cái cây đó ừ. Cây đó ừ. Nó lẻ lẻ đó ừ. Chốt vô. 10 cây 200 ngàn. Vậy thôi đó mấy chị. Chốt đi. 20 ngàn là chưa mua được cái giống cái này luôn. 20 ngàn là chưa mua được cái đó giống cái giày luôn đó mấy chị. Mày chốt tiếp nha. Căn ký cô ơi. Hãy bùi căn ký ơi cô ơi. Nguyễn Hồng Ánh 10 cây. Nguyễn Hồng Ánh 10 cây 200 ngàn. Nè anh chị coi nó lọc cái bông đó mấy chị. Em nói thật mấy chị bán 20 ngàn chứ xứng đáng một tiền bát gạo nha. Em bán lá chị mình cái dòng này nó nhảy bông cực kỳ. Chốt cho Nguyễn Hồng Ánh 136 10 cây. Đây Nguyễn Hồng Ánh 136 10 cây nè. 5 cây nè. 5 cây. Nè có cây nó nhú vò mấy chị thấy không. Nè 5 cây nè. 10 cây cho Nguyễn Hồng Ánh. 10 cây 200 ngàn mấy chị ạ. 10 cây 200. Cao chi có rồi, hàng trần có rồi, tính bích có rồi, ghi vi phạm 5 cây 130. 10 cây 200 ngàn. Combo 10 cây 200 ngàn lấy lẻ 5 cây là 130 nha. Ghi vi phạm 5 cây. Nè có cây năng nhú gì không? Ghi vi phạm 5 cây cho mình gặp đơn. 5 cây gặp đơn ghi vi phạm. Số 30. Cho chị Kim Ba 10 cây nè. Kim Ba 10 cây 200. 3 cây, 4 cây, 5 cây chị Kim Ba. Nè nó có bông chứ không có bông đâu mấy chị, nhưng bán lá. Bán lá thôi. Kim Ba 10 cây 200 nè. Kim Ba 10 cây 200 ngàn chị Kim Ba. Kim Ba 10 cây 200 ngàn. 135. Cao chi có rồi, 5 cây 130 mấy chị ơi. Cho chị Nguyễn Ngọc Hạnh 10 cây. Lên giờ men xuống và chỉ chị Hạnh ơi. 10 cây 200 ngàn. Bà liễu lá cây xanh đỡ màu. 10 cây 200 ngàn. 10 cây. 137. 137 10 cây. 137 10 cây cho chị 137. 10 cây 200 ngàn. Lên địa chỉ giùm em mấy chị. Thị Ngọc 5 cây nè. Thị Ngọc 138 5 cây, 5 cây là 130 nha. Nè cỡ này là có vòi được hết trơn rồi chị thấy không? Nè cho này chị Thiên Ngọc nè. Thị Ngọc 5 cây, em bán lá chứ có lựa có vòi, ai đâu lựa có vòi. 20 ngàn còn lựa có vòi mấy chị. Thị Ngọc nè 138. Nguyễn Văn. Nguyễn Văn nè 130. Số 139 5 cây. Bán lá chưa mấy chị, trời muốn chết đây còn lựa có vòi nữa mấy chị. Xỉu luôn có 20 ngàn cây lựa có vòi. Nè 5 cây 130. Chốt cho Văn Nguyễn 139. Cho Đại Dương 20 cây lên địa chỉ. Đại Dương ơi, Đại Dương 140 20. Đại Dương 140 20 cây. Rồi mày thơm bắt ngát mấy chị. Em nói chị rất là thơm. 10 cây có 200 ngàn à. Đại Dương nè 5 cây. 5 cây Đại Dương. 5 cái này 6 cây là nhiêu? 6 với 5 là nhiêu? 6 với 5 11. 6 với 5 11. 11 12 12 13 14 15, 16, 17. 17 cây Đại Dương. 17 cây. 20 cây Đại Dương. 17, 18, 19. 19. 19 cây với Đại Dương. Từ từ em lấy vô cái đó. 19 cây. 20 cây Đại Dương luôn. 20 cây Đại Dương nè. Cho Lê Đức 10 cây. Lê Đức 10 cây. 10 cây 200 ngàn Lê Đức nè. Ok Lê Đức à.
các anh chị em nhận tin các con tin mấy chị ạ. Combo 10 cây bà liễu đó trên xanh đổi màu là 200.000 mấy chị nha. Chốt chanh La Lê Đức 141 10 cây. Lê Đức nè. 5 cây trên Lê Đức. mười cây trên ly lít 200.000, 10 cây 141. Anh Nguyễn Văn Sinh 10 cây lên địa chỉ anh Sinh ơi. Nguyễn Văn Sinh combo 10 cây bà liễu rất trên xanh đổi màu 200.000 hoa thơm bắt ngát luôn đó, thơm bắt ngát luôn đó. Nguyễn Văn Sinh 142 10 cây. Này có cây có bông cậy nó đi. 10 cây trên Sinh nè, 5 cây trên Sinh này nha, 5 cây mười cây bà liễu rất xanh đỏ màu trên Sinh 200.000 combo 10 cây 200, 10 cây 200, toàn vũ 10 cây lên địa chỉ giùm em toàn vũ ơi, toàn vũ 10 cây trên toàn vũ 143 10 cây, 10 cây bà liễu rất xanh đỏ màu 200.000 đây, 10 cây cho toàn vũ 5 cây nè, 5 cây. Okay. 10 cây trên toàn vũ 200. 10 cây 200 toàn vũ. Cho Dung Hoàng Văn 144 10 cây. Dung Hoàng Văn 10 cây. 5 cây cho Dung Hoàng Văn. 10 cây 200.000 mấy chị ạ. Combo 10 cây 200.000 nha. 10 cây cho Dung Hoàng Văn nè. Dung Hoàng Văn 10 cây 200. À, cho Đào Lê 5 cây. 5 cây 103 Đào Lê 145. Đào Lê 5 cây Đào Lê nè. Đào Lê 5 cây. 5 cây 130 chị Đào Lê. 145. Cao Chi có địa chỉ, cảm ơn bà liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm mấy chị ạ. À. Bà liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm, dòng này cực kỳ thơm. Em đang bán mấy chị với rút giá thanh lý là 10 cây 200. Chị đang Ngọc Hạnh 10 cây nè. Trời, cô ăn thích đâu, cô lấy 100 cây sao đâu, cô ăn thích. Có 20 ngàn cây chưa được cây giống luôn, cô ăn thích. Cái bà liễu đó trên xanh này nó không có cao, nên là cô ghép trụ là xuất sắc luôn. Một cái gì đó lựa chọn xuất sắc của cô luôn. Một cái gì đó lựa chọn xuất sắc lắm cô ơi. Hồi nãy giờ con quên, con quên kêu cô vô. Cái này cô về cô ghép vô cái trụ, nó thơm bát ngát luôn. Mà cô 50 cây nha, nó thơm, cái đứng cỡ 100 mét nó còn thơm. 50 cây mà ghép vô chậu 50 mét vẫn còn thơm. Trời ơi, miếng nước rồi trời. Ở đây nè, mấy chị bà liễu trên xanh đổi màu. Đây. Lấy vô cốt tốt qua, nó thích nên quay nữa kìa. Anh chị Đỏ Ngọc Hạnh 146 10 cây. 146 10 cây. 10 cây 200 mấy chị ơi. 10 cây 200. 5 cây chị. Cái này ghép trụ là thầy luôn, quên á. Cái này ghép trụ là thầy luôn đó mấy chị, ngon lành luôn. Ghép trụ là thầy luôn. 10 cây chị. 200.000 Đỏ Ngọc Hạnh. Cô ăn thích 50 cây. Cô ăn thích 50 cây cô đợi con tí nha cô ơi. Nè nó xiên bông mấy chị, dòng này nó không đi bông thôi, nó đi nè. Đây nè. Con ai thích nè, 147 10 cây. Nè được cái rổ đây. Còn cái trụ không? Còn cái rổ nữa không? Ai đưa chắc cái xe, đưa cái xe đây, tôi chắc lên cái xe luôn cho rồi. Chắc lên cái xe luôn. Xe là xe rồi cho cô. Chắc lên cái xe rồi cho cô luôn. Đây. Xe rồ 4 cây cô ăn thích 4 cây nè. Cô là con chơi vô cô cái xe rồ luôn nè. Chuyện qua đây rồi luôn. Qua đây chuyện rồi luôn. Cô ăn thích 250 cây nha. 8 8 với 4 là nhiêu?
12. 8 với 4 12, từ từ chắc cho nó đẹp cái đẹp này. 12. 12 với 12 14. 14 với 4 là nhiêu? 16. 16. 16 nha. 16 cây cho cô nó tích. 18. 20. 20 cây qua nó thích nha. 20. 21, 22. 24 cây. 10 cây 200. 24. 24, 24 với 4 là 28. 28. 28 cây. 30. 32. 32. 32, 32. 34. 35. 35, 35. 36. 36, 36, 36, 36. 37, 30, 36, 38. 40. 40 cây. 40. 42. 42. 44. 44, 44, 44. 46. 48. 48. 48 đúng không? 49, 50. 50 cây qua ăn thích rồi. 50 cây qua ăn thích. 50 cây. Cho chị Phương Võ Ngọc Trân 10 cây. 10 cây 200 ngàn. 10 cây bà liễu rất cây xanh đổi màu 200. Để gì chị? 10 cây 200 mấy chị nha. Bà liễu rất cây xanh đổi màu combo 10 cây 200. Chuyện luôn. Cho chị Phương Võ Ngọc Trân 10 cây 148. Sáu cây với chị. Sáu cây. 10 cây như vậy 200. Bà liễu nó cây xanh đỡ màu cực kỳ thơm 10 cây 200 chị Trân. Xuân Đinh Huỳnh 10 cây ship đăng ký tiền với chị. Chị Xuân Đinh Huỳnh 10 cây 200. Số 149 trời chị Xuân Huỳnh lấy 20 cây sao chị ơi. Cây này thơm khiếp lắm chị Xuân Đinh Huỳnh ơi. Năm cây chị Xuân Đinh Huỳnh. 5 cây. 10 cây chị Xuân Đinh Huỳnh. 10 cây 200. Xuân Đinh Huỳnh 149 10 cây ship đăng ký tiền. Nguyễn Hồng 10 cây nhận thông tin các thông tin nha mấy chị ạ. Cho em chị chất đơn các thông tin nha chị ơi. Cho em số địa chỉ giùm em nha mấy chị. 6 cây. Chốt cho Nguyễn Hồng 150. 6 cây. 10 cây 200 ngàn mấy chị. 10 cây, có cây có gọi luôn á. 200. 10 cây 200, 10 cây 200. Nguyễn Hồng 150. Thị Ngọc có rồi. Đào Lê có rồi. À, để đập bình, nhìn thôi không được. Kiếm cái này đồ cho là đi xương lên hồ 10 cây. Mua đi chị ơi. Cá này góc rẻ luôn. 10 cây. 5 cây chị xương lên hồ. 10 cây 200 ngàn bà liễu rất cây xanh đỏ màu hoa tôm mấy chị ạ. Dòng này cái giá này quá rẻ luôn rồi. Giá này quá rẻ luôn mấy chị. 10 cây 200, xuống lên hồ 10 cây. 5 với 5 là 10. 10 cây trăm trên địa chỉ luôn nha. Lâm Tuyến 32 mấy cây luôn. Ba có chưa? Lâm Tuyến 10 cây, số 32 10 cây. Hết xin dạ. Còn được mấy combo nữa hết mấy chị ơi. Lâm Tuyến 10 cây 200 nè. 5 cây chị Lâm Thúy. 5 cây. Nó có cây nó có vòi luôn chứ bộ. 10 cây chị Lâm Thúy 200. Combo 10 cây 200 ngàn Lâm Thúy 10 cây. Ship đăng ký tính tiền khách ơi. Ship đăng ký tính tiền. Chị Lai Lý Ngọc có rồi. Phạm Thanh Toan, Phạm Văn Toan 10 cây. Mặt bông anh chị vào sao chưa thấy được bọc hoa của bà liễu nó xanh ở màu. Thơm khiếp. Còn được mấy combo nữa. 5 combo cuối cùng nữa khách ơi. 5 combo cuối cùng nữa. Bà liễu lá tre xanh đổi màu hoa thơm. Combo 10 cây 200, 10 cây 200 ngàn. Đây, giá này khỏi nói có rồi mấy chị ạ. Ai bán mấy chị 20 ngàn cây đâu. Phạm Văn Toanh 152 10 cây.
cây cho mình. Mười cây 200. Phạm Văn Canh 10 cây 1.2. Võ Nhật Linh 1 combo 1.53. 10 cây 200 ngàn. Nhật Linh 10 cây, Nhật Linh 5 cây. 5 cây nè. 10 cây Nhật Linh 200. 10 cây 200 ngàn. Bà Liễu Trái Xanh Lửa Bầu. Lên cho em địa chỉ nha. Chị Nguyễn Lệ 10 cây 1.52. Nguyễn Lệ 10 cây. Nguyễn Lệ 10 cây nha. Nguyễn Lệ 10 cây, 5 cây trước chị Lệ ơi, chị Lệ ơi. 1.54. Mười cây cho chị Nguyễn Lệ 200. 1.54 mười cây. À, Tăng có số điện thoại, có địa chỉ, cảm ơn ạ. À, cô ai thích 100 cây luôn hả? Ok cô. Đây lấy cái này luôn, đây luôn. Còn khỏi dơ cho cô ai thích. Còn khỏi cô dơ cô nha, để lên cái đây. Nè. 2 3 cắt vô đi. 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26 29 30, 31 32 33 33 34. Ê, được gắn luôn 35 cây. 35 cây, tự chọn 15 cây. Cây luôn này luôn. 35 cây, tự chọn 15 cây qua thích nha. Rồi hết, nhưng mà chốt dư vài combo cho. Để lỡ trường hợp may ai không gửi được hàng. 35 cây. Rồi chốt nha. Chốt dư nha mấy chị. Em đã bán hết cho mấy chị một vàng nè. Cho mấy chị coi nè. Đây là cái vàng mà Liễu rút ra từ trước ra sau. Đây là nguyên cái vàng từ trước ra sau. Nó bán hết nguyên một vàng cho mấy chị rồi. Em đã bán hết nguyên một cái vàng này cho mấy chị rồi đó. Đó, em hút bên lô lên là em đã quyên một chàng này rồi. Giờ chỉ có chút dư thôi nha. Chút dư là sao, giống như bay ai khu vực không gửi được hàng là sẽ gửi cho người đó nha mấy chị. Vậy nha, hết rồi đó. Chút dư. Chút dư chị Hà Nguyễn 10 cây 1.55. Đây, cho chị mỗi ghế luôn. Nhanh đi luôn. Chút té lên bây giờ. Chút dư cho anh Vũ Văn Lộc 5 cây 1.56. Chút dư cho anh Nguyễn Chính 1.57 10 cây. Chốt dư chị Huỳnh Hương 1.58 5 cây. Chốt dư chị Cẩm Linh Trần 1.59 10 cây. Em chốt anh áo đen hả? Xếp luôn. Xếp luôn. Chốt dư chị Thu Hà Đỗ 10 cây 1.60. Chốt dư chị Huỳnh Ngân 1.61 10 cây. Chốt dư chị Lê Thiệp 1.62 10 cây. Nghĩ mệt chốt đi, chị nghe em thở mà chị muốn mệt theo hả? Trời ơi. Trời muốn xỉu luôn đó chị. Hết rồi. Chốt dư rồi đó. Cảm ơn chị Lan Hoa nhiều. Chốt dư Nhung Cao hả? Chung nhau cao lên số thoại lên chốt dư chứ hết rồi đó. Rồi xin 5 phút nghỉ ra giải lao mấy chị. 5 phút giải lao. 10 cây bà Liễu ra xanh đổ màu bán với giá 200 ngàn. 10 cây 200. Nhung ơi, chị Nhung Cao lên số thoại em chốt dư cho. Lên cho em địa chỉ nha mấy chị. Em đã bán hết vàng rồi đó. Chị em thở xin tì 5 phút mới chị bán tiếp. Giá như vàng tiêu bán 10 cây 200 hả anh ruột? Ê ơi quỷ, quỷ yêu nguyệt. Trời ơi chưa được cái giống nữa quỷ yêu nguyệt. 20 ngàn chưa được cái giống đó ơi khoa. Trời ơi bán 10 cây 10, bán 10 cây mà 200 ngàn chắc bán thêm 10 miếng đất nữa bù vô đó. Ok, tài lê 10 cây chút dư nè. Tài lê 10 cây 1.63 chút dư 10 cây.
Lại đây. Ở trên cái dạng đó là cái gì vậy? À chốt rồi hả? Chung cao chốt chưa 10 cây, 164. Rồi vậy nha. Ai chốt không chốt lên thì chỉ đi mấy chị em nhận cho. Em thở cái em lên cái này cho mấy chị đó. Còn cái này đẹp nữa kìa. Bây giờ không lẽ giờ ra cái lô Cesaret em bán mấy chị với mức giá này trời ơi hết nước chấm luôn. Cesaret mà cây đang bông nha mấy chị, em bán cái giá này cho mấy chị là không đâu bán được cái này luôn đó. Em nói em bao xô luôn cho mấy chị luôn đó. Em bán cho mấy chị là bán số lượng, không tính giá trị cây, em bán số lượng mấy chị. Mà nhiều khi cái giá này chưa được của chị tỷ luôn. Được cho em 4 cây vàng tiên em tặng khách đây. Ok Nhung Cao cho em địa chỉ nha. Còn chứ từ từ Khoa ơi, từ từ cưng à. Bình tĩnh cưng. Bình tĩnh. Ê, em có cái lô này good job mấy chị. Mà nãy em nói cái lô chớp cho mấy chị đó. Cái lô chớp cho mấy chị mình có hết cây mà cái này không có nhiều đâu nha. Cái này là không có nhiều luôn á. Nè. Cái lô này là không có nhiều thật luôn mấy chị. Xin tầy 5 phút ơi. Xin tầy 5 phút nè. Vô nào Cham. Cham ơi Cham. Ê chứ Hậu, chào á. Cái lô này là gắt lắm Hậu ơi. Cái lô này gắt lắm luôn á Hậu. Cái lô này mà chị thấy Hậu bằng tầy nãy nói nè. Cái lô này gắt lắm luôn á. Cái lô này gắt 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 luôn á mấy chị. Mấy chị lên cho em 140 người đem bán cái lô này cho mấy chị với mức giá rẻ nhất từ trước giờ cho em bán. Có khoảng hai mấy cây à, không có nhiều. Nói gì đó, chứ nói chứ có hai mấy cây à. À như đây hết luôn à. Cho mấy em cho em nghỉ mệt 3 phút mấy chị em vô rồi. 3 phút nha. Nè, trên chớp nè, lên chớp cái này. Mấy cây à? Còn hết ra. Còn chưa tới 300 cây. Mấy cây này có chớp đúng không? Thì đúng xác mấy cây cặn. Mà chảnh cũng vậy. Cây nào mà bán ấy là ở lại cái cây đó là nó lại có chớp. Cây nào bán ấy cứ hàng chớp. Cái gì anh thắng đô trọng. Ai làm chồng của em chắc mệt lắm à. Cái chuyện đó trời ơi giờ giả bộ đi lên chốt đi. Cái chuyện đó anh quan tâm cho em thắng đô trọng. Trời ơi bà, ai chị Trang bắt cái lô này nè. Mấy chị mới nghe chưa? Cái lô này là chết nhiều lắm đó mấy chị. Cái lô này chết nhiều lắm luôn á. Trời kêu lên 130 người, lên 143 luôn hả? Thôi lên 150 người bán. 550 người là có động lực bán hàng luôn. Trời cái lô đó bây giờ chua gom vô lắm mấy chị. Cái lô này thật sự rất là đẹp luôn. Em nói mấy chị bây giờ 4 cây này ghép vô chậu thức phẩm một cái. Đi 5 cây vô chậu thức phẩm một cái là đẹp. Hết nói nổi luôn đó mấy chị. Hết nó nổi luôn cái lô Cesaret đó mấy chị. Nó bông đẹp lắm luôn á. Từ từ. Ngoãn Lê ơi. Cái gì chị Ngoãn Lê vô mua lan em Ngoãn Lê. Vô mua lan đi em bán cái lô này cho mấy chị nè rẻ nhất trái đất luôn. Người ta bán nhiêu bán giá này nè. Còn mấy cây không có nhiều đâu mấy chị ơi. À đây em lên cho cái này cho mấy chị nha. Hello chào chị ông Ngọc Văn. Bán mà thở không trời. Ai lô này xuất sắc. Xúc xích xúc xích. Lên lên này bán với chị mà. Vậy nha, giờ bắt đầu bán. Còn mệt lắm mấy chị. Không nó không có nổi. Nó không có nổi luôn á. Ngày xưa cãi cha cãi mẹ nè. Cho tiền ăn học cũng chịu. Khóc. Khóc. Ngày xưa cãi cha cãi mẹ. Cho tiền đi ăn học cũng chịu. Không chịu ăn học mấy chị. Giờ rồi đứng đây vắng lao quá chị nè. Ừ. Xưa cãi cha cãi mẹ. Cho tiền ăn học sung sướng chịu. Ở trong mát cũng chịu. Giờ đi nắng mấy chị cỡ này nè. À, có bò tím ăn nụ không chị? Thì em đứng lên chống mặt mấy chị cho ngồi thêm 2 phút mấy chị à. Hình như có bò tím đó mấy chị. Đứng lên chống mặt cái ngồi chút nha. Cái lô này nè. Là cái cho lô chớp vàng đỏ 5%. Đứng lên chống mặt thiệt nha.
đứng không sao, giờ ngồi xuống đứng lên cái chúng mặt. Là cái lô chất vàng đỏ 5% chút lên bán này nè. Em bán cái này là rẻ nhất trong hệ cái thế hệ mặt trời luôn nè. Rẻ nhất cái thế hệ mặt trời luôn nè mấy chị. Có mấy cây là nhiều hết lô luôn ạ. Có mấy lô luôn ha. Chị rủ bà chị mua đi, bà nói trời ơi đợi bông chút qua đời người bà nghĩ sao ạ? Ta ra bông, ta ra có cây ra vòi nữa Ngọc Lan Trần. Qua đời bà làm như gì á? Bà làm như qua đời hết sức luôn. Đây, lên cái này cho anh chị mình nè nha. Cái này là cái lô chất vàng đỏ 5%. Mà cái lô này là cái lô mà em nói thật với chị, cây nó đẹp lắm. Mà còn được có mấy chục cây à. Thường á thì thông thường sẽ bán mấy chị với mức giá là 70 ngàn một cây. Vàng đỏ 5% của mình đó mấy chị. Hồi nãy em cho mấy chị coi mấy cái lá sẹt đỏ. Lô này đỏ rặt luôn. Lô này lá đỏ rặt rặt từ từ cái thân đến cái lá luôn, đỏ rặt. Nè bán luôn nè Khoa ơi. Bán 4 cây. Đi combo 4 cây nha mấy chị. Em cho mấy chị coi cái lô này nè. Cái lô này nó sang xịn mịn lắm. Mới chụp cái cây chớp nở dưới vườn nè. Là hình này dưới vườn á. Ỉ vườn dưới mấy chị mới chụp. Nè, đây là cái chớp chuẩn nè. Thường nó sẽ ra hay sẹt thế này. Thường nó sẽ ra hay sẹt cái này cho mấy chị nè, coi nè. Nhìn nha. Cái lô này nó ngon dữ lắm mấy chị ạ. Cái lô này em nói thật mấy chị, nó ngon dữ dằn ngon luôn. Giờ bán 4 cây 220 ngàn được không mấy chị? 4 cây 220 ngàn, lấy lẻ 70 ngàn nó chịu. Mà có trà ba mấy ba cây chứ gì. Cái lô này em nói mấy chị, nói chung là cái lô này là cái lô mà còn có mấy cây thôi. Mà cái thế hệ tâm linh đó mấy chị. Những cây nào mà còn có mấy cây á là nó hay chớp dữ dằn luôn. Cái đó không phải em minh chứng đâu mấy chị. Mà vườn người ta cũng minh chứng luôn rồi. Cái thế hệ mà còn được có mấy cây mấy chị đừng có chê là cây cặn là cây xấu nghe. Cây cặn là cây xấu hoặc là cái cây ấy đâu. Mà cái cây nó còn lại á là những cây nó hay như thế này lắm nè. Vàng đỏ 5%. Vàng đỏ 5% bán 4 cây 200 ngàn. Ấy 4 cây 220 ngàn. Người ta bán mấy chị 4 cây 280 ngàn. Em bán hết mức cho cô chú chị mình 4 cây 220 là cái giá hết mức có thể. Bốn cây 220 ngàn. Bán vậy đó. Đây. Cái này chớp vàng đỏ 5%. Cây nó đôi chặt đôi chẹt thế này. Cái lô này nó ngon dữ lắm, ngon mấy chị ạ. Em lựa lá sọc đỏ không à. Lá xanh nó không bốc luôn. Vậy đó. Chơi vậy đó. Bốn cây là 220 ngàn. Vàng đỏ 5%. Cái này không có 10 cây. Mấy chị bán 10 cây mà. Giá này chết luôn á. Bán 10 cây là chết luôn á. Vàng đỏ 5%. 4 cây 220 ngàn. Lẻ 70 ngàn. Bữa chị chốt một cây gộp đơn cây lai cá sấu 20 ngàn mà. Vậy là chắc hết rồi chị Ruột ơi. Này chốt cho chị Dương Hiệu Nhung. Nhung ơi cái lô này em tâm linh lắm chị Nhung. 4 cây chị Dương Thị Hưng Nhung nè. 200. Vàng đỏ 5% Dương Thị Hưng Nhung. 4 cây 200. Cho chị ghi phạm 4 cây 220 ngàn. Ê 4 cây 220 ngàn mấy chị. Anh ghi phạm 4 cây 220. 4 cây 220 ngàn mấy chị ơi. Cái lô này hết nước chấm luôn. Nè lựa cho anh Ruột cỡ này anh Ruột. Nè anh coi nè. Cây cao luôn không có cây lùng đâu. 4 cây 220 ngàn. Nè. Quá rẻ luôn mấy chị. 70 ngàn cây không đó mấy chị. 4 cây 220 ngàn. Vàng đỏ 5% giúp em. Cái lô này ngon lắm mấy chị ơi. Cái lô này phải lựa dữ lắm luôn mấy chị. Mấy chị đừng có chơi cây cặn của em nha. Cặn của em là cây đẹp đó mấy chị. 4 cây. Dì Khoa có chốt cho Khoa. Khoa 4 cây đi Khoa ơi mệt quá. Nè Khoa 4 cây cho Khoa này lựa nè. 4 cây 220 cho Khoa. Em chào chị Phùng. Chốt cho anh Nhất 4 cây 220. Vàng đỏ 5% anh Nhất 4 cây 220 nha. Vàng đỏ 5% anh Nhất 4 cây cao đẹp nè. Da da không lưỡi không có hàng. Ít bữa đây chị Yến Hoành ơi. Nè mấy chị coi cái cây nữa mấy chị. Trời ơi. Em chào chị Phùng nghe.
4 cây vàng đỏ 5% 220.000. 224 cây. Cho chú Tư 4 cây 200. Cái này là em muốn nói luôn á chị Thư Vùng. Mà coi mấy cô vượng, các anh vượng nói cái cây cặn là hay chết dữ lắm luôn. Anh gột nói là anh gột. Cây cặn là sao anh gột? À, cây cặn thường chết không à. Sao nữa? Cây cặn nó phải tao tao chết không à. Đó, cô nói nha, cái này là cô nói nha. Ừ, đúng rồi, cây cặn là nó hay chết đó. Cây cặn là hay chết lắm, cái là cô nói luôn đó, chứ em nói với chị. Đó. Ta vườn, ta vườn, ta tin người thương mình đó đó chị. 4 cây này chú Tư 220 lên địa chỉ giùm em luôn à. 4 cây vàng đỏ 5% 220.000. Có Minh Anh ơi, có. Lên địa chỉ luôn giùm em chú Tư ơi. 4 cây 220.000. Có mấy cây mấy chị? Ờ cái cây gì trời? 4 cây vàng đỏ 5% 220.000. Lâu này em khỏi nói nhiều mấy cây, lâu này ghiếp lắm luôn á. Còn nhiêu đó hả? Vàng đỏ 5% 4 cây 220.000. Anh chị khách mới lên xuống và địa chỉ cho em nha mấy chị. 4 cây 220.000. Lô này phải nói mấy chị xuất sắc xuất sắc. 4 cây cho Phụng Lê 220. Ai gì? Em nói chị Thư Phụng mấy cây giống như mấy cây đồng tiền á chị Thư Phụng. Em bán ế, em năn nỉ khách, em bán sale luôn á. Không phải nó xấu mà tại vì nó không biết, nó bị tâm linh ấy chị. Mà nở ra cái cây chết thay vì bán cái cây đó 80.000 đúng không? Ra cây chết bán 80.000. Vậy đó. Cây này mới chụp dưới giường nè. Vàng đỏ mới chụp dưới giường nè. Đây. Cái bông này chụp ở dưới giường nha, không có xin của ai đâu. Không có xin của ai đâu. Còn cây này rút trước em chụp nè, nay xẹt cái này nè mấy chị. Vàng đỏ 5%. Vàng đỏ sổ chớp 5% mấy chị. 5% là tỷ lệ sổ chớp của nó đó. Thôi. Lá sọc đỏ dữ lắm mấy chị ơi. 4 cây 220.000. Anh ghi vi phạm 4 cây. Thêm 4 cây nữa ok anh. Vi phạm 4 cây. Bốn cây vàng đỏ 5% 220.000 gộp đơn. Vi phạm 4 cây cho mình. 220 gộp đơn. 4 cây 220.000. Cho chị Lan Nguyễn 2 cây, lẻ là 70.000 chị Lan nha. Lan 2 cây 140 nè. Lan 2 cây 140 cho Lan nè. 2 cây 140. Cho Trần Nga chúc dư 10 trái xanh đỏ màu chị Trần Nga. Vậy đó chị mới chốt được cây đồng tiền chớp của em hả? Chị Thư Phụng mua chúng chớp, Thư Phụng. Chị mua chúng chớp hả? 4 cây 220.000, cây cao đẹp luôn nè mấy chị. Vàng đỏ 5%. 4 cây 220.000. Lô này ngon lành lắm mấy chị mua đi. Cũng kết nè. 4 cây 220.000 vàng đỏ 5%. Lô này cây đẹp. Lên cho địa chỉ luôn đi chú Tư ơi. Chịu khó mà lên cho em địa chỉ. Lên cho em xin cái địa chỉ mấy chị. Quá trời cái lô này. Kết cây nè. Mà lá nó sọc đỏ kỳ đời lắm mấy chị. Vàng đỏ 5% 4 cây 220.000. Cái dòng này người ta tỷ lệ chớp cao lắm mấy chị. Mà giá thành của cây chớp chuẩn bao nhiêu tiền mấy chị không? Biến bán kỳ không à. Bán kỳ không mấy chị. Cây này mấy chị nói yến sao không có chậu bự. Có đợi tới được câu chậu bự bán đâu. Cái dòng này nó có đợi tới được chậu bự bán đâu mấy chị. Có cây này không là người ta đã hốt rồi đó. Chứ đâu cần phải đợi tại chỗ nợ. Đợi tới chậu bự hay là nhú vòi đâu mấy chị. Gần như là không có luôn. Gần như là cái không có luôn mấy chị. Kinh công này nãy chú nói nhiêu ta. Em thở chút với chị mệt. 4 cây vàng đỏ 5% 220 nha. 4 cây này nè. Cho Nguyễn Khoa thêm 4 cây thấy gớm luôn nè. 220.000. Một Khoa nó có ra chớp rồi đó. Nó nói nó quăng
nó quăng gốc mà nó ra chớp và nó mê. Nó mê. Đúng không ba? Mấy cái thứ mà đúng. Thì bốn cây nè, bốn cây cao đẹp luôn nè mấy chị. Bốn cây 220 ngàn, bốn cây cao đẹp luôn nè. Vàng đỏ 5%. Bốn cây 220 ngàn mấy chị. Có chị Thảo Bích ơi, lấy lẻ 2 cây 140. Lẻ 2 cây 140 Thảo Bích. Lấy 4 cây đi 220. Em khoảng được 10 cây nết rồi đó mấy chị. 10 cây nết rồi. Ai lưng lên bán lưng. Giới thiệu khách 4 cây và chớp bằng đỏ 5% đi. Chốt cho Nguyễn Hương 4 cây này chứ là xỉu luôn rồi đó. 4 cây cho Nguyễn Hương lên số mời địa chỉ giùm em nha. Em lựa cho mấy cây đẹp còn được có mấy cây mấy chị. Nè chị coi nè. Anh 4 cây lên giùm em anh Hương ơi. 4 cây vàng đỏ số chớp 5%. Mà mấy cây này em nói mấy chị tỷ lệ nó cao lắm mấy chị. Cây cặn thật sự ra không phải là cây xấu đâu. Nhưng mà mấy cây này số chớp dữ dằn. Người ta bán mấy chị tầm 70 ngàn một cây không đó mấy chị. 3 cây là 200 ngàn á. Em bán 4 cây 220 đó mấy chị. Giá rẻ quá trời rẻ luôn. Anh Nguyễn Hương cho em số mời địa chỉ luôn nha. Bốn cây 220 ngàn, cây cao đều đẹp nè. Bốn cây 220 vàng đỏ 50%. Ê Lương, lên giới thiệu khách đi, bốn cây là anh trưởng chốt cưng bốn cây nữa đó. Cưng lên cưng bán đi. Em hết nói hả? Giờ cưng lên cưng bán là anh trưởng chốt cưng bốn cây nữa đó. Trời ơi dễ à. Chị nói với cưng đó Hoa. Nó không tới được nhú vòi luôn á. Không có được cao luôn á, là người ta đã quất nó rồi đó. Anh Nguyễn Hương ơi, lấy số điện thoại địa chỉ giùm em với anh ạ. Ok, em nhận địa chỉ của anh Nguyễn Hương. Cho anh chị coi bông bằng đỏ. Nó mệt vô số đói mấy chị ơi. Sao mình ăn cơm mình không có thấy mệt, mình ăn mình không có thấy mệt mấy gì. Sao mà làm nó mệt quá chị ạ. Đây. Nó đẹp lắm mấy chị. Dân anh chị Dân biết chơi nhìn vô cái này biết liền. Chị cái giá hả? Kính xịn không? Xịn luôn hả? Cô ăn thích kinh của cô ăn thích hai xe kinh vô cô. Hơi. Và chơi cây vàng, cây chớp vàng đỏ 5% chị Thúy Thanh. Nãy giờ chị Thúy Thanh đi đâu Thúy Thanh? U là trời, chị đã bỏ lỡ qua rất là nhiều vòng lan của em rồi đó chị. Bán 70 ngàn một cây, giờ bán 4 cây 220 ngàn. Hồi nãy giờ chị bỏ qua mấy vòng lan đẹp của em rồi đó chị Thúy Thanh. 4 cây 220 chị được. Chớp vàng đỏ 5% mà cây này. Cái lô này, cái lô mà em nói vét trường á. Em nói những cái lô vét này chớp dữ dằn. Nè, lên cho 10 cây. Cái chèn chị lưng này. Tao mà tao ngồi xuống tao té cái đập luôn. Em chị. Cái mặt gì đâu, cái mặt dữ.
Hả? Hả? Em nói mấy cái lô này em nói thiệt mấy chị nè. Mấy chị đừng có chê những cái lô này của em. Em nói nghe. Trời độ luôn đó mấy chị. Mấy cái lô này là trời độ luôn đó. Em tiễn dữ lắm luôn á mấy chị, giác giác cái tiễn dữ chằn tiễn luôn á. Giờ chỉ có nước lạnh ở đây thôi, đây chỉ có nước lạnh thôi. Mệt mà không nói nổi luôn mấy chị. Lưng nó mắng lưng. Giơ bốn cây đi chị ngoài cho nói nha. Đây. Có gì đâu có. Mấy chị mua mấy chị em nó tiễn mấy chị bốn cây đẹp. Có đâu có. Không có gì có hết trơn. Tại chị em mệt quá. Mấy giờ em tiễn em ruột em lên bán mấy chị. 10 cây 200 ngàn mấy chị. À quên 10 cây 220 ngàn sorry. À quên 4 cây 220 ngàn muốn xỉu luôn. 4 cây 220 ngàn mấy chị vàng đỏ. Ê quên chết vàng đỏ 5%. Đưa cắt kìa. 4 cây đó chỉ giờ tưng lên là chị Kiều Phương Nguyễn chốt 4 cây nè. Nè đưa cho khách coi. Chốt cho chị Kiều Phương Nguyễn nè. Nói đọc. Dạ em chốt cho chị Kiều Phương Nguyễn 4 cây vậy. Kiều Phương Nguyễn 4 cây nè. Chốt ngày cũng đặng. Chốt ngày cũng đặng. Chị Trang. Chị Trang mua không mời em mất nữa chị Trang. Em quá mệt rồi em kêu đó. Chốt chưa chị Thúy Thanh ơi, chốt chị Thúy Thanh 4 cây cao kìa, lựa cho chị Thúy Thanh 4 cây cao đẹp. Em chốt cho chị Thúy Thanh 4 cây cao đẹp luôn chị ơi. Thúy Thanh 4 cây 220 ngàn mấy chị. Vàng tí đỏ 4 cây 220 ngàn. 4 cây có 220 thôi còn được mười mấy cây. Ê quanh cái đây là cái cây. Cây tôi nói nổi. Cái cây là cái cây chốt đỏ vàng 5%. Đỏ vàng 15%. Trời ơi trời được không anh trưởng. Được cái trơn á. Được cái trơn á trưởng ơi. 4 cây 220 ngàn. Cái này là cái cây đỏ vàng chóp 5% cho chị mình. Vô cách coi đi cưng. Nó anh Hùng Văn Văn chóp nè. Để lựa cho anh Hùng Văn Văn 4 cây 220. Hùng Văn Văn nha. Chị chốt cho anh Hùng Văn Văn 4 cây luôn. 4 cây 220 ngàn mấy chị. Cái này là cây chóp đỏ vàng 5%. Tỷ lệ chóp của nó là 5%. Lô này là cái lô giác giường. Nhưng mà những cái cây giác cho mấy chị phải đảm bảo mấy chị là thì là chớp rất là cao. Bán thông thường thì em sẽ bán mấy chị với mức giá là 70 ngàn một cây. 3 cây là 200 ngàn. Còn bây giờ em bán 4 cây 220 ngàn. Chị Cham bữa nay chị Cham chớp là rất là giận chị Cham luôn. Được khách 4 cây đẹp nè. Đưa khách coi. Lá đỏ ghê không mấy chị? Đẹp chị. Quá đẹp mấy chị coi nè. Là lựa cây lá đỏ không luôn đó chị. Nè. 4 cây 220 ngàn. Cái cây là cây chớp đỏ vàng 5% cho mấy chị mình. Đỏ lưng vàng mấy chị 5%, tỷ lệ chớp của nó 5%. Combo 4 cây là 220 ngàn. Nè cho chị thêm 2 cây nè. Nè. Ê chị Thúy Thanh hình như có mà. Thúy Thanh 172 có cây đỏ mà. Có. Có trời ơi chị ruột ơi ruột. Nè. Thích đỏ nhiều đúng không? Thích đỏ nhiều đổi đưa chị 2 cây đỏ chị đổi chị Thúy Thanh nè. Đỏ nhiều á. Thích đỏ nhiều thì đổi lại cho chị Thúy Thanh nè. Số 1 với 2. Em đổi cho chị 2 cây. Đó em đổi chị Thúy Thanh 2 cây đó nghe là tổng 4 cây nha. 4 cây 220 ngàn mấy chị. 4 cây chị Minh Nguyệt Trần lá đổi nhiều kìa. Lựa chị Minh Nguyệt Trần. Minh Nguyệt Trần 4 cây lá đổi nhiều. Bạn đã cho em ruột nè em nói rồi. Đưa từng cây cho khách coi luôn. Cái này đẹp mà. Nè trước mặt tương nè. Ok 4 cây 220 ngàn. Minh Nguyệt Trần em chốt chị Minh Nguyệt Trần 4 cây. Em chốt cho chị 4 cây vậy. Nó lớn nó cưng ruột. Cưng à. Mới có chị nó lớn hơn mới được. Ngại trời ơi ngại ngần gì tầm này. Cái này là cây chớp đỏ vàng 5%. Tỷ lệ chớp của nó 5% nha mấy chị. Lô này em nói thật với chị cây đẹp lắm. 4 cây 220 ngàn thôi. Thôi khách. Nói đi cưng. Chốt mấy chị ơi chứ em không biết nói gì chứ. Mấy chị kêu mấy chị chốt đi chứ em biết nói gì trơn. Đây 4 cây 220 ngàn. Cái này cho anh trưởng chia sẻ luôn á.
cần nào mà tiền chất này cái anh gửi cho anh chia sẻ luôn. 4 cây 220 ngàn mấy chị, cây đẹp. Ok anh ruột, anh cho anh nè, anh Minh Khang coi nè, cho anh chị coi từ cái cây chớp đến cây không chớp nha mấy chị. Ok, Minh Khang mắt kính nè, em cho anh chị mình coi từ cái cây chớp đến cây không chớp. Đây là cái mặt bông của bên em chụp, không có copy của ai nha mấy chị. Kể cả mặt bông cây chớp này là của nhà vườn, không copy của bất kỳ ai luôn. Đây là mặt bông cây đỏ lưng vàng chớp nè mấy chị, người ta kêu nó tỷ lệ chớp nó 5%. Nếu mà chúng chớp cho mấy chị một cây nó mấy triệu bạc luôn. Thường người ta sẽ chơi là chơi ra hay ra sẹt thế này. Sẹt cái này rất là nhiều. Còn nếu mà nó không chớp thì bông nó đỏ tươi, không có sẹt cho mấy chị. Bởi vì người ta nói mấy chị chớp đỏ lưng đỏ vàng, tỷ lệ chớp của nó 5% đó mấy chị. Lô này cây rất là đẹp. Đây là mặt bông vườn chụp không qua, không copy sao chép hình của bất kỳ nhà vườn nào. Không copy nha mấy chị. Nó 4 cây 220 ngàn. Rồi 4 cây đẹp lắm. Hello chị Quỳnh Anh. 4 cây chớp đỏ lưng vàng 220 ngàn. Đỏ lưng vàng thì lại số chớp của nó 5% mấy chị nha. 220 ngàn cây đẹp. Anh chị ơi coi nè. Đây tụi em tiễn cho mấy chị mấy cây lá là lá đỏ như thế này không nè. Lá đỏ là đỏ nhiều thế này không đó mấy chị. Nè chị coi nè. 4 cây 220 ngàn nha mấy chị. 220 ngàn thay vì bán 70 ngàn. 3 cây 200. Thì em bán mấy chị là 4 cây 220 ngàn. Bốn cây 220 ngàn thôi. Cây đỏ lưng vàng chớp 5%, tỷ lệ chớp nó 5%. Cây đẹp cho anh chị mình luôn nha. Chậu này chậu size phi 12. Anh chị thắc mắc tại sao không có hàng lớn với chị? Tại cỡ tầm chừng này là người ta đã bốc hết lô, sức hết lô rồi với chị ạ. Dạ, cây đỏ lưng vàng tỷ lệ chớp của nó 5% mấy chị. 4 cây là 220 ngàn nha, cây như thế này đây. Cây này nói chung là nó đắt lắm mấy chị ạ, chứ không có rẻ đâu. Thường là bán 70 ngàn không à. Thường là bán 70 ngàn một cây không đó mấy chị. Nè chị coi nè. Lựa cho mấy chị gì đi không nè, mấy chị có chốt được không? Cây đỏ lưng vàng chớp 5% mấy chị. Có 55 ngàn cây à. Rẻ rề. Rẻ chán luôn mấy chị. Giá này giá rẻ chán. 4 cây chị Phương Nguyễn 220 gặp đô ok chị. 4 cây chị nè, em lựa cao đều nha. Phương Nguyễn 4 cây 220 ngàn nè. Đẹp nha chị Phương Nguyễn. 4 cây 220 chị Phương Nguyễn gặp đơn, cảm ơn chị. Để đây đi. Ok chị Hoa Ngân. Em cho mấy chị coi từ cây chớp đến cây không chớp nha. Nè lá của nó thường đây đỏ thế này nè. Em tuyển cho mấy chị là những cây lá đỏ như thế này không luôn mấy chị. Đây. Đây là cây chớp hình vườn của chụp vườn chụp ra không sao chép kỳ ai nha mấy chị. Cây đỏ lưng vàng tỷ lệ chớp 5%. Em bán mấy chị 4 cây 220. Thông thường giá này là 70 ngàn một cây. Ây bây giờ em bán mấy chị 4 cây 220 ngàn. Nếu nó không chớp chuẩn thì nó sẽ ra sẹt. Nếu nó không sẹt cho mấy chị thì mặt bông của nó đỏ tươi và lưng của nó lưng vàng rất là đẹp. Thường hay người ta trồng hay sẹt nhiều lắm mấy chị và giá thành rất là cao. Minh Ngọc Trần ơi em xuống rồi. Em có đổi được cho Minh Ngọc Trần. Nó đâu có nhỏ cây đâu. Mà chủ yếu chị biết sao không? Hình như nãy chị comment là lựa chị cây lá đỏ nhiều. Lá đỏ nhiều chị. Đừng có chê mấy cây này, em nói sự lợi hại của nó ghê gớm lắm luôn á. Dạ chưa chị Hai Bùi, chúc một cây cho. 4 cây 220 ngàn. Em lựa lá đỏ nhiều cho mấy chị trời cái cây. Cây đỏ lưng vàng. Chớp tỷ lệ chớp 5%. Nè. 4 cây 220 này coi cái cây này mấy chị coi nè. 4 cây 220 ngàn em cái lô này em ít có bán mấy chị. Em bán mà cái lô này nó đẹp lắm á. Lô này nó đẹp lắm em mới bán mấy chị. Nói chung là cây của chị Minh Ngọc Trần á. Đừng có đổi. Em lựa lá đỏ chị nhiều lắm. 4 cây 220 ngàn. Cây đỏ lưng vàng chấp 5% nha. Còn nữa ít cây này lấy luôn đi mấy chị. Rồi em có được cái lô này mà em đảm bảo mấy chị mình nè. Cái này làng khoa nó mua liền nè. Cái lên báo giá là đâu phải là địa lan, cây đỏ lưng vàng của mình mấy chị. Lên cái này là qua nó mua liền luôn nè. Lấy cát. Lấy cát. Ê lấy mấy cây mặt bông khách coi luôn. Có mấy chục cây rồi mấy chị à. Em đi combo cho mấy chị khách luôn á. Lấy mặt bông vô khách coi chị. 4 cây đỏ lưng vàng này 200 ngàn mấy chị ạ. Quên 220 ngàn. Anh chị nào có chốt thì chốt cho em 4 cây 220 ngàn. Cho khách coi bông.
hai cái đó là 85. Có thùng đó 85, tôi có ghi mấy thùng kia 100, thùng kia 100 hết. Ừ, ý là hai cái xe là 85. Ừ, mà có thùng đó cũng gõ giỏ 85 nữa. Lấy bút lại đi cho tôi. Thùng đi tên, cắt vô đi cái thùng. Ghi tên, cắt vô đi không? Có thùng 85. Thì cái thùng này là 85 của một khách nè. Đang lát ghi tên gì, đang lát ghi tên gì. Không, nó là cái cây đen lô nắng đó chị Hoa Ngân ơi. Em lên cái lô này tẩy có ít không mấy chị. Ít xài ít. Cái này là ít thiệt. Đây là cái cây lai cát chân công, còn cái đó là cái cây vua khỉ. Anh chị biết cái này không? Giờ hiếm rồi, hết giống mấy chị. Hiếm rồi. Cây là cái cây lai cát kinh công, còn kêu nó cây cây vua khỉ. Cái lô này em còn khoảng được ba mấy bốn chục cây thì đâu có nhiều. Nè, có nhiêu đây là cúm nè. Cúm thôi. Hết sạch luôn rồi đó mấy chị. Dòng này đâu còn đâu. Giờ em bán giá này ok lao nè. Em bán với chị tính lá nha. Tính lá, đây cây nó như thế này nè mấy chị. Cây cây đẹp lắm. Giá này là gì khoa nó chút liền luôn nè. Báo giá này khoa chút liền. Nhưng mà cái này cho em 100 view đi, bán giá rẻ mấy chị mình. 100 view mới bán được giá này. Còn không được 100 view là không bán đâu. Em nói với chị em làm giá mấy chị cực kỳ rẻ, dòng này đắt lắm mấy chị ạ. Cây này bây giờ thì thời điểm hiện tại bây giờ 3 cây 220 ngàn không có hàng bán. 3 cây 220 ngàn không có hàng bán nha mấy chị. Nói chung là dòng này nó không còn giống rồi. Còn còn kinh công không chị? Hình như dưới góc kia nó có kinh công á Lương ơi. Cây này nó đẹp dữ lắm luôn á. Chị em lên 100 khách đi, em báo cái giá này. Tuyệt vời mặt trời luôn, cái này là chị Trang nó vô mua luôn nè. Báo giá này chị Trang phải mua luôn á. Nè. Cây lai cát kinh công còn kêu nó là cái cây vua khỉ. Lai cát kinh công còn kêu nó là cái cây vua khỉ nha. Cây này hơi bị đẹp nha mấy chị. Nè, bông nó xuất sắc lắm luôn á. Cái cây bữa nay, cái lai bữa nay là cái cây hơi bị đẹp luôn á. Để em gom hết giá, em báo giá rẻ cực rẻ cho mấy chị mình. Cái giá này không rẻ là không đâu rẻ hơn nè. Cuối giải nó có một lô á. Mấy cây á. Em biết là chị Trang sẽ mua luôn, em biết trước. Em biết trước chuyện gì đang xảy ra luôn á. Chấm phẩy cho em đi mấy chị. Nói chứ, đợi em một phút đi em gom cây vô cái em lên này cho mấy chị. Một phút thôi. Một phút thôi mấy chị, em lên cái lô này cho. Em bao giá rẻ cho mấy chị đảm bảo chị nghe cái giá mà chị mua liền. Hợp lý, vô cùng hợp lý. Trời, rẻ hơn tô mì nữa mấy chị. Cây vàng đỏ có cây lá đỏ không chị? Có chứ anh Tùng nghĩa, có đó. Em lên rồi đó chị Thúy Vân, Thúy Ba, Thúy Âm, chị Thúy Ngân, Phạm Thị, Thúy Hằng, Phạm Thị là em bán 4 cây 220 ngàn á chị Thúy Hằng, Phạm Thị 4 cây 220 ngàn á. Thôi không do em bán nè. Thôi chị Vùng á, thôi chị Tư Vùng bạn bè nhiều mà, Tư Vùng bạn bè nhiều mà. Hết chỗ treo thì mình tặng. Mình cho đi là mình nhận lại được nhiều thứ lắm đó chị Tư Phùng. Cho đi là nhận lại nhiều thứ lắm luôn á. Chị bán nha. Em bán mấy chị em tính lá. Thì lại nó cũng có vòi nhiều á mấy chị. Thấy gì nó cũng có vòi nhiều. Cái này là cái cây lai cát kinh công. Còn kêu là cái cây vua khỉ. Nó 8-9 người đó. 90 người đi bán. 90 người đi bán. Lai cát kinh công còn kêu nó là cái cây vua khỉ nghe, hơi bị đẹp không mấy chị. Có rất ít. 5 cây. Em đi 5 cây kinh công, em đi 5 cây em có đi lẻ nghe mấy chị. Kinh công mà đi 5 cây không đi lẻ. 5 cây em bán mấy chị 150. Còn lấy lẻ thì 50 ngàn, cây là 100 ngàn. Được thì em chốt nha. 5 cây kinh công em bán mấy chị 150. 5 cây kinh công em bán mấy chị 150. Em bán tính giá lá chị mình. Chứ lâu này thì vòi nó cũng nhiều nhưng bán lá. Cây nó đẹp lắm. 5 cây bán 150.
vô đi rồi em chốt cho, từ từ vô đi. Em gom lại hết cái, em gom lại hết kinh công bác mấy chị lần một, đảm bảo mấy chị là không đâu bán được chỗ này luôn. Xuống mấy cây này, xuống cái chỗ này để chắc đây chị đi, chị bớt kinh công. Nó không có nhiều đâu, mấy chị vài chục cây à. Nói chung là còn mấy cây mấy chị vác cho nó hết á. 5 cây lai cắt kinh công là 150. Cái lô cây này không mua là không biết mua cái gì luôn á. Cây nó đẹp lắm, kinh công là cây như thế này gọi là lùm lắm nha mấy chị. Anh chị nào chơi kinh công mấy chị biết là nó đâu quá lùm. Mà cây rất là đẹp nha. 5 cây là 150, 5 cây là 150. Chỉ nhận đơn khách có thông tin. Khách không có thông tin không nhận đơn. Chỉ nhận đơn khách có thông tin. Nên là cô chú chị mình chốt đơn, hoan hỷ lên giùm em số người địa chỉ giùm em. Em bán lá, bốc trúng ai có vòi trúng, nhưng mà nè. Cái lô này cái tỷ lệ vòi nó cũng nhiều nhưng mà bốc lộn xộn, em có lựa được vòi cho anh chị mình. Bốc sao mình bốc sao đặng cho khách thì bốc. Nói chung là vậy đó mấy chị. Nói chung là bốc từ trên xuống dưới thế này có nhiêu đây à. Có nhiêu đây đó mấy chị. Nói vậy đây nè. Cây này mà bán mấy chị giờ 30.000 cây không mốt nữa, coi chốt gì vậy. Nó lầm thế này là bán 30.000 cây không mốt hốt gì. Cây đẹp luôn á. Nè. U là trời. Mà chị thấy vòi nhiều không? Bốc lộn xộn nghe, bốc lộn xộn nghe, từ trên xuống dưới nghe, xô hen nghe. Mình xô hen nghe chứ giờ lựa vòi không tiện kỳ lắm mấy chị. Nè. Em bốc lộn xộn, vô đi rồi bán cho. Vô đông đông đi. Vô đông đi bán cho cây gì không nè. Cây tay gì đi không nè, mấy chị bán 30.000. Mấy chị mua 3 cây 220.000 chưa chắc bằng cây này luôn mấy chị. Chú kia cây 30.000. Vậy đó nè, cầm lên chị khách coi coi. Nói vậy đó. Đó. Chị nghe. Chị nghe. Chị chốt nha. Không có nhiều đâu. 5 cây 150. Gẹo lựa. Cho anh chị coi bông có cây 5 cây 150 đây. Ở dưới kia còn. Mấy chị đem tí, mấy chị em gom lượt một, em lên bóc bán mấy chị lượt một luôn. Bóc đây. Nè. Có mấy cây à, gom lượt một bán lượt một, mấy chị khỏi chạy tới coi lui. 5 cây 150 yến trần mua lại 10 cây chuyển sầu. Lâu kinh công mất giống rồi, nói thiệt. Kinh công mất giống rồi, bây giờ thay thế những dòng lai cắt khác. Nên là giờ mấy ai mà muốn chơi kinh công á, em bán lá nha, mẫu ngập đúng ngập bán lá nha. Chứ em có lựa nở nụ gì đâu. Bán 30.000 cây rồi đợi đợi lựa rượu em không lựa, em bóc lòng xộn nó rồi, được em chốt. Em chỉ nhận khách có thông tin số người chị. Mình thà mất lòng trước đặng lòng sau. Em bán cô chú chị mình 30.000 thôi. 5 cây 150, em bán lá. Nếu bốc trúng anh chị nào có vòi xui. Lá nếu cũng lá cho mấy chị cũng ngon lành chứ có gì trơn nè, nói vậy nè. Cây này ai bán với chị 30.000. Hãy gọi tên em trong đêm nay. Ai bán với chị 30.000 cây. Em gom cho mấy chị là đủ là cái em gom cái này là không còn cái nào luôn á mấy chị. Đây nó nằm đầu non cây. Hả? Đây nè, cây chứ vậy đi không mấy chị. 5 cây 150 nha. 5 cây 150. Vậy đây không mấy chị đẹp không? Rồi lai cắt kinh công mấy chị. Lai cắt kinh công nó sẽ hết giống cho mấy chị, nó hết rồi đó. Bây giờ thay thế những dòng lai cắt khác giống như là vua mèo đỏ nè. Lai thay thế cho chị mình là cây mắt phụng nè mấy chị. Hoặc là cây đại mỹ nhân nè. Nó mất giống. Không còn giống của mình nữa. Bán 5 cây 150. 5 cây 150 chốt nha. Chốt nha, khách cũ thì không cần cho địa chỉ với chị. 5 cây 150.000. Chốt đi chị ơi, cái giá này ok like lắm luôn. Chốt trên Nguyễn Nhất 5 cây kinh công. Nè cây nó gì không nữa mấy chị ạ. Đầu quá trời ok like luôn. 5 cây 150, em bán lá không tính vòi viết chỉ trơn nha. Chị bán lá chị mình. 5 cây 150 cho Nguyễn Nhất 5 cây kinh công 150. Cho chị Kim Trang 10 cây nè. Giá này quá trời ok la, ai bán cây này 30.000 mấy chị. Kim Trang 10 cây kinh công nè. 3 cây. 4 cây chị Kim Trang. Lô này cây đẹp lắm mấy chị. Bán 30.000 chứ cây đẹp lắm. Nè. Mấy cây à? 4 với 5 là 9 cây chị Trang. 9 cây nè. 10 cây chị Trang, 10 cây kinh công chị Trang. 10 cây. Chị Xuân Đinh Huỳnh 149 5 cây. 5 cây 150 hả chị ạ? Nè có cây nó có vòi không, có đâu bắt lộn xộn mà. 5 cây thế này 150 quá rẻ không mấy chị, rất là rẻ. Giá này không chốt sao chốt mấy chị. Xuân Đinh Huỳnh 149 5 cây. Thanh Tâm Trương 132 5 cây quất nè. Em dốc từ ngoài vô trong nha. Dốc từ ngoài vô trong chị mình. Đó. Đây, 5 cây em chốt cho chị Thanh Tâm Trương 150. 5 cây 150.
Thu Trang 5 cây chị Thu Trang 176. Cây nó ngon lắm mấy chị ơi, chứ không giỡn đâu. Nè coi nè, Thu Trang 5 cây kinh công cho mình 150, rất là rẻ luôn. Em bao giá luôn đó mấy chị à. Cho chị Anh Văn Thái 177 5 cây. Lâu này cây đẹp lắm luôn á chị Nhây ơi Nhây. Nè. Nhiều khi có cây đang nhú vòi thế này nè mấy chị. Kinh công này là nó lùm lắm rồi đó mấy chị. Chứ lai cắt kinh công nó có bao giờ nhiều thân đâu. 5 cây 150 chốt cho Văn Thái 177. Nguyễn Linh 94 5 cây. Nguyễn Linh 94 5 cây. Lô này nhận hàng đảm bảo với chị nói Yến ơi. Chị muốn mua nữa cho mà coi thiệt luôn. Chị Nguyễn Linh 5 cây kinh công số 94. Hồng Đào 178 5 cây. Còn nó lùm ngon lành luôn chứ nói với chị. Hồng Đào 178 5 cây. 178 5 cây 150. Lan Nguyễn 168 5 cây. Không có nhiều luôn mấy chị ạ. Nè nó nằm lẻ tùm lum lắm. Đây 5 cây cho chị. 5 cây 150 chị Lan Nguyễn 168 5 cây. Thi Nguyễn số 31 5 cây. Thi Nguyễn số 31 5 cây nè. Thấy chị không có vòi nhú không. Thi Nguyễn số 31 5 cây 150. 5 cây 150. Nguyễn Nhi 5 cây. Nguyễn Nhi nè. Nguyễn Nhi 5 cây số 179. Trời nó đẹp lắm chị ơi. Nè Nguyễn Nhi 5 cây. 5 cây Nguyễn Nhi 150. Em bán tính lá toàn bộ 100% nha. Cho chị Nguyễn Anh 106 5 cây. Cây nhú vội chứ không. Cây kinh công 150. Quá trời đẹp luôn. Nguyễn Anh 5 cây. Số 106 Phương Nguyễn 78 10 cây. Phương Nguyễn 78 10 cây. 5 cây chị Phước trước chị Phương Nguyễn nè. 5 cây nè. 7 cây. 8 cây. Nè, 9 cây. 10 cây chị Phương Nguyễn. Đẹp quá trời luôn mấy chị. Kinh công giờ mắc rồi, mắc giống rồi. Nguyễn Hương 170 có 5 cây chưa? 170 có 5 cây chưa? Nguyễn Hương 5 cây. Còn chị còn. Nguyễn Hương 5 cây. Nguyễn Hương 5 cây kinh công 150. Cho Quảng Lê 5 cây kinh công. Quảng Lê 180 5 cây. Quảng Lê 5 cây kinh công cho mình 150. Cái giải kinh công nằm đây nè anh Giang. 180. Sam Nguyễn 104 5 cây. Lâu này trời ơi nó đẹp chị Sam ơi. 5 cây có 150 quá rẻ luôn mấy chị. Cây này á mấy chị 70 à. Bán 3 cây 220 ngàn mà thị trường không có giống luôn á. Sam Nguyễn 5 cây kinh công 150 nè. Sam Nguyễn 104 5 cây. Cho chị Nguyễn Trinh Xuân 5 cây nè. 181. Này 58 cây là ghi mà. Đây 5 cây nè. 5 cây chị Nguyễn Trinh Xuân 150. 181. Cho chị Hoa Ngân 5 cây lên nhiều em địa chỉ Hoa Ngân ơi. 5 cây Hoa Ngân nè, chị bóc chị. Từ từ nha mấy chị. Hoa Ngân 5 cây. Hoa của kinh công mà đẹp không? Ở dưới kia đó. Đây là một. Trời ơi. Trời quá đẹp luôn mấy chị ơi. 30.000 cây hú hồn chi mén luôn. 4 cây. 5 cây chị Hoa Ngân 150 lên giùm em địa chỉ Hoa Ngân ơi. 5 cây Hoa Ngân 150. Chị Yến Trần 5 cây nè. Ồ có lô này chuyển cầu bán 5 cây 150. Em bán giá này cho mấy chị là anh chị từ chốt chút. Đây là Hoa Ngân 182 nè.
Con này của chị Yến Trần nè, 1.3 nè. Em nói cô chú anh chị mình nghe thế này nè. Riêng về cái cây lai cát chân công á, thị trường nó mất giống rồi. Nó thay thế cho mấy chị những dòng lai cát khác giống như vua màu đỏ nè, lai cát mắt rồng nè, mắt rồng tím dòng mông to mắt phụng nè. Còn kinh công là lâu đời rồi mấy chị, giờ là chỉ còn vài cây thôi à, đâu còn giống đâu. Yến Trần 5 cây 150 nè, Yến Trần 5 cây 1.3. Lê Xuân Thương ơi, bán lá nha, bán lá nghe Lê Xuân Thương ơi, 5 cây 150 nè. Em bán lá của bán bông biết vậy đó nha. Lê Xuân Thương 5 cây là từ từ đi ra ngoài nha, 5 cây 150. thắng. Nó vậy đó mấy chị, bán gì với mấy chị đó. Chả không xỉu luôn. Rẻ lắm mấy chị, giá này nè. Ê Xuân Thương 5 cây nha. 5 cây 150 Xuân Thương, em bán lá nha mấy chị, không bông đâu, 30 ngàn, giá này rẻ lắm rồi. 5 cây 150. Ê Xuân Thương 1.4. Thỏ Lê Xuân không có. Nguyễn Nhất có 5 cây chưa, 79 có chưa? Nghi Phạm số 30 5 cây. Đó, Nguyễn Nhất có chưa ta? Vi phạm 5 cây trên công cho mình. 5 cây trên công. Trời ơi, mặt bông nó biến thiên rồi trời ơi. Nhìn cái màu hoa chị ơi, rất là đẹp luôn. Em bán lá nha, 150. Quy Phan 5 cây trên công cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Quy Phan 5 cây trên công cho mình 150. 150 Vi Phan. Có rồi chị Linh ơi. Cô Nguyễn có 10 cây rồi. Thằng Trần 124 5 cây gặp đơn. Thằng Trần 124 5 cây gặp đơn, lên đi kiếm cho chị Hằng ơi. Còn kinh công không vậy? Ê cái giải bên đây còn kinh công không Lộc luôn. Chị Hằng Trần nè, 3 cây kinh công trước nha. Từ chị Hằng ơi, 5 cây 150 thôi. Có vài cây à, họ giá 30 ngàn rẻ mà. Năm cây kinh công chị Hằng Trần 150. Em bán lá chị Tí Lê được không, chốt Tí Lê. Chứ con nào có bao nhiêu lượng bao chốt đâu. Anh Hiếu 5 cây kinh công nè, Nguyễn Văn Hiếu 5 cây kinh công nè. Em bán lá được chốt quá chị, chứ trời. Chứ là có bao mình đâu có bán được quá chị. Giá có 30 ngàn, người ta bán 3 cây 220 ngàn. Em bán nhiêu 5 cây, 5 cây 150 mấy chị. 5 cây này chốt cho Hiếu nè, 150 nha. 5 cây 186. Cho chị Thanh Tâm Trầu thêm 1 cây gặp đơn. Không phải kinh công. Thanh Tâm Trầu thêm 1 cây kinh công gặp đơn nè. Số 132 1 cây gặp đơn. 186 12. Không có hàng cá mập. Chị đang có một chậu mà bông đẹp quá nên mua thêm hả? Mà dòng lai cát trên công bây giờ hết giống rồi chị. Hết giống rồi. Thanh Trương thêm ma, thêm 3 cây nữa đúng không? Ok chị. Chị thấy không? Em bán lá chứ nó cũng nhú nhú nữa chị coi nè. Thanh Trương thêm 2 cây, tổng 3 cây nè. Số nãy luôn á. Em chỉ nhận khách có thông tin thôi. Khách không có số rồi thì chị em muốn chốt được mấy chị ạ. À? Có lại phố anh 117 5 cây nè. Em chỉ nhận khách có số người địa chỉ thôi. Khách không có số người địa chỉ em có nhận đơn mới chị ạ. 5 cây chị phố lại phố anh là 117. 17 5 cây. Cái chị
chị Đào Lê, Đào Lê để tí chị Đào Lê. Đây cắt con tông là một con đẹp lắm, cho coi là một bông lắm này. À. Mê không? Bò lắm. Giờ dòng này nó mất rồi. Giờ còn ai còn, còn coi trước giờ ai hết là hết luôn nữa mấy chị. Không có giống trồng lại. Dòng này đâu có giống trồng lại nha. Cho chị Đào Lê 145 năm cây. Ừ. Đẹp không mấy chị? Đào Lê 145 năm cây kinh công nè. 150. Đào Lê. Đào Lê 145. Bên em có bao xít nha. Chị Thí Lê em bán lá được không chốt, còn đồ của hoa này em có chốt được. Em có nói rồi. Mai Thơ 5 cây, chị Mai Thơ nè. 5 cây lai cắt kim công 150, trời ơi. Mai Thơ 5 cây. Còn cái giá cây này 30 ngàn cây mấy chị coi nè. Đặng không mấy chị? Rất là rẻ luôn. Em bán lá được thì chị Thí gì đó chốt ok em chốt cho. Chứ chị kia em lựa có bông mít em không lựa chị được. Thay vì người ta bán 75 ngàn một cây, 3 cây 120 thì em bán có 30 ngàn cây à. Đồ có bông nữa thì em không có thể nào bỏ ấy bông được. Em bốc lộn xộn như đây nè. Mai Thơ 5 cây 150 nè. Còn cái mặt hoa đẹp ghê luôn nè. Còn kêu là cây vô khỉ đó mấy chị. Chị coi nó biến thêm bông này nhìn ghê không. Chị Thanh Năm Trương có thêm 3 cây rồi. 5 cây có 150 rồi mấy chị. Giá này ok la lắm luôn á. À. Đẹp không mấy chị? Cái này mà mấy chị lấy 5 cây ghép vô chậu lớn mà chơi rất ok. Tại vì cái dòng này nó dài lâm bông, nó đâu có cao đâu. Lycat là mặt hoa đẹp nhất trong tất cả các dòng nấm nắng. Thí Lê 5 cây trăm, Thí Lê nè. Dạ 5 cây 150 ạ. Địa chỉ cửa hàng ở 25 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Mình muốn ghé lấy hàng thì chiều mai mình ghé nha. Thí Lê 5 cây kinh công 150 chị ạ. Địa chỉ cửa hàng 25 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Nha, nghe khách. Có rồi Thanh Tâm Trương ơi. 5 cây 150, anh chị chốt đơn kèm xuống địa chỉ giùm em ạ. Lai cắt kinh công combo 5 cây 150. Chốt cho Nguyễn Sơn 5 cây kim công để em đi kiếm cho. Còn được mấy cây em vét hết luôn mấy chị. Dòng này không còn nữa. Chị anh Lê Vinh à, anh Lê Vinh Nguyễn Sơn tí nha. Anh chị chốt đơn cho em xin số và địa chỉ nha. Cho anh chị coi là khoa kim công đây. Đây. Em bán tính lá toàn bộ 100% chị mình. Em bán với chị là 30 ngàn cây 5 cây 150. Không đi lẻ. Không đi lẻ khách nha. Anh mất kính mất anh Minh Khang mất kính mình không có số điện thoại địa chỉ em chú có nhận đơn được ạ. Nguyễn Sơn 5 cây. Từ từ đem đi kiếm cho. Em chốt 5 cây đi cho ai ta? Hả? Nguyễn Sơn 190. Được 4 cây đem đi kiếm 1 cây nữa. Nguyễn Sơn 5 cây kinh công nha. 190. Nhanh đi Lương ơi. Nguyễn Sơn nha. Chị cây lọc kiếm không gì cả. Chừng gái cái bông nhẹ nhàng. Ừ
anh đào đi ha. 5 cây. Trời ơi, 5 cây đem chốt Nguyễn Sơn 150. Anh Lê Vinh 5 cây nè. 5 cây 150. Lê Vinh 5 cây la cát trên công cho mình 150. Chị thì tuyệt bành 5 cây. Tuyệt bành để tiếng đi kiếm thì tuyệt bành đây. Hả? Hết rồi hả chú? Con rắn con kiếm mà con ghét cho nó hết luôn. Con ghét hết của chú luôn. Thì thật bành 5 cây để em tiếng hả chị thì thật bành. Em chỉ nhận đơn khách có thông tin thôi. Khách không có thông tin, không có số điện thoại là em không có nhận đơn nha. Chị thi tuyệt bành. Cây bên đây nó có vội luôn nè chị tuyệt bành. 5 cây 150 chị thi tuyệt bành. Chúc dư nha. Chị Xuân Linh Huỳnh có 5 cây rồi. Em chúc dư. Chúc dư cho khách mà ở khu vực mà giống như không có gửi được hàng á thì em sẽ chuyển qua anh chị mình. Chúc dư cho chị Huyền Đinh Thị 5 cây 192. Em chúc dư chị Duyên Nguyễn 5 cây. Chúc dư chị Cẩm Tú Trần 5 cây. Chúc dư 3 combo nha. Em chúc dư 3 combo chúc 1 ký cho phí ship con ký đến tàn dưới 4 ký 40 ngàn. Trên 4 ký sẽ có 1 phí ship cho chị khác. Nè anh chị ơi, mấy cây này mấy chị hốt cho em đi, nó đẹp quá trời luôn nè. Ba cây vàng đỏ 5%. Chớp vàng đỏ 5% á mấy chị. Ba cây này nè. 4 cây chứ quên, 4 cây đi 220 ngàn. Chớp vàng đỏ 5%, 4 cây 220. Còn mấy cây nữa nè. Phí ship là bên em cầm kinh tí đến tiền. 4 cây này là 220 ngàn. Rồi. Con lô này cây đẹp quá trời đẹp. Thấy cái cây nó lại đắng luôn. Có nhiều cái đẹp lắm nè mấy chị. Mà chăm thở thêm lên cho. Vàng đỏ 5% này là 220 ngàn. Cây đẹp luôn anh chị ơi. 4 cây 220. Bây giờ lên mấy cây lẻ nó đẹp lắm mấy chị. Em có mấy cây lẻ xuất sắc. Em có cây đẹp lắm nè. Một cây duy nhất à. Một cây nhất à. Bao nhiêu gọi lên điểm coi. Sơ sơ 11 vòi hả? Rất đẹp luôn. Cây này cũng 90 vào mấy chị. Cái cây này là cái cây xanh bích quốc dân nè mấy chị. Cây này đẹp thế này nè. Cây này chị nào có chốt chỗ này em chốt mấy chị 2 xị. Có cây một à. Cây này mà ra chọc không cần ghép có bất cứ gì hết, một cây một. Cho coi cái cây này là làm động lực nè. Nó mấy cây à? 5 cây đủ 5 cây không? 4 cây à. Chốt cho chị 192 xuống chưa ta? Nè cho chị Huyền Đinh Thị đi, tự chọn chị 1 cây. Phải đến đây nè.
Thì thay 4 cây, tự chọn cây nha. Nước gói bỏ vô cho. Cho coi cái cây này nè, để mấy chị đẹp tuyệt vời luôn nè. Xanh rút dân cái chậu đó gần cái chục cầu bông mấy chị. Mà trời ơi, anh chị coi nè. Không bao giờ không có bông chơi. Nó nở rồi lại tàn, lại có tiếp tục vào khác chơi. Không thời điểm nào mà không có bông chơi mấy chị thằng này nè. Cực là đẹp luôn. Chậu đó 200 ngàn mấy chị, có chậu một à. Có chậu một cây xuất sắc lắm luôn nghe khách ơi. Một chậu một đúng xuất sắc, không cần nhiều. Cây đó 200 ngàn. Khủng hay không chơi cái cây này để mấy chị biết. Quản Lê gặp đơn 200 cây này. Sao dùa mà nhiều vò lắm chị ơi. Nè Quản Lê 200. Có cái cây này mấy chị, em có được 3 cây tên vàng, hàng xịn. Hàng xịn nha, có được duy nhất 3 cây. Cho coi cái video nè. Cây này là duy nhất 3 cây nha, không bán lẻ luôn nè. Có được 3 cây thôi. 3 cây hàng xịn. Em bán với chị 3 cây 220 ngàn, cây cao luôn, đẹp luôn. Ăn tên vàng nè. Cái này em đưa cho mấy chị mấy cây lẻ nha mấy chị. Lẻ lẻ ăn su nha. Nè coi nè. Ăn tên vàng hàng xịn nha. Ê luôn đây, luôn đây nè. Lô cây này VIP lắm mấy chị ạ. Nè, cao luôn nè, có duy nhất 3 cây. Một cây cao thế này nè, 3 cây 220 rẻ không? 3 cây 220 chốt chị Thí Trần. 3 cây 220 chị Thí Trần nè. 3 cây à. Cho chị anh Lưu Nguyễn 4 cây vàng đỏ 5% cho mình 220 nè. Trời ơi, cây lá sọc đỏ ghê luôn á Lưu Nguyễn ơi. 4 cây vàng đỏ 5% 220 cho chị Lưu Nguyễn. Rồi lên cái này cho mấy chị nè, cái này là lên là kiểu không đủ hàng nha. Đây là 3 cây thạch bảo ngọc. 3 cây thạch bảo ngọc. Dòng này bây giờ hiếm mất giống rồi. 3 cây thạch bảo ngọc này là 180 ngàn. Em có được 3 cây. Chị Huyền Nguyễn chúc chị Huyền ơi. Thạch bảo ngọc nha mấy chị, có được duy nhất 3 cây à. Cái này là mỗi loại có vài cây nha mấy chị. 3 cây 180 ngàn đang vòi. Thạch bảo ngọc nó giống như cây chớp vậy đó mấy chị. Đây 3 cây 180 ngàn, nó là bảo ngọc đúng không? Cây mặt bông cây thạch bảo ngọc nè. 3 cây 180. Vữa cây này ra chậu giá cao lắm mấy chị. Cây này giá cao 70-80 ngàn cây gì đó. Còn lá. Được 2 combo thạch bảo ngọc nha. 2 combo thạch bảo ngọc đang bông. 3 cây 180 ngàn hàng đẹp. Đẹp quá trời đẹp không? 3 cây 180 ngàn chị Bi Nguyễn. Nè chị ơi, cây này giờ mất giống rồi. Còn được 3 cây cuối cùng nữa mấy chị, 2 combo à. 3 cây cuối cùng 180 ngàn. 3 cây thạch bảo ngọc cuối cùng 180. Nó như cây chớp rồi đó mấy chị. Đây có cây chạc chị vòng không đây. Cây này đẹp lắm mấy chị. 3 cây thạch bảo ngọc chốt cho chị Quỳnh Giang. Quỳnh Giang 3 cây. Còn cây nào không ta? Có mấy cây hết rồi mấy chị à? Thầy nó nằm ở dưới đây có 2-3 cây á. Dưới cái gọng xanh nó gọng. Ốc ơi. Không, ở dưới. Còn kìa. Dở lên, dở 3 cây nhỏ lên.
Ừ, dở lên, dở lên, dở lên, dở lên thấy nè. Còn được ba cây nụ đẹp luôn mấy chị. Ba cây nụ đẹp luôn nè. Ba cây thạch bảo ngọc này chốt cho chị Ngọc Lan cần nụ luôn. Nè, vòi nụ đúng nụ chị luôn nè. Ngọc Lan cần ba cây 108 nè. Đây. 4 cây vàng tiêu đỏ viết vòi luôn đó chị, còn sót nè. Cây này đầu lai bán mấy chị không biết bao nhiêu cây luôn đó. 4 cây vàng tiêu đỏ này 200 ngàn. Chốt liền ngay là giờ luôn. Ờ coi nè. Nó đi vòi thế này cho mấy chị nè, xuất sắc chưa? 4 cây này là 200 ngàn vàng tiêu đỏ. Combo này không đẹp không mấy tiền luôn nè. Thơm đúng không? Ủa thơm dữ ta. Giống như hoa hồng xanh 4 cây vàng tiêu đỏ 200. Giống như là cái cây Chanel á. Cây này thơm cáo khiếp lắm nè mấy chị. Mấy cây nè. Nè cây kinh công bỏ vô số số gì nãy nè. Số gì 4 cây nè đó. Đây nè, đây nè. Chục mấy cây. Thơm không? Thơm chứ. Trời ơi cây này thơm khiếp lắm mấy chị ơi. Kiếm cây nữa ơi. Anh chị cái cây là cái cây em không biết tên mấy chị. Nó thơm khiếp lắm. Màu này giống như là màu hồng Chanel mấy chị. Em cứ nó hồng Chanel nghe từ từ. Từ từ đi em có combo em bán cho. Cây thơm khiếp lắm. Em có được 4 cây đen rô nắng rồng xanh hoa thơm. Ý nhất được 4 cây rồng xanh mà nhìn giống như rồng vàng mấy chị. 4 cây 220 ngàn rồng xanh. Liên chốt gì Liên? Liên chốt hồng thơm hả? Liên để tí đi có cây kiếm cho. Bằng tiên hết rồi để đi kiếm cho. Bằng tiên đi kiếm cho anh Minh Hồng ơi. Nè cái này là cái cây đen đâu nắng rồng xanh hoa thơm mới chỉ có được 4 cây nè từ từ. Cây thơm là chú em lên em bán rẻ thôi. Cái, em kêu nó cây hồng Chanel nha, không phải là cây nắng Chanel. Nhưng mà nó là màu hồng Chanel rất là thơm. Cái gì anh Gia Phúc Nguyễn, không anh Diễm Hiểu Trân. Cây rồng xanh hoa thơm mới chỉ 4 cây 220 ngàn. Đen đâu nắng rồng xanh em bán mới chỉ 4 cây 220 nè. Combo hồng thơm đúng không? Chị Liên trước, chị Liên. Đây, cái này là cái cây hồng nè. Cho chị hoa hồng xanh nè. Hồng Chanel hoa thơm nè. 4 cây, 200 ngàn luôn, bán gì đó. 4 cây 200 ngàn là kiếm có mấy cây à. Cái này là cái cây màu hồng Chanel hoa thơm. Đang ngồi đủ nè. 4 cây chị hoa hồng xanh 200 ngàn. Hồng Chanel nè. 4 cây 200. Tiên lý gì Liên không hiểu Liên ơi. À chú Ngọc Liên, ờ 4 cây không ạ? Cái 4 cây luôn nha chị Liên. 4 cây đi dễ tính tiền coi. Cây thơm lắm nha mấy chị. Cái màu này em không biết tên. Nè 4 cây này 200 ngàn chị Trương Ngọc Liên nè. Cái màu hồng Chanel hoa thơm nha. Màu đẹp không? 200. Chốt cây chị Huỳnh Hồng Diễm 4 cây 200 nè. Còn vàng ơi, giúp em ơi. Đây 4 cây 200 ngàn cho chị Diễm nè, 200 ngàn. Thảo Lan lấy lẻ 1 cây 60 ngàn, gặp đơn đi Thảo Lan. Thảo Lan 1 cây cho mình đang vòi là 60 ngàn nha, gặp đơn nha. Thảo Lan ơi không ai. 4 cây hồng Chanel. Nó không phải là cái Chanel xưa của mình nhưng mà nó là màu hồng Chanel. Thơm lắm á chị ạ. 4 cây 200 ngàn cho Võ Phương Dung nè. Cái màu này em trói em cũng chưa có bán mấy chị ạ. Thiệt là chị.
dù nó là cái nắng thơm cũng bán rẻ cho mấy chị nào. Vỏ phương dung 4 cây 200, 4 cây 200 ngàn vỏ phương dung. Ngọc Lan chốt gì? Ngọc Lan Trần của Thạch Bảo Ngọc mà, có chốt Thạch Bảo Ngọc luôn đang Trần mà. Để em đi kiếm Thạch Bảo Ngọc cho từ từ. Nguyễn Hương 4 cây hồng Chanel, 4 cây hồng Chanel cho mình 200 ngàn, cho Nguyễn Hương 200 nè. Cho chị Tiên Lan 4 cây. Thầy còn không vậy? Em bán tính lá nha mấy chị, dòng này bán tính lá nha, lấy giống nha mấy chị, nó thơm lắm, em cứ biết tên nó luôn. Em kêu nó là em bán lấy giống tính lá nha, dù nó có bông nhưng bán tính lá chị mình nha mấy chị. Kiếm cho em cây cho chị Tiên Lan ơi. Chị là chị tên giàu hả? Không phải. Từ từ nha, thiếu cây chị Tiên Lan, để em tí chị Tiên Lan đi. Hay luôn, kiếm chỗ này ra đâu luôn, cây này đâu? Hết luôn hả? Mấy cây à? Mấy cây à, từ từ em lên cho. Cái này thập cẩm nhưng mà đẹp lắm mấy chị, em nói thiệt. Cây này mờ lem lắm mấy chị. Cây mờ lem nè. Cây là cây chúp lem nè. Chúp lem này 100 ngàn cây một. Ấy giống nha. Cây mờ lem. Cây chúp lem á. 100 ngàn. Cây một à. Chúp lem. 100 ngàn. Ấy giống nha. Vậy cái kia lấy giống đó. Chúp lem. 100 ngàn. Còn hồng cho đeo không? Ừ lấy cho chị cây lùm đi. Hết giống rồi. Hết cây rồi. Nè chị Tiên Lan nha. Tiên Lan 4 cây cho chị Tiên Lan 200 nè. Chốt đôi chân non 100 ngàn. Chốt thêm gì đó nghe chị đôi chân non. Rồi đi kiếm cái này cho. Chị Lan Nguyễn ơi, có 1 cây hồng Chanel này chị Lan Nguyễn nè. Đưa đây còn cây này tính chị Lê Lan Nguyễn 50 ngàn luôn. Thay vì lẽ 60, còn cây này bán tính chị Lan Nguyễn 50 lấy giống nha. Nè, chị Lan Nguyễn cái cây hồng Chanel là 50 ngàn. Lan Nguyễn ơi, chị Lan Nguyễn hồng Chanel hoa thơm. Một cây nè. Đủ 5 cây chưa? Nè hồng Chanel hoa thơm mấy chị 4 cây 200 nè. Lấy giống ngay dòng này thơm khiếp lắm á. Thơm ngọt ghê mấy gì à? Hả? Hồng xanh thêm 4 cây hồng Chanel chị. Hồng xanh là gặp đơn 200. Hồng xanh 4 cây. Giống này giống mới em cũng biết tên mấy chị. Thành Bảo Ngọc còn không vậy? Lựa cho chị thêm 3 cây vàng tiên đấy. Chưa chút hết đây. 3 cây vàng tiên cao đẹp của rồi. Từ em ra đây em bóc cái này cho mấy chị, cái đó mình đâu ta? Cái đó mình đâu ta? Em đi bóc cái này cho mấy chị không đẹp lấy tiền nè. Cái này em có được 4 cây rau rồng. Anh chị chốt biết rau rồng cái gì hàng xịn đó. 4 cây rau rồng duy nhất 200 ngàn. Rau rồng. Rau rồng là thằng hiếm lắm nha. Bông màu vàng không tím đâu nâu á mấy chị. 4 cây rau rồng đang vòi 200. Giống này đâu có đâu mà đi bông khiếp thiệt á. Nè cho một con bông cây rau rồng. Có 4 cây rồi nha. Rau rồng chốt chị Hiền Thanh luôn. Cây đó đẹp lắm Hiền Thanh. Em có rồng xanh thôi, rồng xanh mà bông giống như vàng vàng, như rồng vàng. Hiền Thanh sâu nè. Cái đẹp luôn á.
200. À, cái cây là cái cây bùa đỏ này, em lấy bọc bông có bán. Này là cái bùa bỏ đỏ bán không giờ mấy chị nè. Mà đấy, cây này là mật bông không có bán. Bây giờ bán mấy chị cây lá đâu có bông nở đâu, đây có bông nở nè. Bán mấy chị chuẩn giống vậy đó. Cây đâu có bán đấy, mật bông. Bây giờ bán mấy cây bùa đỏ đâu có bông đâu, đẹp không. Bởi cái cây là lúc thời điểm nó về mấy chị, chị Thảo Nguyễn chỉ mua 3 triệu hay là 4 triệu hay 2 cộng á. Cây bùa màu đỏ là cá bùa đỏ được quyến bông á, xinh giống. Cái này lấy là mật bông nha mấy chị, thôi nhiều khi bán không tin, nó bán sai mật bông. Em có combo này làm ngon lành lắm nè. Hả à, cô đó chưa? Chưa đâu, từ từ đi. Nào không có, em lấy cái đó một bông. Đây nè. Ba cây này là ba cây xanh bích quốc dân nè mấy chị. Hàng bự nha. Ba cây. Đâu? Đâu? Hai cây xanh bích quốc dân, một cây vàng mai và một cây râu rồng. Đây, đây là cái cây râu rồng nè, một cây râu rồng nè, một cây vàng mai hoa thơm, hai cây, hai cây xanh bích, con kêu xanh ngọc nè, bốn cây này 200.000 nè, đẹp không? Chốt bốn cây đi, 200 đó. Hai cây xanh bích quốc dân, một cây vàng mai thơm, một cây râu rồng, 200. Cái đẹp không? Quá trời lùm luôn mấy chị ạ. À, không có lẻ nha. Lâu là cây tiễn đó mấy chị, bán 70.000 chưa vừa đó. 4 cây này 200.000 một lùm luôn nè. Cho cô Trúc 4 cây 200. Combo 4 cây 200. Từ từ lên cái này cho anh chị mà. Em có một cây kinh đỏ hàng xưa, có cây một à, 70.000 kinh đỏ. Cây kinh đỏ mà hôm qua em bán chậu lớn mà 300 mấy cây mấy chị, mà khách dành nhau chốt mà có 2 chậu á. Cây kinh đỏ hàng xưa 70 có 1 cây một à, đang vội luôn. 70 một cây một à, kinh đỏ 70 chốt cho Ngọc Liên ngập đơn. Có mấy cây đỏ đẹp nè, thổi màu hôm qua tao bán có chờ luôn á chị Thái ơi. Có ai nói năng gì không, ai chữ không, ai chữ không nè. Có cái này đẹp lắm nè chị. Ồ, cái này nó có được 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7 cây thôi. Cây này đắt lắm nè. Cái cây là cây quán long lai nè mấy chị. Quán long lai màu đỏ tươi đẹp lắm. Hết hải sản của Nguyên ơi. Cây quán long lai màu đỏ tươi đẹp lắm mấy chị. Cho coi bông nữa nè. Quán long lai nha. Giờ giống này cũng hết rồi. Nó sẽ khác quán long đỏ xưa của mình. Cho mấy chị con bông cái quán long lai nè. Ủa đâu có đâu. Giờ không còn hình luôn mấy chị. Giờ không còn hình luôn rồi. Cái quán long nó đẹp lắm. Nó là màu đỏ bóng. Nó là vàng vàng. Nè, không còn hình đâu.
nó đổ bóng quyền vàng thế này nè, bán rẻ cho. À, 4 cây 200 ngàn luôn. Dòng này đợt em bán với chị mình là 80 ngàn cây, 3 cây 120 đó. 4 cây 200 ngàn bán lá luôn. Có mấy cây à? 7 cây à? 7 cây thôi, bán lá đó. Cây đắt lắm, giờ không còn giống nữa đâu. Cây bự này bán với chị giá này, trời nó cũng như vòi luôn nè. Bán lá nghe. 4 cây quán long lai 200 ngàn. Có mấy cây à? Đó là cây nắng rặt đó mấy chị, đẹp lắm á. Bên cực kỳ bên, nó sáng đẹp lắm. Chị Hồng Diễm 4 cây. Chị Bi Nguyễn 4 cây. Hết luôn nha. Đang nhú vò luôn nè chị Bi ơi. Giá này rẻ không? Bi Nguyễn 4 cây hết luôn, 200. Có cây hàng xu nè mấy chị. Hàng xu mà lâu đời lắm rồi nè. Cái cây này ngày xưa em bán cho mấy chị kêu nó là cái cây cái gì jasmine helix đó mấy chị. Jasmine helix lâu đời rồi. Thì lâu đời lắm rồi. Đây là cái cây jasmine helix. Hoa thơm nhẹ, bông bền lắm. Jasmine helix. Cây này năm 1800 rồi đó rồi mấy chị. Rất là lâu rồi. Nó là cây nắng rặt luôn á. 60 ngàn nha, dòng này đắt tiền. 3 cây 108. Hết cuốn lông rồi. Có 5 cây thôi 60 ngàn, lấy nhiều cũng bán 60 hết trơn. Cây jasmine helix lấy giống, thằng này siêu bông. Nó đi bông khiếp lắm bây giờ. Mấy cây vàng mai vàng đỏ của mình là không sao dè. Jasmine helix nha, 3 cây 180 ngàn. Cây chuyển trần 4 cây nè. Chuyển trần 4 cây chuyển trần nè. Hàng này hàng xu. Còn được con cây nè, 60. Còn đây nè. Ủa? 2 cây mới chị 120. Ê, đẹp không? Nè, Helix Jasmine mấy chị, sorry. Tên của nó là Helix Jasmine. Rồi nhớ rồi, đẹp không? Helix Jasmine nha. Nó là cây Helix Jasmine, Cao Nguyễn một cây nè. Cao Chi chứ quên. Tên của nó là Helix Jasmine mấy chị. Lâu đời lắm rồi, hàng này đẹp lắm. Em bán tính lá cho mấy chị nha. Cao Chi 1 cây 134. Thảo Nguyễn 1 cây. Thi Nguyễn chứ quên. Thi Nguyễn 31 1 cây. Trương Ngọc Liên 1 cây. Trương Ngọc Liên 1 cây. Trương Ngọc Liên 200 còn được 2 cây à. Không có đổi được chị Thảo Lan ăn nghỉ giùm em. Thảo Lan ơi, lấy thêm giùm em đi. Em không có đổi được chị. Tại vì xuống nhiều người ta đóng cái thùng hết trơn à. Không có đổi được. Nè, nó chuyển màu đẹp lắm mấy chị. Còn được 2 cây nè. Helix Jasmine nha mấy chị, Helix Jasmine. Còn được 2 cây 120 giống như đắt lắm, lâu đời rồi. Hàng xưa đó. Cho chị Thí Trần 1 cây nè. Không có đâu. Khác. Cây huyết long là đã tròn. Còn không lẽ em bán lan 4 năm mà em bán sai chị Bi Nguyễn sao? Cây huyết long đỏ là cái lá tròn, về nhìn cái lá này biết liền. Còn cái dòng này lá nó dài. Bán lan 4 năm rồi bà. Cây huyết long, tao biết cây huyết long. Còn cây đỏ lông vàng, tao bán đỏ lông vàng. Bán tào lao quánh thì chết luôn ạ. Bán tào lao khách quánh thì chết luôn á. Còn được cây 60 ngàn gặp lên. 60. Đầu tiên. Đâu rồi, nãy mất con mấy cây. Thằng này đỏ lấy 4 cây 200 ngàn nè. Ừ, lựa cây nhiều rồi. Nè, 4 cây này ngon hay là luôn nè, vàng tươi đỏ 200. Nè, cây này 22 không nè. 4 cây 200 ngàn, em bán đầu lai nhiều lắm mấy chị. Em ghét được mấy cây em cho mấy chị nữa nè. Vàng tươi đỏ 4 cây 200 ngàn. Được rồi. 4 cây vàng tươi đỏ 200. Có mấy cây rồng rồng nữa mấy chị. Đây đây nó đang nhú vòi cho nó nè. Thằng này xiên bông dữ dằn xiên bông. 4 cây vàng tươi đỏ 200 ngàn. Bán vậy đó mấy chị. Lẽ 60 ngàn cây gặp đơn. 4 cây vàng tươi này 200 ngàn nha.
Phương Dung trước cây 60 là cây Đức Cho Minh đúng không? Đức Cho Minh cây 60 nè. Cây này đâu ra? Đây phải gì đấy đây? Họ Phương Dung cây Đức Cho Minh 60 chút không đơn em nha. Cho chị Cao Chi một cây vàng tươi đỏ lấy bao nhiêu chị nha? 60. Cho combo này không đi lẻ nè. Cho cây này siêu vòi luôn nè mấy chị. Ôi cái cây này ba cây ghép vô chậu lên vậy ra nè. Em nói mấy chị ba cây ghép vô chậu là như vậy rồi nè. Nè, ba cây mà anh chị ghép con chậu là như thế này rồi nè mấy chị. Nó xuất sắc dữ lắm luôn á. Combo 4 cây này bán 200 ngàn luôn, không đi lẻ nha. Rồi lên nào thiết kế một cái đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Anh chị coi nè, biết không mấy chị? Xuất sắc lắm nghe mấy chị ơi. Bốn cây này chốt chị Sơn Linh Hoành luôn. Gặp đâu? Người ta bán 70 ngàn, em bán 4 cây 200 đó mấy chị. Nè đây là cái rau rồng nè mấy chị. Cái thằng rau rồng siêu bờ bông nè. Nhớ nó chưa? Rau rồng siêu bờ bông nè, 4 cây 200 nha. Giờ không dễ tìm được cây rau rồng đâu mấy chị. Bữa người ta bán quăng lô đợt mấy chị là kiếm hết, kiếm hết nổi luôn rồi đó. Ba cây rau rồng, 4 cây rau rồng 200 ngàn. Đẹp không? Là cái cây rau rồng mà nó bông cỡ này nè, cho mấy chị gọt không? Nó đi bông cỡ này đó mấy chị, khiếp dí không mấy chị? Xuất sắc luôn. Trời, không có mình, không có ngờ là một chậu đi bông cỡ này đâu. Rau rồng mặt bông nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. 4 cây rau rồng 200 ngàn. Chốt chị Bích Thu 200. Nè. 4 cây rau rồng chị Bích Thu 200 ngàn. Hoa đẹp ha. Còn được hai cây rau rồng luôn mấy chị ơi, 100 ngàn luôn đó. Em không có địa lan trần mộng đâu ạ. Còn được hai cây rau rồng này 100 ngàn. Gặp đôn lưng mấy chị hết luôn rồi. Không có địa lan trần mộng. Cặp này 100 ngàn gặp đơn rau rồng. Còn được hai cây. Về ghép cái chậu thiết kế chơi, thằng này đi bông khủng lắm á. Thanh Phố Ngọc. Trăm ngàn cho anh Thông Nguyễn rau rồng. Em nói rồi, thạch bảo ngọc có lên bông mấy chị ghiền không mấy chị? Nó không nở thì thôi, nở đẹp hơn mà tiêu rất nhiều. Làng xung 3 cây được 2 combo. 3 cây thạch bảo ngọc 180 ngàn. Thạch bảo ngọc nghe nó tia chớp, nó đẹp hơn mà tiêu rất nhiều mà hàng hiếm. Dạ. Ba cây thạch bảo ngọc 180 mấy chị ạ. Thạch bảo ngọc đẹp. Bông nó tia tựa như cái chớp, 180 chút Diễm Phương. Có đây Ngọc Lan ơi. Ba cây thạch bảo ngọc đang vừa nụ luôn, 180 luôn nè. Đang vòi luôn nè. Đẹp không? Ba cây thạch bảo ngọc 180 ngàn. Hoa nở đẹp lắm chị ơi. Thạch bảo ngọc 3 cây 180 gộp đơn. Còn được 3 cây cuối nha. 3 cây 180.
Hả? Bác ơi, ba cây thạch bảo ngọc 180 ngàn. Chị ơi, chị mấy cây trinh vàng không? Thạch bảo ngọc chị Tâm Trương, cảm ơn ạ. Có được 2 cây ru hoa nữa mấy chị ạ. 2 cây ru hoa luôn nha. 101 đi. Rẻ mà. Hiếm rồi, dần giờ hiếm rồi. 2 ru hoa 101. 2 nắng ru hoa 101 giùm em. 101. 2 cây 101. Cái dòng này hiếm lắm mấy chị. 101 chốt chị Thu. Này là cái cây Sisan 3 mà nó lai từ cái Ceres ra mà nó khủng hơn Ceres đó mấy chị. Cây nắng nữa không biết cái thơm không, quên lâu đời rồi. Thơm. Thơm ngọt là khác. 120 Sisan 3, dòng này hiếm có mất giống rồi. Dạ anh ơi, rồng xanh hoa vàng thơm. Sisan 3 mà cái này hôm Chiến Trần chị hỏi kiếm em kiếm cái này là sao á. Chốt 120 chốt chị Liên con lắm, Liên ơi con mượn. Cái gì quên rồi. Màu. 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 Con cây huyết long. Nó là huyết long, nó là màu huyết long đổi màu mấy chị, hồng cam đổi màu á. Cây huyết long này nè. Một cây 170 cành. Nó còn đổi màu đó mấy chị. Cây huyết long 70 cành. Chưa bán được cái lô xe rách. Huyết long 70 chốt. Thanh. Thanh mua cây hồng chà neo hoa thơm nè Thanh. Thầy con kêu nó chứ con đâu biết tên nó đâu. Nó là màu hồng giống màu chà neo, kêu nó hồng chà neo con biết tên nó đâu. Cho bác cây tím bự bán à. 5 cây. Kêu mặt bông nó đi. Bông to nha. Thạch bảo ngọc còn không, cho bình mới hết rồi. Cây đang nhú rồi. Tiếp lao đẹp bông to. 4 cây này 200 ngàn. Cây này giờ đâu có giống mấy chị, bông nở vậy mới chuẩn mấy chị nè. Em bắn tính lá nha. 4 cây 200 ngàn. Nó có bông á mấy chị. Cây mập đã đưa lên là nhú vòi. Tiếp lao đẹp bông to 4 cây 200. Với 5 cây à. Hết bên điện thoại rồi. Quay game nha. Quay game đi, tôi hết bên điện thoại tắt nguồn luôn. Rồi đi ăn cơm. Năm cây kinh công chốt cho Cẩm Tú Trần. Coi sợ Cẩm Tú Trần. Elite Trâm Minh. Cẩm Tú Trần số 194 á. Thỏ vàng có luôn chị Ngân Trương ơi. Thỏ vàng có. Tím lao đẹp bông to 4 cây 200. Em quay game mấy chị cái nha mấy chị. Quay game mấy chị. Nè qua. Ê cho mình. Nhà mày thơm. Mặt bông nó lạ lắm từ chút xưa. 60 ngàn 1 cây 3 cây 108. Chị Tòng chậu. Chị Tòng lấy mấy cái chậu Tòng. Chị Tòng ơi, chị Tòng lấy mấy cái chậu. Đây là mặt bông cây Helix Jasmine nè. Nó chuyển màu đẹp đó. Để lựa cho ba cây đẹp cho. Căng nụ nha. Ba cây lùm luôn đi 108.
ba cây biết cho Minh 180 ngàn. Em qua game cho mấy chị cái mình sạc điện thoại hết pin mấy chị. Helix cho Minh 380 ngàn. Hàng xưa. Ba cây Nguyễn Khoan. Còn được ba cây đang ngồi nữa nè. Thì nó riết đó có mặt rõ đâu. Ông mà tướng con đó giờ chú ăn đêm cũng không mập. Còn được ba cây lít cho Minh 180 ngàn. Chị Tòng 5 cái chậu CP 50. Ok chị Tòng, 3 cây lít cho Minh này 180 ngàn. Em quay game tặng cho mấy chị 4 cây vàng tia đẹp nha. 4 cây vàng tia hết luôn rồi. Có mấy cây này là chắc chưa nha. Dạ ok chị. Có cây nạ là em bán luôn rồi cái quay game. Được 2 cây Hiroshi 180 chốt chị tiếp hồn. Còn chứ. Chú ơi. Chú. Có đây đâu có đèn không chú? Có. Sáng rồi. Có. Không có like. Tắt điện cơm mà tới like. Vậy là hết nổi rồi, sáng giờ mới ăn được có tô hủ tiếu quá vậy. Từ sáng mở mắt ra tới giờ là ăn được có tô hủ tiếu từ sáng tới giờ luôn. Bởi chú không nói, nhỏ này like riết rồi nhìn nó ốm nhơ, muốn ngọc nổi. 2 cây 100 ngàn. Hiroshi. Hiroshi 2 cây 100 ngàn. Ai mà phải đi dắt với cây tùm lum tùm la màu. Tao bán dắt tùm lum tùm la. Thôi quay game nha. Nè có 4 cây đồng xanh này chốt luôn đi mấy chị 200 ngàn chứ rồi. 220 đó mấy chị. Cho trống chỗ rồi em đi ăn cơm luôn. Đen đâu nắng đồng xanh đâu thơm, dòng này bây giờ không còn dễ tìm nữa đâu. Từ chính cần 2 cây 100 ngàn chốt trong đơn của em nha. 2 cây oxy 100 ngàn. Con đâu biết đâu, tối mới biết được chuyện gì sẽ ra. 4 cây đồng xanh hoa thơm 200. Em bán 70 ngàn một cây, nãy đi combo 4 cây 120 luôn đó. Thôi có 4 cây trống chỗ nè. Chốt luôn đi rồi quay game với chị nè, một cây đồng xanh nha. 2 cây đồng xanh. Chốt chị Tuyết Hạnh 4 cây đồng xanh 200. Rồi quay game để ăn cơm. Quay game rồi để ăn cơm. Có cây lạ lắm đó chị, kỳ lạ lắm đó. Ủa cây nó sẹt lắm vậy. Đây nè. Trời cái giọng con đó giờ đó coi, đưa cái đó. Hai cây đẹp lắm mấy chị. Cái giọng con đó vậy. Con hồi xưa con đi karaoke cũng được lắm chú. Mà bữa nay là con đi ca không có được nữa rồi. Con cây nè mấy chị 50 ngàn. Con cây nè màu tím nè mấy chị, cái tím 50. Giờ mà vô phòng karaoke là chỉ có gào với thét thôi. 50 ngàn cái tím này luôn. Bông bự nha. Rồi cập nhật quay game nè. Ngàn mặt bông của nó nha. Chốt luôn đi. Hello chú Sang Khoan. Chào chú. Chốt cho anh từ Tứ Chính Cần. Có cái gì anh mua thêm giùm em anh Tứ Chính Cần. Cái tím nó 50 ngàn trên Tứ Chính Cần. Cây tím sọc đẹp 50. Thua rồi. Thua luôn rồi. Tím sọc 50. Trời sạc bên mà rớt ra kiểu này chết luôn. Còn cây tím sọc 50 cành. Tím sọc 50 cành rồi quay game luôn nha. Rồi quay game chứ, quay liền. Nhớ là phải có chia sẻ 2 lần nha. Hello Lê Đức Nguyễn. Cho em 1 phút em cập nhật cái đó.
50 ngàn phím sọc chị Kim Trang. Em tặng cô chú chị mình combo 4 cây vàng tiên nhiều rồi á. Vâng, cái này cắt gọn lên góc đi. Chú bán cho con cây này nha. Cú bèo đỏ. Cái giờ mình kêu bông đỏ quá à. Trên bông đẹp quá trời luôn. Cái chòi hay là bị đốn cùng qua bển thôi. Bển có đèn không? Có đèn. Không có đèn. Tiền ở đèn gì vậy? Chưa chưa mà đừng có điện nó hỏng cháy rồi chứ. An An ráng hay là dán? An An nha. Bốn cây này nữa bỏ luôn. Một cho chị An An ạ. Hai ạ. Ba comment một giờ trước An An là có An An nha. An An bông hồng đỏ nha. Bốn. Năm. An An bông hồng đỏ bây giờ có rồi nè. Em kiểm tra có chia sẻ không có nha mấy chị ạ. Nếu mà khách trúng qua game phải cho số điện thoại địa chỉ trực tiếp ở livestream nha. Không nhận số điện thoại địa chỉ vào Messenger nha, lưu ý giúp em từ tin nhắn nó trôi. Con bán mấy đợt rồi chưa có mặt bông nữa đó, con bán nhiều lắm rồi. An An có chia sẻ 1 giờ trước 2 lần. 1 giờ trước 2 lần. Chị ơi cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị. Lên xuống gọi địa chỉ em lưu đây luôn nha. Lưu lại đây luôn á chị. Đừng cho mà Messenger giúp em nha. Tại đối với khách mới á, nó sẽ bị trôi tin nhắn, hoặc là không coi được tin nhắn, hoặc là không nhắn tin được khách mới. Nên là chị An An nha. Lên cho em xuống gọi địa chỉ đây luôn nha. Lên luôn đi rồi em đi á. Upline. Để xuống luôn. Nó xấu vô đi. Cho địa chỉ luôn nha. Lên địa chỉ luôn nha chị. Có giờ nước không thành rửa tay rồi. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn mấy chị. Hẹn gặp mấy chị vào live tối nay nhiều hàng đẹp. Bye bye mấy chị. Chúc mấy chị có một buổi chiều tốt lành. Hello chào thầy Thân Nguyễn. Bye bye.